Anh chàng trước mắt của bạn chỉ mới 18 tuổi, nhưng sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đô la. Chỉ vì anh ta kích hoạt hệ thống thần hào và đậu vào trường đại học danh tiếng, liền nhận thưởng 10 tỷ và một chiếc xe sang triệu đô. Ngày đầu tiên vào học đã gặp phải đứa con nhà giàu làm khổ cô gái nghèo. Tôi không cố ý. Tiền sửa xe tôi sẽ bồi thường cho anh. Hừ, bồi thường tôi. Đây là chiếc Porsche 718 đấy. Xe trần cũng có hơn 700.000 đô. Một tên người ngoại đạo nghèo như bạn có đủ tiền bồi thường không? Để cha mẹ bán nhà đi. Bồi thường tiền sửa xe của tôi. Vân Vi Vi cảm thấy như một chiếc búa sắt đập vào đầu. Cảm giác như trời đang sắp đổ. Chiếc xe trị giá hàng triệu đồng, làm sao mà đền bù nổi? Tiền thưởng đầu hạng cả huyện trong kỳ thi tốt nghiệp đại học, 10.000 nhân dân tệ, có lẽ đủ để bồi thường rồi. Thường thường mà bắt người ta bán nhà, cứ phải đến cửa hàng 4AC trước đã. Ừ, đúng vậy, tôi thấy tai nạn cũng không lớn lắm, chỉ là một vết lõm, không đến mức phải bán nhà chứ. Các bạn hiểu cái quái gì? Đây là chiếc xe mới mua được một tháng đấy. Có cần bồi thường phí suy giảm giá trị xe không? Và phí tổn thất tinh thần của tôi. Tôi nói với bạn, ít nhất cũng phải bồi thường tôi 100.000 đô la. Hiện tại tôi chỉ có hơn 1 vạn đô la trong tài khoản của tôi. Như vậy, tôi trả trước cho cậu hơn 1 vạn đô la. Còn lại tôi sẽ làm việc kiếm dần dần trả lại cậu được không? 1 vạn đô la còn chưa đủ cả phần thừa. Gọi điện xin bố mẹ cậu vay tiền. Ha ha ha, những khoản tiền này đúng là có thể làm vốn khởi đầu cho việc tán gái của tôi ở đại học. Bạn nghe tôi nói không? Làm sao bố mẹ của bạn? Nhưng mà, cơ thể nhỏ bé của Vân Vi Vi càng thấp đi, tự ti đến nỗi bụi bẩn. Cô ấy rất muốn nói rằng cô ấy không còn cha mẹ nữa, nhưng cô ấy không thể mở miệng. Bởi vì cô ấy không muốn thảm hại. Ôi! Đối với ngũ lôi, tôi nhìn thấy cái gì đó. Xe hơi sang trọng hàng triệu đang di chuyển. Bốn siêu xe Fazi La Fazi, quý tộc trong thế giới Fazi. Xe Fazi dữ giá nhất. Hiện tại, giá xe Fazi cũ đắt hơn cả xe mới. Quả thật là không thể tin được, một ngôi sao đã sử dụng chiếc Fazi La Fazi trong 2 năm rưỡi, bán lại vẫn lời 5 triệu đô la. Anh nghĩ có phải làm tức người không? Mọi người đều chú ý vào chiếc siêu xe màu đỏ này. Diệp Tiểu Thôi bước ra từ chiếc siêu xe Fazi màu đỏ đó và nhìn thấy Lý Nguyên Quý trên mặt tức giận và cô Vivi với khuôn mặt tái nhợt. Ở trong lòng anh ấy đã hiểu được nguyên nhân và kết quả của vụ việc. Đừng xin tiền của ba mẹ tôi, được không? Tôi sẽ tự kiếm tiền để trả cho bạn. Mất bao lâu để tôi kiếm đủ tiền để trả cho bạn? 3 năm hoặc 5 năm, hoặc 10 năm. Nghèo là thắng nhiều. Không thể đền bù, cho phụ huynh của bạn đến thì được. Làm gì cũng phải tự làm, không cần phô trương. Hôm nay bạn phải đưa hết cho tôi. Cô không được để tôi chờ thêm một ngày nào nữa. Ê chêm phiếc, không phải vậy đâu. Lái chiếc Porsche mà tự tin đến mức muốn bay lên trời. Chỉ có một vết lõm nhỏ thôi. Người ta muốn cô gái nhỏ 100.000. Đây không phải là kẻ tống tiền sao? Chiếc xe này đã cũ 4 đến 5 năm rồi. Được rồi, chỉ cần 10 vạn đồng thôi. Chiếc xe này của bạn à? Đối diện với anh chàng Diệp, người lái chiếc xe hạng sang triệu đô, Lý Viên Quý vẫn rất sợ hãi trong lòng. Liên quan gì tới anh? Một chiếc Porsche 718 phiên bản cũ. Anh mở miệng là muốn 100.000, cũng không sợ lắp cả mà. Ai đã nói với anh rằng đây là phiên bản cũ? Đây là chiếc xe mới tôi mua được một tháng. Như vậy tôi nghĩ cô ta cũng không thể trả được tiền. Nhìn vào mặt anh em, tôi cũng sẽ không làm khó cô ta nữa. Anh trả tôi 15.000. Vấn đề này sẽ qua đi. Điều này sẽ qua đi. Thật là xui xẻo gặp một người hiểu chuyện như vậy. Vì bạn thích tập trung ánh sáng, thêm 5.000 không quá đáng phải không? Ha ha. Hừ, tất nhiên được. Ha ha, thật là người hào phóng. Nhưng chiếc Porsche 5 đến 6 năm của anh, chỉ va chạm nhỏ thế này không đủ để đền bù giá đó đâu. Vậy làm sao mới đáng giá giá đó? Anh quá lừa dối người khác. Chính xác, tôi chỉ trêu chọc bạn mà thôi. Cười cái gì vậy? Sao không để tôi trêu chọc người khác? Đợi xem tôi kiện bạn đây. Những việc còn lại đều giao cho luật sư của tôi. Wow, cô ngờ quá. Anh chàng mạnh mẽ, cảm giác an toàn. Mẹ ơi, con đang yêu đó. Thiếu niên mãn tính thật đấy. Nhan sắc này không đóng vai hoa hậu trong phim thì thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Quỳnh Quỳnh, hoàng tử của em đã xuất hiện. Em sẽ yêu đương rồi. Chị yêu đương quá nhanh rồi. Ừ, đừng quan tâm tới tôi. Em thấy cậu học em này rất hợp với tôi. Độc đoán. Thực sự là ông trùm độc đoán trong thế giới thực đấy. Em học em đây rồi. Ngày đầu tiên đi học, tôi đã đâm phải chiếc xe của thiếu gia giàu có. Thậm chí không phải bồi thường, mà lại thu hút sự chú ý của nữ hoa khôi. Chỉ vì tôi kết nối hệ thống siêu giàu có, đỗ đại học, hệ thống thưởng 10 tỷ và một chiếc siêu xe triệu đô. Vừa bước vào cổng trường, liền gặp gã nhà giàu khiến nữ sinh nghèo bị lăng nhục trước mặt mọi người. Tôi không chịu nổi liền giận mà đập phá xe của hắn. Những hành động hào hiệp của tôi đã thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều fan nữ. Anh em, nhìn kìa, có cô gái đẹp đang đi đến đây đó. Ồ,
Ôi anh! Lại một cô gái bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của bài hát, thật là phiền phức. Tóc của em từ đâu mà ra? Hey cô gái, em thấy yêu anh quá nhiều. Có giúp tôi không? Hi, cô gái, bạn thấy may mắn của tôi quá nhiều. Có giúp tôi không? Ồ, đừng nói nữa. Xin chào em học đệ, em cần giúp đỡ sao? Tôi sẽ giúp em mang hành lý lên phòng ngủ nhé. Ừ, chị học Triệu. Nhìn thấy anh Diệp Tiểu Soái được tiếp đón bởi cô chị xinh đẹp và trường, tất cả các chàng trai đang đăng ký ở cổng trường đều ngưỡng mộ Diệp Tiểu Thôi tới đỉnh điểm. Chênh lệch quá lớn. Ulysses, một kẻ tha hóa đang chửi rủa, con này là thằng được độc thân chửi thì mở ra. Một chiếc siêu xe hàng nghìn tỷ thực sự quá mạnh mẽ, làm cho tỏ ra hùng dũng, đây mới là đàn ông thực thụ. So với đó, có một số người thật sự quá tệ. Phun, mở một chiếc Porsche, con ngựa này thật là xấu hổ với người dân Thượng Hải. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Xin chào, tôi là luật sư của ông Diệp. Ô, thật khó chịu, tôi không thể lấy lợi thế được tí nào à. Hai người đến phòng ký túc xá năm nhất, trước mặt ba chàng trai khác trong phòng ký túc xá, Vương Yên Nhiên sắp giường cho Diệp Tiểu Thôi, để ba người trong phòng xem, tất cả đều ngỡ ngàng. Nhìn xem, cô gái xinh đẹp tự mình dọn giường cho người khác. Tôi đã thấy cô nữ sinh ở cổng trường, dường như là sinh viên tổ chức đón sinh viên mới. Tướng lĩnh năm sao Da Galaxy MacArthur từng nhận xét rằng, người đàn ông không tán tỉnh chị học tỷ không phải là tài xế tốt. Ừ. Tài xế gì đó, cậu mặc đồ con gái à, chúng ta đổi kịch bản đi. Xem chi tiết trên trang chủ bộ sưu tập tài xế Diệp Tiểu Thôi. Thật sự nói đấy, dịch vụ của cô chị học đẹp thật chu đáo. Nhìn cô chị học chăm sóc cho bản thân, trong lòng anh Diệp Tiểu Thôi hiểu rõ. Mặc dù trước đây khi nghèo đói rất ghét những cô gái theo đuổi vật chất, nhưng bây giờ sau khi có tài sản hàng tỷ, không ghét cũng chẳng thích lại cô gái đi theo tiền bạc. Thế nên cứ qua lại với nhau thôi, mỗi người lấy một phần, mọi người đều không bị lừa dối là được. Người xưa không nói dối tôi, ngày xưa là thiếu niên giết rồng, cuối cùng trở thành con rồng xấu xa. Tôi cuối cùng cũng trở thành loại người mà tôi từng căm ghét nhất. Ha ha. Anh hùng cứu mỹ nhân. Phần thưởng 10 tỷ đã được chuyển khoản. Vô địch mọi nơi. Tăng cường cơ thể của máy chủ từ nhiều phía. Diệp Tiểu Thư cảm thấy toàn bộ xương cốt của mình được rèn luyện lại một lần nữa, năng lượng không ngừng đổ dồn trong cơ thể, thân hình mạnh mẽ hơn, vẻ ngoài cũng trở nên điển trai hơn. Anh Thôi, anh thật là giỏi đấy. Nhưng mà dù sao, cách mở khóa danh hiệu của hệ thống thật là khó hiểu. Tôi chỉ là không thể nhìn thấy cô gái xinh bị bắt nạt nên giúp đỡ một tay, không ngờ đã mở khóa danh hiệu không mong đợi. Không biết liệu danh hiệu hệ thống có phải là ngẫu nhiên không. Sau tất cả, đây cũng là lần thứ 2 mở khóa danh hiệu. Tôi đã nỗ lực như vậy, em học đệ chắc chắn sẽ khen tôi là hiền lành phải không? Sau đó, anh ấy tự nguyện yêu cầu thông tin liên lạc của tôi. Cuối cùng, không ai có thể chống lại sự ân cần của cô gái xinh đẹp. Ồ, làm sao mà cảm thấy anh chàng học đệ này lại đẹp trai hơn anh vừa rồi vậy nhỉ? Cảm ơn chị học chị, lần sau có cơ hội sẽ mời chị đi ăn. Ôi, hết cách rồi. Chẳng chút thành ý nào cả, còn mời đi ăn, liên lạc cũng chẳng có. Mời cái ma gì đâu này. Em học ơi, thêm một viên bọt xanh. Ở thần đô, chị có thể làm hướng dẫn viên cho em. Hừ, mánh khóe này muốn dụ dỗ tôi à. Ngày đầu tiên vào học, cô nàng lạnh lùng lại tự mình đón tiếp tôi. Không chỉ giúp tôi đưa hành lý lên phòng, mà còn tự mình dọn giường cho tôi. Kể cả làm cho ba người cùng phòng đều ngạc nhiên. Chỉ vì tôi kết nối với hệ thống siêu giàu, đỗ đại học, hệ thống đã thưởng 10 tỷ và một chiếc xe hạng trăm triệu. Trên đường đến đăng ký xe vào trường, tôi tình cờ gặp đại hoa hậu cấp 3 và thiếu gia giàu có. Người theo đuổi chỉ đến trò chuyện và bị người con nhà giàu chê cười lạnh lùng. Tiếp tục phần trước, sau khi trao đổi thông tin liên lạc với chàng Diệp Tiểu Thôi, cô nữ sinh cũng không ở lại lâu mà rời đi. Được rồi, anh em. Ngày đầu tiên đi học đã giành được nữ sinh cao cấp, dạy chúng tôi đi. Không thể dạy được chút nào, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Khiêm tốn anh em, chị học chịu đựng mệt mỏi vì bạn. Chỉ định bạn có ý định. Bốn người một câu chào hỏi nhau. Chàng trai thời trang tên là Hoàng Tử Thành, anh ta là người địa phương ở thủ đô Phù Thủy, chu đáo, một người nông thôn da đen và cao lớn, với tính cách hòa nhã và thoải mái. Còn một người tên là Trịnh Tiểu Hồng. Á. Mọi người nhanh lên xem trên diễn đàn trường học, gần đây có vụ việc nổi tiếng về hai người con nhà giàu. Người này thực sự là mất hết lòng dũng cảm của người đàn ông. Tôi cũng đã xem, thậm chí còn bảo người ta bán nhà, quá hỗn láo. Anh hùng cứu mỹ nhân quá điển trai. Cái va chạm quá đáng quá. Anh chàng pha di quá ngầu quá. Đó chính là sự chênh lệch. Người có thể lái chiếc xe như vậy, nhà họ ít nhất cũng phải có số tài sản hàng chục tỷ đồng. Tiểu Thôi nhẹ nhàng mỉm cười, nói đùa. Có lẽ cả trăm tỷ đồng đấy. Đẹp. Người ta thật sự làm người ta tức chết đi được. Anh Thôi, anh nghĩ người mà lái chiếc siêu xe triệu đô này trong nhà làm nghề gì vậy? Ngón tay vàng. Nhà của anh thực sự là một gia đình bình thường. Có lẽ anh cũng là một người bình thường. Haha, anh Diệp thật hài hước. Mọi người không biết,
rằng chàng trai Diệp trước mắt chính là chủ nhân chiếc Vazi mà họ đang thảo luận. Vui vẻ trở lại, cô đã thêm liên lạc của Hộc em. Tất nhiên rồi. Nếu tôi tham gia, tôi sẽ tự tay làm được. Văn Tần muốn tìm cách liên lạc với Vương Diên Nhi để hỏi thông tin liên lạc của em trai, nhưng cảm thấy không thích hợp. Vương Diên Nhi cũng sợ em trai bị cướp đi, bắt đầu dồn tin nhắn cho Diệp tiểu soái. Không sao, các bạn đã nói chuyện đến đâu rồi? Hôm nay tôi có thể mời cả gia đình đi ăn không? Tôi sẽ đưa bạn gái tôi đi. Ồ, có phải là xem thức ăn tối hôm nay không đủ nữa nên lại gọi thêm một món không? Không phải đâu, anh cũng có bạn gái rồi. Làm thế này thì chúng tôi độc thân phải làm sao? Haha, giảm bớt đi, giảm bớt đi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cả bạn cùng phòng của bạn gái tôi. Cơ hội thì tùy vào các bạn ấy. Diệp Tiểu Soái nhờ đến chiếc Fazi của mình, nhưng chưa đăng ký xe vào trường. Ngay khi ra khỏi cổng trường, anh nhìn thấy hai người rất quen thuộc. Hai người này lần lượt là trắng trẻo, xinh đẹp, dịu dàng như nước và cao giáo, nữ hoa hậu trường trung học xinh đẹp và lịch lãm, Trần Vũ Tuyết, và một người đàn ông mặc quần áo. Ô, Trần Vũ Tuyết, cậu cũng thi vào đây à? Cậu biết tôi à? Trần Vũ Tuyết không có ký ức về chàng trai đẹp trai trước mắt. Ồ, tôi cũng là học sinh trường trung học phổ thông Ít Hoàng. Lúc đó cô là hoa khôi của trường đấy. Ai không biết bạn? Ồ, người này là đại gia học cấp 3 kia. Theo đuổi cho phép, toàn 3 năm mà không theo được. Thấy có người con trai khác tán tỉnh nàng tự thần, trong lòng rất không vui. Thằng nhóc lông bông này đâu ra mà, nhìn xem tôi không đánh cho mày màu xem. Bạn cũng học trường trung học Nam Kỳ, phải không? Đúng vậy, trông cậu cũng như vậy. Đợi xe, may mà tớ có chiếc BMW dòng 5, nhưng tớ đã bỏ ra hơn 500 ngàn để mua. Cậu chắc chưa từng ngồi trên chiếc xe đắt đỏ như thế này. Có thể tớ chở cậu một đoạn đường. Học đại học là đã lái BMW dòng 5, mặc dù không bằng Fazi, nhưng đối với người bình thường thì đã rất chất. Không lạ là vẻ ngoại hình trung bình, nhưng cô gái bên cạnh lại xinh đẹp như tiên. Trần Vũ Tuyết tràn đầy sự khinh bỉ, trong lòng rất ghê tởm chắc bác thần, nhưng do hai gia đình có quan hệ kinh doanh nên cô ấy cũng không thể thể hiện quá rõ ràng. Đừng ngại đi, mọi người đều là bạn cùng lớp, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngồi xe của tôi còn hơn là chen chúc trên xe buýt. Không cần, tôi có xe riêng mà. Đúng đúng, xe gì vậy? Trời nóng như vậy mà cứ đi xe đạp chia sẻ, không sợ bị say nắng à? Ha ha ha. Lại có một người tìm chuyện đây. Xem tôi sẽ làm sao với bạn. Cậu có tin vào người đàn ông đang đứng trước mắt không? Chỉ 18 tuổi nhưng đã sở hữu tài sản trị giá hàng trăm tỷ, chỉ vì anh ấy đã kích hoạt hệ thống thần hào. Vừa mới vào đại học, hệ thống đã thưởng cho anh ấy 100 tỷ và một chiếc siêu xe triệu đô. Chỉ là mới bắt đầu năm học, anh rất mạnh mẽ khi đối mặt với tiểu giai nhân xinh đẹp vàng trường cấp 3. Không chỉ thế, anh còn dưới cái mũi của gia giáo. Đưa đi cô hoa khôi trong sạch khác. Đừng ngại đi nhé, mọi người đều là bạn cùng lớp, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Đi xe của tôi luôn tốt hơn là đi xe buýt chật chội. Không cần, tôi có xe riêng rồi. Ừ, đúng vậy, xe gì vậy? Ngày nóng như vậy mà cưỡi xe đạp chia sẻ không sợ bị say nắng à? Ha ha, hạ hê. Diệp Tiểu Thôi nhẹ nhàng mỉm cười, đi thẳng đến chiếc Fazi màu đỏ lửa. Tôi chưa bao giờ ngồi trên chiếc BMW dòng 5, bởi vì tôi không bao giờ ngồi trên xe dưới 5 triệu đô. À, chiếc Fazi này đúng là của anh ấy. Chủ xe Fazi lại trẻ đẹp thế à? Cả sân đều bị sốc, đều ghen tị không ngớt, chỉ có chú bá Hằng như ăn phải cục phân chuột. Mặt mày trở nên rất xấu xí. Diệp Tiểu Thôi ngầu ngầu, sau khi đánh mặt, tâm trạng rất tốt, thôi thì lái xe một vòng. Không được, nếu xe bị đánh cắp thì sao? Ôi chao! Có chuyện gì vậy? Em trai, tôi biết có một nhà hàng ngon đặc biệt. Chúng ta cùng đi nhé. Ở cổng trường đợi tôi nhé. Liên lạc với Hoa, chó liếm. Nếu những chàng trai theo đuổi cô ấy nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ điên đầu. Thời tiết nóng như vậy Diên Nhiên, lên xe của anh đi. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Hừ. Yến, em rảnh không? Nhà anh mở một nhà hàng cao cấp, em có muốn đi ăn cùng không? Xin lỗi, tôi đã hẹn người rồi. Hôm nay tôi không rảnh, ngày mai cũng không rảnh, sau này cũng không rảnh. Ông Hề bị người khác đánh bại, tôi muốn xem ai đã mời người. Có tiền tài ở đây tôi đều biết. Bạn mời ai vậy? Tại sao lại không dám nói ra tên của anh ấy? Chỉ vì hắn không có tiền, nó cũng không tốt cho hắn, nên bạn mới không dám nói à? Hừ. Hẹn hò với người không có điều kiện cũng không sao. Sau tất cả, như tôi, sinh viên như tôi, có thể mua Maserati trị giá vài triệu đô la khi còn ở đại học là rất ít ỏi. Không cần phải so sánh tôi với người khác. Con rùa kia ồn ào quá. Ê, là từ đâu mà có bản nhạc nền đỉnh thế? Đẹp mình. Mẹ ơi, còi Fazi. Là còi Fazi à? Đỗ Tử Thắng bất ngờ hóa ngơ, nhìn chằm chằm vào Vương Diên Nhiên. Ngồi vào chiếc Fazi đó, chỉ còn anh ta một mình trong gió rối. Chúc mừng người chơi mở khóa danh hiệu mới. Lấy lòng người. Phần thưởng là một nhà hàng phá cách cao cấp. Chúc mừng người chơi đã nhận được kỹ năng lái siêu xe một tay.
có được sức mạnh và kinh nghiệm của một tay đua chuyên nghiệp. Phần thưởng đột phá, một chiếc biển số xe hơi đặc biệt lại lê bất. Ồ, thì ra việc mở khóa danh hiệu không chỉ giúp được men và kỹ năng, mà còn thức ăn. Đừng nghĩ rằng Oang Yen Dân làm việc quái đản trên mạng, bây giờ trên xe của y tiểu thế, ngượng ngùng không dám di chuyển lung tung. Đói không? Tôi sẽ đưa bạn đi ăn ngon. Ở ven đường có một khách sạn 5 sao, trước cửa khách sạn còn đậu nhiều siêu xe. Diệp Tiểu Thôi lẻn vào trước cửa khách sạn, vứt chiếc chìa khóa cho nhân viên lễ tân. Anh ta đã gọi điện thoại một cách tự nhiên và thân mật. Vương Diên Nhiên nhìn thấy là của khách sạn, lập tức cảm thấy hơi căng thẳng. Em học bệ làm nhanh quá à? Nghĩ gì, ở đây có trường tư. Được, hôm nay chỉ tập trung ăn thôi. Ồ, được. Vương Diên Nhiên nhìn thấy giá trên menu, cảm thấy chói lóa trong đầu. Thấy thế, Diệp Tiểu Thôi liền lẩm bẩm gọi món. Vương Diên Nhiên thực ra cũng chỉ là một học sinh thuộc gia đình bình thường, một món ăn bất kỳ cũng đủ để tiêu hết nửa năm tiền sống của cô ấy. Đến đây mà không ăn món nổi tiếng thì tiếc quá. Giá cả không phải vấn đề, chỉ cần ngon là được. Đồ lót có phải đắt quá không? Chuyện này không quan trọng, hiếm khi có dịp ăn tối cùng gia đình, tất nhiên phải ăn ngon. Xin chào ông Diệp, tôi là nhân viên của đấu giá biển số xe ở Thượng Hải. Chúc mừng ông đã mua được biển số xe với giá 20 triệu và có thể đàm phán bảo vệ 11.111. Dịch vụ đăng ký xe sẽ do đấu giá nhà cung cấp sau này. Gì vậy? Cậu tin được người đàn ông này đang ở trước mắt. Ở tuổi 18, anh ta đã sở hữu tài sản trị giá hàng trăm tỷ. Chỉ vì anh ta kích hoạt hệ thống thần hào, hệ thống đã thưởng cho anh ta 100 tỷ vì thi đỗ đại học. Có một chiếc siêu xe triệu đô. Ngày đầu tiên của năm học, cô nàng lạnh lùng lại tự mời tôi đi ăn. Không chỉ thế, trong buổi liên hoan tại ký túc xá, vì vẻ ngoại hình quá xuất sắc, khiến tất cả các cô gái đều bị tôi quyến rũ. Anh Diệp, chào anh. Tôi là nhân viên đấu giá biển số xe ở Thượng Hải. Hu. Dịch vụ đăng ký sau này sẽ được cung cấp bởi nhà đấu giá cho bạn. Anh học bệ nào đó đã trả thêm 20 triệu để mua một biển số xe. Vẫn là trả thêm à, giá giao dịch bên trong lên tới hàng tỷ đồng đấy. Hà hoan, đề nghị mua 5 biển số xe một với giá 20 triệu, vẫn còn đòi giảm giá. Ngồi đó hát xong ca à, người trẻ quá hấp tấp. Mơ mộng suốt ngày, 5 biển số xe con báo thì không thể bán được chút nào. Người sở hữu biển số xe này trong giới kinh doanh ở Thượng Hải là những người có uy tín và quyền lực. Nhỏ tuổi mà nói dối sẽ bị ướt quần đấy. Anh tôi có giá trị tài sản hàng tỷ đồng, lợi nhuận của công ty mỗi năm là hơn 1 tỷ đồng. Người trẻ, em nên học hỏi nhiều từ anh trai chúng tôi. Ê chêm phiếc, các anh nói đi. Anh nói xong chưa? Nói chuyện về việc kiếm được 10 triệu mỗi năm, có đáng tự hào không? Ồ, thật à, lãi suất của tôi còn nhiều hơn cả số tiền bạn kiếm được đấy. Hai người đàn ông nhìn thấy dãy số dài đó rồi. Ông hỏi, tỷ phú. Phải là trăm tỷ mới đúng. Hi hi. Ồ. Học chị đi trước đi, tôi còn phải xử lý một vài việc. Mê mơ, được. 100 tỷ à? Anh ta thực sự có 100 tỷ không? Ồ. Ồ. Anh ấy có hẹn với Tiểu Thôi à? Chắc không phải đâu. Người có bản lĩnh như vậy chắc không thể trẻ trung và đẹp trai như vậy được. Làm sao cô đoán được đó là chiếc xe của tôi vậy? Thật sự anh ấy lại trẻ trung và đẹp trai như vậy à? Thật là như chàng tổng tài ác độc trong tiểu thuyết vậy. Xin lỗi, anh có phải là anh Diệp không? Ừ, đúng vậy. Tôi đã uống một chút. Bạn hãy lái xe đi. Dương Mặc đã lái rất nhiều loại xe, nhưng chiếc phà gì trước mắt là điều mà cô ta thực sự không thể nào bắt được được. Anh Diệp, bằng lái đã xong. Nhưng anh thực sự đã 18 tuổi chưa? Ừ, đúng rồi, có vấn đề sao không? Không, không vấn đề gì đâu. Chẳng ngờ anh còn chưa đủ 20 tuổi, thật sự là tôi đã già rồi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Ừ, tôi 24 tuổi. Haha, lớn hơn tôi 23 tuổi, thì tôi có phải ông cả chục núi không? Mày phiền phức. Sau đoạn nhạc nhỏ này, đến ngày đi dự tiệc giao lưu với bạn cùng phòng. Được rồi, ngày anh, lần trước đã có người dọn giường cho cậu. Đó là Vương Diên Nhiên, một trong 8 hoa khôi trường đấy. Chúa ơi, hoa khôi trường lại tán tỉnh cậu. Đêm đấy, cậu thực sự có lợi lớn. Không, không, chúng ta chỉ là bạn bình thường. Họ sắp đến rồi, cơ hội nằm trong tay các bạn đấy. 4 cô gái xuống xe taxi, gặp gian hàng nướng BBQ. Không nhịn được mà nhăn mày, ở đây là Văn Hoàn. Em biết đẹp quá. Đẹp quá chẳng khác gì mỹ nhân. Người đằng trước, anh đã chọn trước rồi. Các bạn không được cướp, ha ha ha. Ô. Chết tiệt. Bạn có vấn đề với bạn bè à? Đó là bạn gái tôi. Ba đồng trọ của Lý Văn Hoan, ban đầu muốn xem trai trường đẹp trai không? Kết quả nhìn xa xa, Chu Đào da đen. Trịnh Tiểu Hồng gầy như con khỉ. Ba người đều thất vọng. Ngồi xuống và nhìn thấy Diệp Tiểu Thôi, ba người liên tục nhìn về phía Diệp Tiểu Thôi, người có ngoại hình đẹp nhất. Wow, anh chàng này thật sự đẹp trai. Cái bộ phim lần trước xem hay quá nhỉ? Bạn nói đúng không? Ừ. Tiểu Thôi, anh thường tập thể dục phải không? Tại sao bạn hỏi vậy? Tôi đã thấy cơ bụng tám múi rồi đấy. Cơ bắp thon gọn như vậy, không phải ai cũng có được nếu họ không tập thể dục thường xuyên.
Những cơ bắp trên cơ thể tôi đều do gen di truyền. Tôi sống được nhiều năm rồi, tôi chưa bao giờ vào phòng tập gym. Cô đã nhận ra điều đó à? Tôi rất thích tập gym. Wow, thật tuyệt vời. Có thời gian cùng nhau tập thể dục nhé. Tôi vừa mua thẻ tập gym hàng năm. Chúng ta có thể đi cùng nhau đó. Trần Vũ Tuyết. Anh chàng trước mắt bạn chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu tài sản trị giá hàng trăm tỷ. Chỉ vì anh ấy kích hoạt hệ thống thần hào. Học đại học, hệ thống thưởng anh ấy 100 tỷ. Có chiếc siêu xe triệu đô kết nối tập trước. Luôn bị người khác vớt ve và nịnh nọt làm hoa khôi của trường. Chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Lúc này cảm thấy tuyệt vọng. Những người xung quanh cũng hoảng sợ một phen. Có người báo động, có người chụp ảnh, nhưng không ai đứng lên ngăn chặn. Đám người tồi tệ này, không ai dám đi giúp đỡ. Ngừng lại. Anh Diệp, đừng báo cảnh sát nữa. Anh Diệp, đừng tỏ ra mạnh mẽ. Anh ấy là Tiểu Thôi, anh ấy là Diệp Tiểu Thôi. Làm gì vậy? Chúng ta là võ sư quyền cổ kim mà. Đừng lại đây. Hừ. Không ngờ thằng nhóc này còn nhớ chút chút. Anh em đừng sợ, ra tài nghệ cao siêu lên. Đến lúc thể hiện kỹ năng thật sự rồi. Dừng lại các bạn, đừng đánh nữa. Vài phút sau. Cụ à, điều này quá tuyệt vời. Sau khi cảnh sát hiểu rõ tình hình và nghe lời kể của người dân, Tiểu Thôi nhanh chóng giải thích cho cảnh sát hiểu rõ. Wow, bạn quá giỏi. Trời ơi, bạn còn rèn luyện võ thuật à? Sau này bạn có thể dạy tôi không? Gặp bất công phải giúp đỡ sao? Tôi không thể nhìn họ bị bắt nạt mà không làm gì được. Xin chào. Ô. Thật tuyệt, cậu vẫn chưa đi à? Đây, tặng cậu. Cảm ơn. Cậu hồi nãy điển trai quá, có thể tớ xin số liên lạc của cậu được không? Được, không vấn đề gì. Tiểu Thôi vừa mới quay về ký túc xá, hệ thống vừa tặng điểm lớn cho anh, người dũng cảm theo lý tưởng. Phần thưởng, 10 cửa hàng trên phố thương mại Hồ Tây, chúc mừng bạn chủ nhân đã nhận được tính cách lịch thiệp. Giúp ngoại hình của bạn được cải thiện. Cải thiện ngoại hình, tôi đã đẹp trai từ trước rồi, nếu có thêm điều này thì tôi có thể đẹp đến tận bầu trời. Làm sao mà các chàng trai khác trên trái đất này có thể sống sót? Tiểu Thôi rút ra điện thoại di động, kiếm được 200 đồng cho cô nàng Linh Vinh với mái tóc đỏ, ghi chú, tiền nước. Làm gì mà tôi không muốn? Chỉ là một chai nước thôi, đây là phần thưởng cho sự gan dạ của bạn. Nước ngọt lắm nhưng tôi không thích nợ ơn ai. Lần sau cô mời tôi đi ăn cơm là được. Không chỉ đẹp trai, đứa người cũng ổn. Lần này tôi thật may mắn. Mỗi sinh viên mới đều phải trải qua huấn luyện quân sự khi nhập học. Diệp Tiểu Thôi và các bạn cũng không ngoại lệ. Ô, anh Thôi, em cảm thấy anh đẹp trai hơn rồi. Không công bằng chút nào. Anh từ trước đã đẹp trai rồi, ngủ một giấc lại đẹp trai hơn nhiều. Không cho chúng tôi sống sao được. Đi qua bên kia. Anh chàng này đã luôn rất điển trai từ trước đến giờ. Được. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Wow, tóc mới tôi làm sáng nay. Quả thực là nóng quá nhỉ. Đây có phải là một câu chuyện hài của khoa nghệ thuật không? Đó là chị học sinh cao cấp Vương Diễm Nhi. Hóa ra hoa khôi đến đây để mang nước cho một học sinh mới à? Ai mà có sức hút lớn đến mức khiến chị học sinh cao cấp mang nước đây chứ? Trong ánh nhìn nóng bỏng của đám con trai, Vương Diễm Nhi đi thẳng đến Diệp Tiểu Thôi. Em học đệ, đây là nước cho em. Ngày nóng như vậy, giúp em giải nhiệt. Cảm ơn chị nhé, chị học chịu. Em trai đã lại đẹp hơn rồi. Phải không, không nói là hai đứa chúng ta đẹp đôi à? Anh đẹp trai. Đây là trà sữa dành cho anh. À, đó không phải Trần Vũ Tuyết, cô gái được ca ngợi là nữ sinh đẹp nhất sao? Hai hoa khôi trường lại cạnh tranh nhau để đưa nước cho anh ấy. Thật là không thể chấp nhận được. Hãy để ý cái này, học sinh mới đại học đã khiến hai hoa khôi tranh nhau đưa nước, khiến cho các người theo đuổi giàu có khác đấu kỵ. Không chỉ khoe khoang trước mặt tôi, mà còn muốn nhục nhã tôi. Nhưng họ không biết rằng tôi đã kích hoạt hệ thống thân hào, nhận thưởng ngay từ ngày đầu nhập học. Hãy để tôi trở thành tỷ phú, cầu thả. Đó không phải là Trần Vũ Tuyết, học sinh mới xinh đẹp nhất sao? Hai người đẹp nhất trường lại cạnh tranh gửi nước cho anh ấy, không thể chấp nhận được. Diên Nhiên học tỷ. Trần Vũ Tuyết. Cậu tưởng cậu đẹp trai một chút là có thể đứng trên hai thuyền à? Hừ, xin lỗi, tôi độc thân, không bao giờ lừa dối. Ồ, tóm lại, anh không xứng đáng với cô ấy. Anh biết giá căn nhà của tôi là bao nhiêu không? Cả đời cố gắng cũng không mua được. Nhà 8 triệu, gia đình tôi có 4 căn. Anh có cái gì để so sánh với tôi? Wow ha ha ha, tôi thề, nhà 8 triệu, gia đình còn 4 căn. Cần phải bao nhiêu tiền đây? Tôi còn không đủ tiền trả cả nhà thuê. Giờ tôi đã có 4 căn rồi. Hi hi, phải, giá nhà ở đây đắt đến không ngờ. Một căn một phòng ngủ, một phòng khách tối thiểu cũng phải từ 3 đến 400 triệu. Ai là học sinh Tiểu Thôi không? Tôi là chiếc Fuzzy của bạn đấy, đang đỗ dưới gốc cây trong trường, ảnh hưởng đến khu vực cây xanh của trường. Bạn hãy đi đỗ xe lại đi. Được rồi.
Làm sao mà học nắm nhất đã đi xe trong đó cấp bậc gì đây? Thượng tầng đó. Thiên tài từ khi mới sinh. Đi qua đó xem. Làm sao có thể? Anh Diệp, chiếc Fuzzy của anh có giá bao nhiêu vậy? Anh hỏi về giá xe hay là biển số vậy? Tất nhiên là giá xe rồi. Biển số xe có thể đáng mấy tiền? Nếu là biển số xe thì hơn 20 triệu đô la. Ồ, đây có phải là siêu xe Fuzzy đỉnh đám không? Nhanh lên mọi người, biển số xe này là ghi xe 11111. Gì đó, tôi đọc trên tin tức. Biển số xe này đã được bán đấu giá với giá tổng cộng là 160 triệu. Chỉ có một biển số xe này, đủ để mua được hơn 10 căn nhà ở thành phố Phồn Hoa. Ha ha. Anh Diệp, phải nói anh thực sự kín đáo. Ô, chúc mừng chủ nhân mở khóa danh hiệu mới, danh tiếng tăng cao. Phần thưởng, 10 bài hát hoa hạ của Cùng Một Thời Không Song Song. Thưởng 2 dạp chiếu phim hàng đầu. Mở khóa danh hiệu mới. Chỉ trong vài ngày đã mở khóa 4 lần rồi. Nhưng phần thưởng này chỉ cho tôi vài bài hát, thật keo kiệt. Ô, được, hôm nay tôi cũng chỉ có thể dắt bạn đi một chút. Cuối cùng cũng gặp được anh em mình. Chúng ta đi đâu? Đi phố thương mại Hoshi nhé, ở đó rất vui đấy. Khu phố thương mại Hoshi, đi xem thử 10 cửa hàng mà hệ thống giao cho. Thì tốt hơn tôi sẽ đi xem cửa hàng của tôi trước. Đây có phải là cửa hàng của bạn không? Đúng vậy. Wow, cửa hàng của bạn quá lớn. Không chỉ ở vị trí vàng, mà còn là cửa hàng cao cấp. Diên Nhiên mời chúng tôi uống trà sữa. Không sao, chúng ta vào đi. Các bạn uống gì? Chọn đi, tôi là chủ cửa hàng này đấy. Bạn là chủ cửa hàng à? Thì ra anh là chủ cửa hàng à? Tôi thích đàn ông có tầm ảnh hưởng trong công việc. Anh chàng này thật tuyệt vời. Mà sao mà trẻ mà đã khởi nghiệp được nhỉ? Khởi nghiệp thật khó khăn, tôi cũng gặp không ít khó khăn khi khởi nghiệp. Hừ, chắc là Diệp Tiểu thôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ khiến cho anh mất mặt trước mặt Diên Nhiên. Nhưng không ai biết, người chủ thực sự đã đứng trước mặt Đỗ Tử Đằng. Nhưng cái tát tiếp theo sẽ ghi sâu trong tâm trí. Anh có tin không? Ông già này có giá trị hơn 1 tỷ, lại cúi đầu kính kỵ trước một học sinh, làm cho mọi người tròn mắt. Chỉ vì anh ấy kết nối với hệ thống cường giả. Anh ta có giá trị tài sản hàng tỷ đô la sau khi đỗ đại học. Khởi nghiệp thật khó khăn, tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi khởi nghiệp. Hâm, Diệp Tiểu Thôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ khiến bạn mất mặt trước mặt Diên Nhiên. Thật ngưỡng mộ anh, Diệp Tiểu Thôi căn bản không cần cố gắng, trong khi tôi chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của mình. Ngoài thành công ra, không có lựa chọn nào khác. Ông chủ thực sự xuất sắc. Đúng rồi, ông chủ giỏi hơn nhiều so với những người sống dựa dẫm. Haha, đây có phải là ông chủ Diệp không? Mà lại trẻ đẹp thế này, thực sự trẻ trung và triển vọng. Khi tài sản nước ngoài của tôi gặp khó khăn, anh ấy đã mua cửa hàng của tôi với giá gốc. Thật sự là người ân nhân lớn của tôi. Ông Lưu, ông đến từ đâu vậy? Ông cũng không thông báo trước à? Việc nhỏ như thuê nhà thì không thể lãng phí thời gian của ông được. Tiểu Thôi, mau dậy đi, nhường chỗ cho ông Lưu. Anh đến từ đâu vậy? Indy, đó là ông Lưu, 10 cửa hàng đắt giá nhất trên đường Hoa Từ đều thuộc sở hữu của ông Lưu. Cậu cũng xứng đáng nói chuyện với ông Lưu. Có thể nhường ghế cho ông Lưu, người có tài sản hàng tỷ. Đó là phúc lành cậu tích đức từ kiếp trước. Hừ, hỗn loạn. Thiếu gia Diệp, con cần phải nhường chỗ cho tôi à? Tôi có thể kết nối với thiếu gia Diệp là phúc lành của tôi. Làm sao có thể tha thứ cho việc nói linh tinh ở đây? Tiểu Thôi, làm sao có thể nhỉ? Ông Lưu, ông có nhầm người không? Anh ấy chỉ là một học sinh. Tiểu Thôi, nhầm người rồi, tôi vẫn chưa già đến mức lù quá đi. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn người cứu mạng tôi? Thưa ông, tôi rất biết ơn ông đã cứu tôi khỏi nguy hiểm. Không cần phải cảm ơn, chúng ta chỉ cần cùng nhau có lợi. Nếu không phải ông đã mua 10 chiếc thảm cửa của tôi, giải quyết khẩn cấp của tôi. Nếu không tôi, Lưu Mậu sẽ không trụ vững được, sẽ mất nhà cửa, mất mát người thân. Tình hình là gì đây? Chủ cửa hàng đều muốn tìm hiểu, người tốt thế này mà lại tôn trọng anh ấy đến như vậy. Em học đệ thật sự giàu có như vậy à? Trời ơi, một sinh viên mà có thể dễ dàng rút ra 160 triệu, anh ta chính là người giàu có thực sự phải không? Sau một chút hạnh phúc ngắn ngủi, Tiểu Thôi dẫn theo Vương Diên Nhiên đi thẳng đến nhà hàng phương Tây của mình. Wow, em trai, sao em biết tôi thích nhà hàng này đặc biệt vậy? Nó có thể nói là một trong những nhà hàng phương Tây nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Đó là quá đắt, tôi chỉ dám đến một lần mỗi kỳ học thôi. Sau này nếu bạn muốn ăn, hãy đến. Dù bạn ăn mỗi ngày thì tôi vẫn nuôi nổi. Hừ, nói xạo, nhà hàng này nếu không đặt chỗ trước thì phải xếp hàng ít nhất là 3-4 tiếng đấy. Nếu không tin thì cứ coi sao. Nếu bạn thua, cả ngày hôm đó phải nghe theo tôi, được không? Vậy nếu bạn thua thì sao? Vậy tôi sẽ nghe theo ý bạn ngày hôm nay. Thỏa thuận, he he. Bạn vẫn còn non lắm đấy. Ồ, Diên Nhiên, thật là tình cờ, cô cũng đến đây ăn à? Là em đấy, Trung Nguyệt, đã cướp mất bao nhiêu cơ hội tôi có với các chàng trai. Đẹp có ích gì đâu, sắp tới sẽ có của ngọt cho cô ăn. Xin lỗi, nhà hàng đã đầy rồi, anh ạ. Xin hãy sắp xếp theo thứ tự. Cuối cùng đã có cơ hội để dồn ép cô rồi. Xem tôi sẽ làm sao để đè cô dưới chân. Nhà hàng đầy rồi, chúng ta đi ăn ở nơi khác nhé. Hãy nhận thua nhanh đi, lần này tôi chắc chắn sẽ thắng cược của anh em học đệ. Nếu tôi không nhầm, ở đây có một phòng sang trọng phải không? Và phòng này chỉ có thể sử dụng bởi một mình tôi. Tôi và quản lý của anh là bạn cũ. Hãy nói với anh Chu quản lý rằng người em gái của anh ấy đến rồi. Tôi đã đợi cô lâu rồi. Xin mời cô vào đi. Quản lý Chu cố ý để lại phòng hội trị sang trọng cho cô.
Diên Nhiên, cô chờ đi, tôi đi trước đây. Một quản lý có quyền lợi lớn như vậy, dũng cảm quá, chạy mất sếp, mở cửa sau cho họ vào phòng riêng của tôi. Chờ một lát, gọi ngay cho người quản lý đó đến đây. Ô, cậu nói như vậy là sao? Anh họ tôi là quản lý của nhà hàng này. Anh phù hợp à? Chuyện gì với em họ? Ai dám hãm hại em trên lãnh địa của tôi? Ông Diệp, ông chủ. Ông chủ có phải là chủ của hàng này không? Ông chủ Diệp tới làm gì vậy? Lần này thực sự gây ra rắc rối lớn rồi. Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi không dám nữa. Gói đồ và ra đi đi, trả lại lãnh thổ của anh nhanh lên. Hu hu. Chủ quán tiệm ăn phương Tây Đê Bâu mà lại trẻ như vậy. Đúng vậy, quá tài giỏi. Một người trẻ tuổi như vậy đã trở thành chủ nhà hàng cao cấp. Em học đệ, em đã trở thành chủ nhà hàng ở đây khi nào vậy? Haha, hôm kia. Anh là chủ nhà hàng ở đây mà, lại còn đánh mất với em. Anh quá xấu tính. Dù sao thì học chị cũng thua rồi. Anh làm bậy đấy. Ôi. Tốt, mọi người nghỉ ngơi nhé. Nghe nói, Diệp Tiểu Thôi tối hôm qua cùng Hoa Khôi trưởng Vương Diên Nhiên đi dạo phố. Phải, thật sự là ghen tị quá. Mới khai giảng đã được sự chuộng của Hoa Khôi. Vậy lần này, Trần Vũ Tuyết chắc chắn sẽ không còn đưa nước cho Diệp Tiểu Thôi nữa phải không? Chắc chắn là không. Người ta được xưng là sinh viên mới xinh đẹp nhất. Chó liếm. Mọi người còn nước không? Anh Diệp, anh nói xong rồi. Đã uống hết rồi. Ô, nóng quá đi. Ha ha, nhìn thấy anh ấy không có nước uống, lòng tôi cuối cùng cũng cảm thấy cân bằng. Chắc anh ấy vẫn nghĩ rằng có nữ thần nào đó đưa nước cho anh ấy. Mà anh ấy tự mãn. Nếu anh không tránh né, em uống của anh đi. Chú ý cái này, sinh viên năm nhất chỉ là đang khát sau buổi huấn luyện quân sự, nhưng đã thu hút sự chăm sóc từ các cô gái xinh đẹp của trường. Nhưng những người theo đuổi các cô gái xinh đẹp xung quanh lại không dám làm phiền anh ấy, chỉ vì anh ấy liên kết với hệ thống thần hào. Mà khi đỗ đại học, hệ thống đã thưởng cho anh ấy trị giá hàng trăm tỷ. Anh ấy không phải là kẻ tồi, chỉ là muốn tạo điều kiện cho tất cả các cô gái xinh đẹp. Ha ha, khi thấy anh ta không có nước uống, lòng tôi mới cảm thấy cân bằng. Anh ta chắc chắn còn nghĩ rằng vẫn còn có nữ thần mang nước đến cho anh ta, để anh ta kiêu ngạo. Nếu anh không ghét, anh hãy uống của em đi. Ô, đó. Anh, em không cố ý đâu. Xe anh đã 5-6 năm rồi. Ồ, anh à. Đây là nước tôi lấy từ quầy phục vụ trong nhà ăn. Nó sạch sẽ. Nếu bạn không ghét, anh ấy giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không chịu uống nước từ nhà ăn. Đây là nước lạnh. Cảm ơn em, tôi còn chưa kịp. Cảm ơn, làm sao có thể ghét nước của em được. Ô, em thật xinh đẹp. Thật không ngờ vẫn còn người đến đưa nước cho anh ấy. Tóc cô ấy dày quá, không nhìn rõ mặt. Chẳng sao cả, chỉ cần không phải cô Hoa Khôi Trần đến đưa nước là được. Các bạn xem, Trần Vũ Tuyết lại đây rồi. Không phải lại đang mang nước cho Diệp Tiểu Thôi chứ? Không thể, hoàn toàn không thể. Tiểu Thôi nghe nói anh thích uống nước có ga, em đặc biệt mua cho anh. Cảm ơn. Tôi thua rồi, lại là để tặng cho anh thôi. Thực sự không hiểu nổi, tại sao Hoa Khôi lại thích anh thôi như vậy? Tôi vừa còn chế nhạo anh ta chứ. Kết quả là cô Trần xinh đẹp lại đến đây mang nước rồi. Em không cần phải mang nước mỗi ngày để cảm ơn anh đâu. Em biết em đang mang nước của mình. Nếu anh không thích thì vứt đi là được. Thật đúng là từ trung học đã được gọi là nữ thần lạnh lùng. Cả lời lẫn hành động đều kiêu ngạo như vậy. Anh cũng uống hết những gì em tặng, làm cho Hoa Khôi, cô gái đẹp trai trường Trần, tới đưa nước cho tôi. Tôi, Diệp Tiểu Thôi, thật may mắn biết bao. Chúc mừng bạn đã mở khóa danh hiệu mới, đứng đầu trong đám đông, thưởng 10% cổ phần của công ty bất động sản Hoa Phong. Tất cả thông tin về công ty bất động sản Hoa Phong đều tức thì hiện lên trong đầu của Diệp Tiểu Thôi. Hoa Phong bất động sản, ôi thôi, giá trị thị trường 800 tỷ đồng, 10% cổ phần là 80 tỷ đồng. Ôi chúa ơi, hôm nay chỉ trong một ngày đã thu về 80 tỷ đồng, thưởng quá lớn rồi. Ô hô 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 hô. Xin chào, xin hỏi ông chủ của nhà hàng phương Tây Đê Bâu phải không? Tôi đến phỏng vấn vị trí quản lý sảnh. Anh đi trước đây, có chút việc bận. Đây là chủ nhà hàng. Quá trẻ tuổi. Bạn đến phỏng vấn phải không? Anh yên tâm, trước đây tôi từng làm quản lý tại khách sạn 5 sao. Quản lý cửa hàng như vậy với khả năng của tôi là chuyện dễ dàng. Và hồ sơ của tôi là điều không thể bỏ qua ở cả Thượng Hải. Diệp Tiểu Thôi nhăn mày, nghe người đàn ông nói rất nhiều, không thể nhịn được nữa. Đi đi, chùa chúng ta quá nhỏ, không thể chứa được vị Phật lớn như anh. Người đàn ông ngạc nhiên ngay tại chỗ, nghĩ rằng vị trí sẽ dễ dàng trong tay, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngay tại chỗ. Vẫn không biết sự khiêm tốn, vẫn coi thường tôi. Còn chẳng hiểu gì về sự khiêm tốn thì tao cho mày một cái búa. Cả nhà cậu, đây chính là siêu xe cơ động huyền thoại. Fuzzy là Fuzzy, chỉ có 499 chiếc trên toàn thế giới. Là một MC về ngoại hình, hôm nay tôi may mắn được gặp chiếc siêu xe hàng triệu đô này. Động cơ mạnh mẽ của chiếc xe này có thể vượt trội về tốc độ như vậy. Anh chàng này đẹp trai quá nhỉ, chẳng lẽ đến dạy chuyện gì đâu nhỉ? Vậy, sau này có nên cho anh ấy số liên lạc không nhỉ? Tôi quét mã cô to của anh nhé. Ừ, xin lỗi, làm ơn nhường đường, tôi đang bận rộn. Tai quá. Cậu đi bên cạnh không được à? Tại sao lại buộc tôi phải hát cho bạn nghe? Em đẹp gái đứng trước ông Tô làm cản đường tôi à? Đùa tôi mất 100 điểm. Có vẻ quá nghiêm túc rồi.
Anh trai đừng mơ tưởng nữa, hãy đi làm trên dây chuyền sản xuất nhanh đi. Quá trẻ tuổi, làm sao có thể là chủ nhân của chiếc siêu xe triệu đô này? Chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của tôi đây. Tại sao còn dùng cách này cứng nhắc? Chiếc xe này thực sự là của bạn à? Chính tôi đấy, ha ha. Bạn có tin không, người học sinh đại học đã thu hút này. Sự theo đuổi mạnh mẽ của các cô gái xinh đẹp từ các trường đại học lớn chỉ vì anh ta kết nối với hệ thống siêu nhân. Hệ thống đã thưởng anh ấy với giá trị cơ thể 100 tỷ khi anh ta đỗ đại học. Anh ấy không phải là kẻ xấu. Anh ấy chỉ muốn tạo ra một mái nhà cho tất cả các cô gái xinh đẹp. Quá trẻ tuổi, làm sao có thể là chủ nhân của chiếc siêu xe triệu đô này? Chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của tôi đấy. Làm sao lại dùng cách này cứng nhắc? Chiếc xe này thực sự là của anh à? Thật không giả vờ. Chú ơi, cái gì thế này? Ôi trời, chiếc Fuzzy này thật sự là của anh ta. Nhanh lên, nhanh lên. Vận ốc ở nhà máy, sắp muộn rồi. Ôi, em bé này tại sao trông ngớ ngẩn thế nhỉ? Chiếc xe này đẹp không đẹp? Đẹp chứ, tất nhiên là đẹp rồi. Đây là mẫu xe đua huyền thoại đấy. Muốn lên xe không? Tôi sẽ cho bạn đua thử điểm danh. Thực sự không? Tôi có thể ngồi không? Chắc chắn không vấn đề gì. Lên xe đi. Đã ngồi chắc chưa? Vừa đến đây, em có thể dắt anh đi mua đồ được không? Được, tôi cũng không thể ngồi trống chỗ trên xe anh được. Khách quý, chào mừng anh đến cửa hàng chúng tôi. Xin lỗi anh có đặt chỗ trước không? Đặt mua đồng hồ trước, cần đặt trước không? Ừ, anh tên Vương đó, đặt trước lúc 5 giờ đấy. Ông Vương, mời vào. Tiểu Giang, em chị chịu trách nhiệm cái này. Ông Vương mua ngay cái đồng hồ trị giá hàng triệu, khi đó hoa hồng lên tới 50.000. Và chàng trai trẻ này, trông có vẻ chỉ có thể mua được đồng hồ vài chục nghìn đô, không bằng để người thực tập đi tiếp đón. Anh muốn mua loại đồng hồ như thế nào ạ? Đắt tiền. Như vậy là có thể xem đồng hồ đắt tiền ngay. Thông thường họ đến đây để ngắm. Dường như doanh số tháng này sẽ lại là không. Các mẫu này đều rất được giới trẻ yêu thích. Wow, nhìn vào mà có vẻ rất đắt đỏ. Những chiếc đồng hồ này có giá hàng trăm nghìn đô la. Làm sao mà phối hợp với giá trị hiện tại của tôi là hàng trăm tỷ ông đô la. Ông có thích dòng sản phẩm này không ạ? Quá nhỏ nhen. Không phải phong cách của tôi. Đừng tiết kiệm cho tôi. Chỉ cần đồng hồ đẹp, giá cao cũng không phải vấn đề. Ồ, chúc mừng, Tổng Vương đã may mắn dinh về chiếc đồng hồ yêu thích trị giá 150.000. Cặp đôi mới quá non nớt, không thể nhìn thấp người khác. Chàng trai này dường như không phải là người mua chiếc đồng hồ siêu sang. Ông xem chiếc này, giá bán 2.600.000. Vỏ đồng hồ làm từ bạch kim, được người đam mê đồng hồ yêu thích, cũng có giá trị để sưu tập. Hơn 2 triệu, như là đang cầm trên tay một căn nhà. Quá đáng sợ. Trông giá quá phải không? Vậy bạn thấy chất liệu của mẫu này là bạch kim đính kim cương. Giá bán là 610 triệu. Kiểu dáng trẻ trung mới nhất. Mẫu này cũng được. Đồng hồ trên 600 triệu cũng được. Răng lớn của tôi sắp rơi ra vì cười quá nhiều. Đúng vậy, có vẻ như cô bé bên cạnh đang giả vờ điều gì đấy. Xem sau này cô ấy sẽ ra sao. Ồ, việc đó hay đấy. Cho tôi xem đi. Anh, chiếc này là chất liệu 18.000 bạch kim 11 mạ vàng, đính 228 viên kim cương các chữ đính ẩn trong chiếc nhẫn. Anh muốn mua chiếc này không? Thanh toán bằng thẻ đi ạ. Giá của chiếc này là 610 triệu đồng. Bạn chắc chứ? Hãy chắc chắn qua thẻ. À, bạn dám tin không? Người đàn ông trước mắt đã kiếm được 10 tỷ sau khi tốt nghiệp đại học. Thậm chí đã khiến tất cả các hoa khôi trường đại học đều mạnh mẽ theo đuổi. Chỉ vì anh ấy kết nối với hệ thống siêu giàu có. Mở khóa danh hiệu có thể nhận được phần thưởng vô cùng lợi hại. Ông chắc chắn với mức giá 610 triệu phải không? Hãy xác nhận thanh toán bằng thẻ. Người trẻ chồng vẫn còn đang đọc sách. Thực sự có thể mua được chiếc đồng hồ hơn 610 triệu đồng. Tôi quả là đánh giá thấp người quá. Thanh toán bằng thẻ thành công. Tưởng rằng mua một chiếc đồng hồ trên 1 triệu là người chiến thắng cuộc đời. Thực sự là so sánh người với người, giết người sống lại. Anh, chúc mừng anh. Nhận được chiếc đồng hồ yêu quý. Ôi chúa ơi, người thật sự không nên đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Người này mua đồng hồ giá hàng triệu mà cũng không nhăn mặt một chút. Như việc mua dao vậy đơn giản. Thái độ phục vụ tốt, lần sau mua đồng hồ vẫn tìm đến cô. Ok. Anh ơi, em đó rồi. Thế đi, anh đưa em đi ăn ngon. Đi ăn ở đâu vậy? Nhà hàng phương Tây Daily Bon, đó là nhà hàng phương Tây nổi tiếng nhất ở Thượng Hải phải không? Đúng vậy. Người xếp hàng nhiều quá. Hôm nay có vẻ không may đấy. Đây, xin mời vào điều hòa. Mọi người đều đứng xếp hàng ngoan ngoãn. Tại sao anh ấy lại có thể chen vào hàng đợi để ăn chưa? Ở đây vẫn còn có đặc quyền à? Đúng vậy, chúng tôi đã xếp hàng nửa giờ rồi. Anh ấy điều gì mà vào là có ghế ngồi? Xin ông đừng giận. Đây là ông chủ của chúng tôi. Mọi người đừng lo bị xen ngang, bởi vì ông chủ chúng tôi có phòng riêng không mở cửa ra ngoài. Ồ thế à, vậy không sao.
Ồ, không lạ là tại sao anh ấy không có chỗ ngồi mà vẫn đi vào trong. Vậy ra anh ấy chính là ông chủ sau hậu trường của nhà hàng này à? Thật là tuyệt vời. Sau bữa tối, hai người đã ăn tối xong. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Tiểu Thôi đã lái xe đến trường. Ừ. Đó không phải là Vivi đúng không? Muộn thế này vẫn ở ngoài làm gì vậy? Làm sao đây? Đây là đâu vậy? Có vẻ như đã lạc đường rồi. Ê, lên xe đi. Ôi, em hỏi đường về trường. Anh đang trên đường về trường, anh dừng qua đón em về. Em đang đổ mồ hôi, có thể làm bẩn xe của anh. Bẩn cái gì bẩn? Bẩn nhất là tâm hồn con người, không phải là người. Nhanh lên xe đi. Cảm ơn anh đã giúp em lúc đó. Đây là 5.000 đồng. Em sẽ trả lại cho anh số còn lại là 145.000 dần dần. Em còn bao nhiêu tiền bây giờ? Chưa đến 300. Khi nghe đến đây, Diệp Tiểu Thôi có chút tức giận không rõ nguyên nhân. Nói to lên một chút. Em cần trả gấp tiền của anh vậy sao? Tự lo lấy bản thân trước đã. Vân Vi Vi cũng bị anh làm sợ một nhảy. Không dám nói. Tiểu Thôi thật sự rất đau lòng vì cô gái trước mắt này. Một chút cũng không suy nghĩ cho bản thân mình. Em lấy đi trước đi. Sau này nói chuyện sau. Và chi phí sửa xe là 10.000 đô. Không phải là 15.000. Lý Viên Quý nói cao như vậy chỉ để lừa tiền. Thật không? Cảm ơn anh. Diệp Tiểu Thôi đưa Vân Vi Vi đến ký túc xá nữ. Sau đó anh quay trở về phòng ngủ. Ừ, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không gặp anh mấy ngày rồi. Có vấn đề gì nếu em gọi điện cho anh không? Đúng rồi, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em vừa nãy? Vừa nãy anh không nhìn vào điện thoại. Ừ, thật đấy. Anh chắc chắn không đi cùng các cô gái khác đúng không? Em nghe nói hôm nay Hoa Khôi Trần lại đến đưa nước cho anh rồi đấy. Tôi nói sao mà chưa thế này? Hóa ra là canh ghen đổ đầy ấm nhỏ. Anh có việc quan trọng. Chiều nay anh đi phỏng vấn vị trí quản lý mới của Tây Đô. Hừ, coi như anh đã vượt qua rồi. Em đi nghỉ trước. Thật là trùng hợp đấy. Nhà hàng Tây Đô là của anh à? Gia đình tôi cũng mở một nhà hàng Trung Quốc bên cạnh Đào Đảng. Bên cạnh Đào Đảng không phải là 10 cửa hàng của tôi sao? Thế giới thật nhỏ thật à? Tôi thậm chí còn là chủ nhà của bố mẹ ông Hoàng. Hãy nhìn vào người đàn ông này, chỉ vì trong ví chỉ có 2 đồng năm, một kẻ nghèo khó, nhưng không ngờ lại có được trái tim của người giàu có, không chỉ nhận được những phần thưởng cực kỳ đặc biệt mà còn khiến các hoa hậu trường đại học biên đảo theo đuổi. Sau cuộc gặp gỡ đó với Vân Vi Vi của Diệp Tiểu Thôi, anh ta cảm thấy rất đồng cảm với Vân Vi Vi, anh ta cố gắng giúp cô ấy giảm áp lực mọi cách, nhưng không ngờ rằng Vân Vi Vi còn phải đối mặt với rắc rối lớn hơn. Là cái gì vậy? Một nhà hàng phương Tây cao cấp ở khu đại học. Ôi thôi, anh Diệp ngầu quá. Tôi lớn lên vẫn chưa từng thử mùi vị của món ăn phương Tây. Khi nào rảnh, mời các bạn đi ăn. Thực sự là ông bố kẻ lớn. Trong khi đó, Vân Vi Vi quay trở lại ký túc xá, chuẩn bị rửa bộ đồ tập quân sự mùi chua cũ của cô ấy. Làm sao mà Diệp Tiểu Thôi có thể uống nước mà cô ta cho? Tôi thấy câu súng từ xe của Diệp Tiểu Thôi. Cô đang đi đâu vậy? Không có gì, anh ấy chỉ đưa tôi về ký túc xá. Đừng nghĩ vì mình đẹp gái. Thần hào. Vân Vi Vi không để ý, tiếp tục giặt quần áo trong thao này. Dám không để ý tôi à? Cứ giả bộ cao lãnh nha. Mày xem chính mày có xứng đáng không? Cả người mua cũng không nổi. Hàng ngày chỉ uống nước lọc không đường. Tất cả đồ mặc cộng lại cũng không đáng 100 đâu. Cô nghĩ cô xứng đáng với Diệp Tiểu Thôi không? Kim Nguyệt, em đủ rồi. Hừ, tôi nói việc của cô ấy liên quan gì đến bạn? Mối quan hệ giữa 4 người trong phòng ngủ của họ chủ yếu là do Kim Nguyệt. Người hay cầu nhau, chuyện gì cũng kén kẹt. Thiên Chúa đã ban tặng nhan sắc hoàn hảo cho Vân Vi Vi. Thật sự là đáng tiếc, nếu chìa khóa thuộc về tôi thì tốt quá đi mà. Vân Vi Vi giặt quần áo, gương mặt vẫn không thay đổi gì. Như những lời nói cay đắng dường như không phải từ miệng Kim Nguyệt nói ra. Ồ, chiếc đồng hồ này đẹp quá, chắc chắn không rẻ đâu. Khá ổn đấy, đây là đồng hồ quốc của tôi. Quốc? Tại sao tôi chưa từng nghe về thương hiệu đồng hồ này? Ồ, đồng hồ thời trang Sun luôn là loại đồng hồ gì vậy? Đó là một chiếc đồng hồ điện tử được bán tại cửa hàng tạp hóa ở quê chúng tôi. Giá khoảng 200-300 đồng. Thật đắt đấy, đừng so sánh với các thương hiệu khác như Sapai và Kinla. Làm thấp đẳng cấp của chiếc đồng hồ của tôi. Vậy so với Lefe và Macedon? Tại sao lại khó khăn như vậy khi muốn tỏ ra chiếc đồng hồ của tôi mới vài chục ngàn. Lefe và Macedon đều từ trăm đến cả nghìn triệu. Hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Anh Diệp, em xem đồng hồ của tôi thế nào? Trời quang đãng quá. Ồ, trông đẹp đó. Kiểu này phù hợp với giới trẻ. Anh Diệp, anh có thể mua được mảnh đó không? Trời ơi, mà Macedon. Yeah, anh Diệp, chiếc đồng hồ của anh thật là đẹp. Nó giá bao nhiêu vậy? Có hơn 610 triệu đấy. Con này thật khó chịu. Sau một số tình huống hài hước, Diệp Tiểu Thôi và nhóm của anh chuẩn bị đi tập trung tại sân tập quân sự. Nhưng không ngờ họ gặp một cô gái rất quen thuộc, khóc bên lề đường. Anh Diệp, anh nhìn kia, đó không phải người đang giao nước cho anh trước đó sao? Hình như cô ấy đang khóc đây. Diệp Tiểu Thôi thấy cảnh này tức giận đến mức cao điểm. Anh ấy đang tức giận. Vân Vi Vi, liệu Lý Nguyên Quý lại làm phiền em à? Không, không phải. Cô gái đang khóc đó là ai vậy? Dễ thương quá. Cảm giác không kém cô gái xinh đẹp Trần Vũ Tuyết. Vậy em đã sao rồi? Tiền học bổng của Vi Vi bị lạc dưới giường. Tôi đã giúp cô ấy tìm khắp phòng ngủ mà không thấy. Đó không phải là Vân Vi Vi vừa rút ra ngày hôm qua, đúng không? 5.000 đối với người khác có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Vân Vi Vi, người luôn siêng năng và tiết kiệm, đó là một chuyện lớn. Có ai khác vào phòng ngủ của các em hôm nay không? Không có. Vậy là người trong phòng của các em đã lấy đi rồi. Hôm nay nhất định phải bắt người này ra ánh sáng.
Khi ấy Kim Nguyệt đang cùng với đàn em trai lính của cô ấy đang đợi tập quân sự trên sân. Tôi muốn mua chiếc iPhone mới nhất. Bạn chuyển cho tôi 1.000 đồng. Hôm qua bạn không nói thiếu 6.000 đồng. Ồ, nhà tôi đã cho tôi 5.000 đồng. Kim Nguyệt, phải không? Chúng ta đi bên cạnh nói chuyện nhé. Làm thế nào từ một kẻ nghèo mà chỉ có 2,5 đô la lột xác thành tỷ phú có giá trị hàng trăm tỷ đô la? Nguyên nhân là vị nhà phê bình nổi tiếng Mark Anxua đã nói chỉ cần đỗ vào một trường đại học, chỉ vì anh ta kết nối với hệ thống siêu phàm, mở khóa danh hiệu có thể nhận được nhiều phần thưởng vô song. Cô gái nghèo khó hóa trang đang khóc lóc Diệp trước Tiểu mọi người. Diệp Tiểu Thôi tức giận. Theo thông tin, học bổng khổng lồ của nữ Hoa Khôi đã biến mất. Sau khi phân tích lạnh lùng của Diệp Tiểu Thôi, nghi vấn đã được đặt vào ba người bạn cùng phòng của nữ Hoa Khôi. Kim Nguyệt phải không? Chúng ta nên đi nói chuyện bên cạnh. Hỏi xong rồi, sao anh Tiểu Thôi còn tự mình tới đây? Anh nghĩ mình là ai vậy? Anh nói đi, là đi. Đừng sợ, Tiểu Nguyệt. Anh! Đó không phải Diệp Tiểu Thôi sao? Chính là thằng giàu có biển số xe hơn 1 tỷ đó. Mẹ anh gọi anh về nhà ăn cơm đây. Anh đi trước nhé. Nói đi, trong số 3 người, ai lấy vậy? Đúng làm sao mà cậu chắc chắn là chúng tôi lấy? Chớ nếu là Vân Vi Vi tự nói dối. Cậu ấy tính toán nhỏ nhiều lắm. Mỗi ngày chỉ ăn cơm rau và uống nước lọc. Cô ta có thể đưa ra 5.000 không? Cô ta chỉ đang vu khống chúng tôi, ghen tị vì chúng tôi sống tốt hơn cô ta. Im đi! Đó là học bổng mà người ta đạt được bằng tài năng của mình. Cô có tư cách nào mà coi thường Vân Vi Vi vậy? Thành tích học tập còn tốt hơn cô, đức độ cũng tốt hơn cô, vẻ bề ngoại không biết có đẹp hơn cô bao nhiêu điểm. Anh, trong tâm trí Diệp Tiểu Thôi đã có câu người trả lời. Người lấy tiền mà chắc chắn là người có kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng mọi việc đều cần có bằng chứng. Hôm nay, người nào tố giác ai lấy, tôi trả 50.000. Không, tôi thực sự không biết điều đó. 100.000, ai mà đưa ra được bằng chứng? 100.000, tin rằng các bạn cũng không thể nghi ngờ tài năng của tôi. 100.000, đấy là thu nhập của bố tôi mỗi năm đấy. Dương Lý Hoa do dự lâu. 100.000, cô ấy làm sao mà có thể nhưng không cũng sợ cô ấy trở nên giàu có đột ngột. Sau khi nhận phần thưởng, cô ấy cuối cùng đó là của Kim Nguyệt. Sáng nay, khi Vân Vi Vi và Hoa Yến đi tắm rửa, tôi đã thấy cô ấy lấy điều đó. Cô nói huyên thuyên, thì trong quần tập quân đội của cô ấy, sự dối trá đã bị phanh phui. Kim Nguyệt một cái ngồi sụp xuống đất. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của cô, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho bạn về vụ việc này. Nhưng nếu bạn dám làm Vân Vi Vi tổn thương lần nữa, tôi đảm bảo cả trường biết chuyện này. Kim Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cảm thấy một chút biết ơn đối với Diệp Tiểu Thôi. Nếu chuyện lấy tiền bị tiết lộ, tôi sẽ không đứng trước mặt ở trường nữa đâu. Không được nói với Vivi về việc 100.000. 100.000 đổi lấy 5.000. Thực sự ngưỡng mộ Vivi, Diệp Tiểu Thôi không tiếc chi 20 lần để giúp Vivi. Thực sự giống như tổng tài ác độc trong tiểu thuyết. Diệp Tiểu Thôi, bạn đến muộn 10 phút trong buổi tập quân sự, vi phạm quy định của trường, phạt bạn chạy vòng sân 10 vòng. Bạn muốn làm tôi mệt chết à? Không, không. Ha ha, anh ta đúng là đáng sống chết. Gieo gió, gặt bão. Huấn luyện quân sự mà cũng muộn à? Thì là anh ta luôn muốn nổi bật, nên cũng đáng đời rồi. Ha ha, nhìn cách anh ấy chạy cũng thương thế. Nói gì thế anh nhỉ? Anh em đặt mưu với tâm hồn của người lương thiện. Đúng vậy, anh chàng Diệp Tiểu Thôi chỉ đến muộn vì giúp cô gái tìm đồ. Đó là vì sự trợ giúp người anh khác. Anh ấy là người vui vẻ giúp đỡ. Ồ, Tiểu Thôi tốt quá vậy. Đúng vậy, không giống như họ, chỉ biết mừng hụt. Ôi mệt quá. Anh Diệp giỏi quá. Chạy 10 vòng nhanh thế. Anh Diệp, sao anh cũng không giải thích với huấn luyện viên? Chắc chắn nếu anh nói có lẽ huấn luyện viên sẽ tha thứ cho anh. Tiểu Thôi cũng đã suy nghĩ qua điều này. Nhưng như cô Vân Vi Vi, cô gái tự ti như và vậy lại rụt rè như vậy, nếu để cô ấy bị chú ý nhiều như vậy trong quân kỷ luật, chắc chắn sẽ bị sốc. Cậu hiểu chuyện gì đâu. Vi Vi không thích bị quan tâm quá nhiều. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Bạn đưa nước qua cho em được không? Ô, lại đến rồi à? Ừ, lần nào em đưa nước mà anh vắng mặt. Vậy lần này em đến đúng lúc, anh đang khát đến ngu ngốc rồi. Chúc mừng bạn chủ nhân mở khóa danh hiệu mới, anh hùng gan dạ. Thưởng cho chủ nhân một chiếc Porsche phiên bản cao cấp. Thưởng này thật sự là không ngừng đấy. Chưa trả lái chiếc Porsche đâu, một chiếc siêu xe đẳng cấp lại được gửi đến. Anh Diệp, chào anh, tôi là nhân viên bán hàng của cửa hàng Porsche Bonesi ở Thượng Hải. Chiếc Porsche đặt trước của anh đã đến cửa hàng. Anh dự định ghé qua khi nào ạ? Tôi sẽ đến ngay. Anh chàng trước mắt bạn chỉ mới 18 tuổi, nhưng sở hữu tài sản trị giá hàng trăm tỷ. Chỉ vì anh ta kích hoạt hệ thống siêu phàm và mở khóa danh hiệu để nhận được phần thưởng kỳ diệu. Tiểu Thôi cho giá gấp 20 lần tiền thưởng sai kẻ ăn cắp. Vân Vi Vi tìm lại được học bổng lớn, mở khóa hệ thống, được thưởng một chiếc Porsche canh cao cấp. Không ngờ trên đường tới nhận xe, đại gia ép buộc mua bán chiếc xe đua phân khối cao của anh ấy. Anh Thôi, chào anh, tôi là nhân viên bán hàng của cửa hàng Porsche Bonesi ở Thượng Hải. Chiếc Porsche canh đỉnh cao mà anh đặt đã có mặt tại cửa hàng. Anh dự định đến khi nào? Tôi sẽ đến ngay. Tôi còn chút việc phải đi trước. Em gái có rảnh không? Em trai tìm tôi đây. Không rảnh cũng phải rảnh đấy. Em học chị. Vậy đi cùng tôi một chuyến đi phải không? Tôi đợi dưới tòa nhà ký túc xá của em. Tiểu Mỹ Nam lái chiếc phà gì màu đỏ đã đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ sinh. Không lâu sau, Vương Diên Nhiên đã đi xuống.
Chị học sĩ hôm nay mặc trắng quá nhỉ? Ừ, em biết mà, luôn lợi dụng tôi. Sau khi đơn giản giải thích một vài câu, Diệp Tiểu Thôi lái xe với hệ thống dẫn đường. Rất nhanh chóng họ đã đến cửa hàng Posi 4EC. Hai người vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy một cặp đôi nam nữ đang đứng trước chiếc Posi Cayenne. Không phải nói là hết xe có sẵn sao? Tại sao phòng trưng bày vẫn đỗ xe? Tôi không thích chờ đợi. Chỉ có chiếc Posi Cayenne đấy à? Hãy thẻ cho tôi. Anh, chiếc Posi Cayenne này. Đó là đơn đặt hàng trước của khách hàng khác. Và họ đã thanh toán toàn bộ số tiền. Nếu anh muốn lấy xe ngay hôm nay, anh có thể chọn một loại xe khác của chúng tôi. Anh Vĩ, anh ơi, người ta thích chiếc xe đó. Không ai thích xe của mấy người cả. Bố tôi và ông chủ từ quen biết. Đừng coi thường. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ cho chiếc xe này. Anh Vĩ, anh thật quá hùng hậu, ha ha. Nhanh chóng đi. Cô tin không, một cuộc điện thoại của tôi có thể khiến cô mất việc ngay tôi lập nói tức. Cô nghe, với địa vị của tôi, mua chiếc Porsche Cayenne này là vinh hạnh của chủ xe trước đó. Quần ai đeo chặt quá, nhấn chặt lên rồi thì để anh ra. Anh là ai vậy? Ừ. Ôi, cô gái bên cạnh anh ta thật xinh đẹp. So với cô gái của tôi, chẳng khác gì trời và đất. Vừa nãy không phải anh nói việc mua xe tôi là sự vinh dự sao? Giờ đây tôi đã đến, cho tôi xem làm thế nào cho vinh dự. Ồ, đó có phải là chủ xe Bosi không? Dường như cũng không mạnh lắm. Như vậy, tôi sẽ thêm 10.000 lên giá gốc của chiếc xe này. Thế nào? Anh có phải là khí gửi đến không? Xe Bosi cánh cao cấp của tôi có giá hơn 3 triệu nhân dân tệ. Anh thiếu 1 vạn nhân dân tệ à? Thôi thì tôi không quan tâm, tôi vẫn muốn chiếc xe này. 10 vạn tôi thêm 10 vạn như thế nào? Tôi ăn cơm mở một chai rượu vàng cũng không chỉ có 10 vạn. Nghe anh ta tự khen mình giỏi đến như vậy, tôi còn tưởng đó là ai chứ? Như vậy đi, 30 triệu bán cho anh. Có thể mua chiếc xe của tôi với 30 triệu đô la là một vinh dự cho bạn. Bạn muốn tiền mất rồi phải không? Tôi nói với bạn, bố tôi là Lưu Quốc Dương đấy. Đừng coi thường tôi. Mày mua không? Mày không mua được thì đừng nói nhiều. Ôm, cả khu đất này đều do tập đoàn bất động sản Hoa Phong của gia đình tôi phát triển. Thằng nhóc, bây giờ mày xin lỗi tao còn kịp. Cha tôi sở hữu 5% cổ phần của tập đoàn Hoa Phong, tương đương 40 tỷ đô la, tôi sợ gì? Thật không ngờ, đó chính là ông trùm trong ngành bất động sản ở Thượng Tập Hải. Tập đoàn Hoa Phong, dường như anh chàng này sắp phải chịu thiệt rồi. Không cho anh ta. Tôi nghe nói rồi, tập đoàn Hoa Phong không phải là cái mà người bình thường có thể lay động. Lưu Quốc Dương nghe sao quen tai thế nhỉ? Chẳng phải là cổ đông nhỏ của Hoa Phong đó sao? Lúc đầu, khi hệ thống tặng cho tôi 10% cổ phần của Hoa Phong Gin ECTED, làm cho toàn bộ Hoa Phong Gin ECTED biết được danh tính của tôi, một cổ đông nhỏ có 5% cổ phần, liệu có dám cạnh tranh với tôi không? Lưu Quốc Dương phải không? Ồ, cậu dám gọi tên cha tôi trực tiếp à? Cậu thật không biết xấu hổ. Tin hay không, tôi sẽ gọi cha tôi đến ngay bây giờ. Không cần cậu gọi, tôi sẽ gọi điện cho bố bạn ngay bây giờ. Ha ha. Mày tính mày là ai? Hello, ông lão Lưu à. Tôi đang đưa Hoa Khôi đến lấy xe, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải đại gia ý định ép mua xe đồ full option của tôi. Và còn chế nhạo tôi một cách điên rồ. Một cuộc điện thoại của tôi làm hắn trở nên ngớ ngẩn. Anh không biết điều à? Tin hay không, anh giờ sẽ gọi bố anh đây. Không cần anh gọi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bố anh. Ha ha, mày nghĩ mày là ai? Ê, ông lão Lưu ơi, tôi là Diệp Tiểu Thụy. Mày thực sự đã sinh ra một đứa con tốt, ép buôn bán đến đầu tôi rồi. Còn 2 năm nữa, liệu có phải sẽ trực tiếp nuốt chửng tập đoàn Hoa Phong không? Ừ. Thằng nhóc này lại gọi bố tôi là lão Lưu. Không thể, chắc chắn là giả dối. Mày là ai mà dám giả làm cha tao? Mày biết hậu quả nặng như thế nào không? Tao nói mày đấy, mày thấy mình cánh cứng rồi đúng không? Nghĩ là thằng già mà dây lưng mềm rồi đúng không? Một ngày không đánh anh sẽ tự mãn quá đáng phải không? Bố đừng gọi con là bố. Bố là bố của con có biết hôm nay con đã phạm phải lỗi lầm lớn đến mức nào không? Thường ngày kiêu ngạo và hống hách cũng được, hôm nay lại bắt nạt ông chú Diệp của bố à? Con có biết không, ông chú Diệp có 10% cổ phần tại tập đoàn Hoa Phong của chúng ta đấy. Một người trẻ con như con không thể xúc phạm được đâu. Bố con chúng ta đều phải dựa vào sự thoái thác của ông ấy để sống đấy. Nhanh chóng xin lỗi ông anh lại là nghe thấy bạn. Gì vậy? Thằng nhóc này thật sự sở hữu 10% cổ phần của tập đoàn Hoa Phong. Điều này nghĩa là gì? Hỏng rồi. Chúa Giêsu ấy hoàn hảo nhưng không hiểu biết về núi Thái Sơn. Làm phiền anh. Ôi bé Lưu ơi. Trên trời có người, dưới trời có người. Biết không, mỗi ngày đừng cử chỉ kiêu ngạo như vậy. Làm người vẫn nên khiêm tốn và kín đáo. Đúng vậy, Chúa Giêsu nói đúng. Thằng thiếu niên này quá mạnh mẽ phải không? Không chỉ khiến ông Lưu phục tùng và ngưỡng mộ, mà anh ấy còn là cổ đông lớn của tập đoàn Hoa Phong. Đúng vậy, nếu không phải vì có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, tôi đã đi lên và xin liên lạc từ lâu rồi. Chúa Giêsu, còn có gì mệnh lệnh không? Dừng lại, đừng nói một câu Chúa Giêsu bên trái, một câu bên phải. Tôi thấy anh già hơn tôi nhiều. Thôi thì gọi tôi là Diệp Thiếu đi. Được rồi, Diệp Thiếu. Không sao, anh đi đi. Được rồi, anh.
À Vĩ, chiếc bô xi của em ở đâu rồi? Ừ, để làm gì có bô xi? Nhanh lên, không nghe thấy lời ra lệnh của Diệp Thiếu A đấy. Học đệ lại còn là cổ đông của tập đoàn Hòa Phong. Quả là điên rồ. Trước tiên là ông chủ âm thầm của Tây Đô, rồi lại là chủ nhân của khu mua sắm Hoa Từ. Bây giờ lại là cổ đông lớn của tập đoàn Hòa Phong. Em học đệ cuối cùng còn lại bao nhiêu danh phận? Ô. Chị học chị sao rồi? Xinh không? Tất nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà anh... Chiếc phà di màu đỏ rực rỡ rất hợp với anh. Nhưng mà màu của chiếc Porsche này không hợp với anh lắm. Tại sao không chọn một màu khác đi? Vì chiếc xe này không phải do anh lái. Wow, có phải là... Đúng vậy, chính là như em nghĩ. Để cho em lái. Em học đệ, em thực sự rất yêu anh. Sau khi hoàn tất việc đăng ký xe, cặp đôi rời khỏi cửa hàng 4AC, gần quên hai vé rạp chiếu phim cao cấp mà hệ thống đã thưởng trước đó. Chưa đi xem đấy chứ? Chị học chị, chúng ta đi xem phim nhé. Ừ, em thích nhất là xem phim. Được chị học. Em lên xe anh nhé, tôi sẽ đưa em đến một nơi tốt. Diệp Tiểu Thôi dẫn đường trực tiếp đến rạp chiếu phim quốc tế Modo. Xe ông Tô chậm rãi khởi động. Rạp chiếu phim nằm tại khu thương mại cổ truyền Modo. Lầu 5 khu thương mại Lạc Mộng. Lầu 6 không chỉ là khu vực rạp chiếu phim lớn nhất Modo, rạp chiếu phim sang trọng 5 sao. Đây cũng là một trong những rạp chiếu phim sang trọng nhất của Trung Hoa hiện nay. Hiện tại cũng là thời điểm sôi động nhất của rạp chiếu phim. Chào mừng đến với rạp chiếu phim. Tổng giám đốc Diệp Diệp. Ông. Chào ông chủ. Chào anh Diệp. Thật đúng là một rạp chiếu phim hàng đầu, dịch vụ và ý thức đều rất tốt. Cô kiểm tra đột xuất lần này không tệ như lần đến nhà hàng Phương Tây lần trước. Tôi tưởng rằng rạp chiếu phim sang trọng 5 sao này... Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên phát tài đấy. Không thể nói lên vẻ sang trọng này. Vẫn còn trẻ như vậy. Rạp phim này cũng là của anh. Tất cả đều là tài sản nhỏ. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với học đệ, thực sự cảm nhận được cuộc sống chất lượng cao chưa từng có. Mọi người nhường đường đi. Tôi đưa cô nàng Hoa Khôi đi xem phim. Không ngờ gặp gã nhà giàu hống hách đặt cả rạp. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt của tôi, anh ấy ngớ ngẩn ngay lập tức. Rạp chiếu phim này cũng là của bạn. Tất cả đều thuộc sở hữu của tôi. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với bạn học đệ, thực sự cảm nhận được cuộc sống chất lượng cao chưa từng có. Mọi người nhường chỗ đi. Hôm nay tôi đã thuê cả rạp chiếu phim. Mỗi người về nhà của mình chiến đấu. Anh Vĩ, anh đẹp trai quá. Đó không phải là Lưu Dương Vĩ sao? Lại là anh ta, mỗi lần anh ta đều tìm thấy tôi. Nhanh lên, đi cho khỏi. Anh bảo tôi đặt cả rạp đây. Ai ai cũng nhanh chân mà đi. Diệt thiếu gia. Hừ, chắc chắn rồi. Bởi vì rạp này là của tôi mà. Ồ, vâng, tôi có thể nói như dạng đông tới chùa Bạch Ma. Anh thực sự là không nhớ gì cả. Tại sao hôm nay lại tới gặp tôi hai lần? Anh cố ý muốn gây xung đột với tôi phải không? Không, không phải vậy. Xin lỗi, Diệp Thiếu, tôi thực sự không biết phải nói gì. Tới nơi của ông mà hành xử như vậy, tôi làm sao dám không hòa thuận với ông đây? Ông cùng cô vợ ông từ từ xem. Tôi đây rút lui ngay lập tức. Sau đoạn nhạc nhở nhạc nào, Diệp Tiểu Thôi và nữ sinh đã xem xong phim, rồi lái xe về ký túc xá. Anh Diệp lại về muộn như thế à? Lại đi chơi với cô Diên Nhiên hả? Tiến triển thế nào rồi? À, đừng quan tâm đến tiến độ của tôi mỗi ngày. Trước hết, anh hãy trở thành bạn trai chính thức của Lý Văn Hoàn đã. Anh Diệp, đừng kể chuyện đau lòng của tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Văn Hoàn vẫn trong sạch. Anh chỉ là một kẻ nhút nhát thôi. Ngay cả mối quan hệ tạm thời cũng cần có quyền làm bạn trai chứ. Đừng sợ, hãy bắt đầu từ việc cầm tay đi. Được, tôi sẽ dũng cảm lên. Lần sau tôi sẽ thử xem sao. Chiếc Porsche Cayenne của trường. Đẹp quá nhỉ. Nó đậu dưới tòa nhà ký túc xá của chúng ta phải không? Đúng vậy, nghe nói Porsche ít nhất cũng phải trên 1 tỷ đồng. Đúng thế đấy, tôi nghe nói. Ôi, đó là chiếc xe của nữ sinh Vương Diên Nhiên. Lúc này là thời gian giải tán huấn luyện quân sự. Các nữ sinh mới đang thảo luận với nhau. Ở dưới tòa nhà nữ sinh, chiếc xe mới phô kê. Chiếc Porsche chưa đăng ký. Anh Diệp, anh nghe chưa? Chị học đã mua chiếc Porsche đấy. Chị học này là đã câu được chồng giàu rồi. Cái gì là curling curling? Chị học chị không theo đuổi anh Diệp Tiểu Thôi à? Dường như chị học chị từ bỏ rồi. Thật đáng tiếc. Chị học đẹp như vậy cơ mà lại rẻ rách cho người khác. Anh đừng buồn. Ở đâu trời chung cũng có cỏ non mà. Đi đi, đừng nói những điều vô nghĩa. Tôi hiểu. Diên Nhiên trở thành người của người khác, anh chắc chắn đau đớn tận cùng bên trong. Ai nói với anh vậy? Một chiếc đồng hồ của tôi cũng hơn 1 tỷ. Tôi có vẻ như là người không mua được Porsche phải không? Chiếc Porsche hơn 3 triệu đó là do tôi mua. Chiếc Porsche Cayenne của chị học chị ấy là do anh Diệp Tiểu Thôi tặng. Cái vật nhỏ trên tay anh ta có giá hơn 10 triệu. Thế giới của người giàu thực sự không thể tưởng tượng.
Trời ơi, anh Diệp Tiểu Thôi đang tuyên bố chủ quyền à? Vương Diên Nhiên, chị học chị ấy quá hạnh phúc phải không? Diệp Tiểu Thôi chị em quá phải không? Anh ta quá chiều cô nàng học tỷ. Tôi hối hận quá, nên đã nhanh chân theo đuổi cô ấy. Cho xem đó. Diệp Tiểu Thôi là tên đàn ông lừa dối. Không chỉ không từ chối bạn, mà còn tặng xe hơi cho cô đồng nghiệp. Trần Vũ Tùy rất không bình vực chủ Phong Hằng, gọi anh ấy bằng cách thân mật như thế. Nói bao lần rồi đấy? Gọi tên đầy đủ của tôi, gọi tên là Trần Vũ Tuyết. Anh ta đều đang nắm đầu hai con tàu. Đúng, những gì anh ta làm không quan trọng. Hơn nữa, với anh không liên quan gì cả. Lần này Tiểu Tuyết mang cho anh chai nước vị táo. Vũ Tuyết đại học lại đến rồi. Hôm nay lại thay vị rồi à? Cảm ơn em nhé, hôm nay thực sự nóng quá. Ê chêm phiếc, sau này gọi em là Vũ Tuyết cũng được. Ồ, mệt quá. Nước mà hoa hậu tặng thì thật khác biệt ha. Một ngụm anh uống sạch rồi. Nói thật thì cũng chỉ tầm trung thôi. Nói gì chứ, chỉ toàn nói linh tinh thôi. Làm sao mà nước mà cô hoa hậu Trường Trần có thể chỉ tầm trung được. Thực sự là, đúng là ngồi trên núi mà không biết núi có cao. Đừng nói là nước giải khát nữa. Ngay cả nước rửa chân mà Vũ Tuyết tặng cũng thấy ngọt. Làm sao lại là Tiểu Thôi? Anh tặng cô nàng Tiểu Hoa một chiếc Porsche Cayenne, nhưng lại bị anh cặp kè của cô ấy chế giễu điên dại. Nhưng điều mà anh ấy không biết là anh trai cô ấy đều sợ tôi. Đồ con trai này là ai vậy? Anh không thường xem diễn đàn trường đâu. Đây là Ngưu Thiên Tự, là đứa con nhà giàu nổi tiếng của trường, vẫn là người theo đuổi mãnh liệt của Vương Diên Nhiên. Chẳng lạ gì, nhìn anh ta, mũi cao không khí còn đầy lên trời. Không thể trách, người ta có tư cách như vậy mà. Bọn đòi hỏa liệu, tôi nghĩ rằng anh chàng học cao cấp này rất có phong cách. Đúng vậy, đúng vậy, người ta tự nhiên đã rất xuất sắc. Nghe nói ở đây có một sinh viên năm nhất đã tặng cho nữ thần Vương Diên Nhiên một chiếc Porsche Cayenne. Ban đầu tôi không tin, vì năm ngoái tôi tặng Diên Nhiên một chiếc Porsche Cayenne. Cô ấy nói cô ấy ghét nhất là siêu xe. Những tin đồn về sinh viên mới gần đây càng ngày càng kỳ quặc. Hôm nay tôi sẽ tự mình kiểm tra, ai dám tranh giành nữ thần với tôi, Ngưu Thiên Tự. Ai gọi tên là Diệp Tiểu Thôi? Ông. Ha 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 ha. Anh học trưởng, anh ấy chính là Diệp Tiểu Thôi. Tôi nghe nói Diên Nhiên đã đưa nước cho bạn. Bạn còn đã đưa một chiếc Porsche Cayenne cho Diên Nhiên. Tại sao bạn đang im lặng và cảm thấy áy náy? Tôi sẽ nói sự thật với bạn. Diên Nhiên hoàn toàn không thích loại xe như Porsche. Quảng bá những điều này trên diễn đàn chỉ là chiêu trò nhỏ để theo đuổi Diên Nhiên đúng không? Ha ha. Tôi khá ngưỡng mộ bạn, mặc chiếc đồng hồ giả ngốc nghếch như thế. Có lẽ cũng không biết giá chiếc đồng hồ thật đúng không? Một học sinh đeo chiếc đồng hồ triệu đô, người thông minh nhìn là biết đúng sai. Cậu muốn lừa đảo à? Tôi đây là ông lớn, chẳng đắt, khoảng 15 vạn thôi. Có lẽ sau này cố gắng bạn cũng có thể đeo được một chiếc. Lúc trước, Tiểu Thôi mua cái đồng hồ hơn 10 triệu, cũng không phô trương như vậy đâu. Đúng vậy, đúng vậy, mang một cái đồng hồ không đủ tiền nhỏ của cậu Diệp. Thể hiện ra thế đó à? Cậu không nghe tôi nói à? Hay là sợ tôi mà không dám lên tiếng? Tiểu Thôi không muốn quan tâm đến anh ấy ban đầu, nhưng người đó thực sự quá tức giận và ngạo mạn. Mặc đồng hồ trị giá 150.000 mà còn dám nói chuyện với tôi à? Cắt. Thì cũng tốt hơn cái đồng hồ giả của em. Em còn kiêu ngạo với cái đồng hồ giả. Thật không thể giả được, giả không thể thành thật được. Vẫn lách luật vì thực ra không chứng minh được. Chỉ là ở trường học, tự làm bản thân trở thành đại gia con nhà giàu, lừa đảo tình cảm của Diên Nhiên. Tôi đã vạch trần mọi thứ rồi đấy. Bạn đổ mồ hôi hả anh trai? Diệp Tiểu Thôi không để ý đến anh ta, nhìn chăm chú vào người đang đi đến hướng họ, trông hơi quen quen. Nghe nói Trần Vũ Tuyết học ở trường này. Hôm nay tôi sẽ xem Trần Vũ Tuyết có đẹp như thế nào. Ôi! Anh Lưu! Chật chân! Thằng đó có đẳng cấp lớn không? Làm cho Ngưu Thiên Tự như vậy khiêm nhường, dường như không đơn giản đâu. Ừ, cô bé ơi! Tôi nghe nói trường em có một người tên là Trần Vũ Tuyết. Ừ, cô ấy ở đâu vậy? Xin lỗi, Lưu Thiểu, hôm nay tôi mới về trường. Anh ta vẫn chưa quen với sự công bằng mới. Vậy anh đến đây làm gì? Thế này đây, Lưu Thiếu, hôm nay tôi chỉ đi ngang qua, thấy một đứa học đệ đeo đồng hồ giả trị giá hơn 10 triệu. Tôi đang cố gắng giáo dục anh ấy, nhưng anh ấy không hiểu lời tôi nói. Mang đồng hồ giả trị giá 10 triệu, trong khi đồng hồ tôi mua bằng vàng và bạc thật giá 400.000. Làm sao tôi có thể tỏ ra trước mặt người khác nữa? Nói với tôi, là ai đấy? Hôm nay tôi sẽ giáo dục hắn thay mặt cho anh. Đúng là hắn đấy. Dạ đà 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 anh đấy.
Ôi! Lưu Thiệu, có lẽ bạn nhầm người rồi. Anh ta chính là người đeo đồng hồ giả. Âm thanh trong lòng anh hãy im lặng. Anh biết anh ấy là ai không? Anh còn dám viễn tưởng vài câu rằng tôi đeo đồng hồ giả à, phải không? Nhà của anh Diệp đúng là lờ làm đấy. Đừng nói về chiếc đồng hồ triệu đô. Dù cho là chiếc đồng hồ triệu đô tôi cũng cho là bình thường. Người mà còn cả Ngư Thiên Tử cũng phải chiều chuộng, lại còn gọi anh Diệp là anh trai Diệp, thật không ngờ. Ừ, điều này có nghĩa là anh Diệp Tiểu Thư có mối quan hệ mạnh mẽ hơn đấy. Nghe nói anh muốn dạy dỗ tôi à? Bạn có tin không? Người theo đuổi số 1 của Hoa Trường ban đầu định mời anh trai của anh ta đến để lăng mạ tôi, nhưng không ngờ anh trai đang tôn kính lại nghe theo lời tôi. Nghe nói anh muốn dạy gì tôi à? Nếu biết là anh Diệp từ lâu rồi, dù cho anh cho tôi mượn thêm 100 lần dũng cảm cũng không dám. Ngư Thiên Tự, anh thật là người rất dũng cảm. Anh Diệp là cổ đông lớn của tập đoàn Hòa Phong, sở hữu 10% cổ phần, tổng giá trị 80 tỷ. Mua đồng hồ loại nào không đủ tiền? Cậu dám vu khống anh Diệp đeo đồng hồ giả à? Tôi đã đập chúng tảng đá lớn rồi, cậu học sinh năm nhất này, thậm chí còn là cổ đông của tập đoàn Hòa Phong và còn là một cổ đông lớn. Ôi chết rồi, vừa rồi tôi còn chế nhạo họ đeo đồng hồ giả, phải tìm cách khắc phục. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thật sự là lỗi của tôi vì không nhìn ra anh. Tôi thực sự đã nhầm lẫn, đã làm điều ngu ngốc. Được rồi, hãy mau rời khỏi tầm nhìn của tôi. Cảm ơn anh Diệp Thiếu đã giúp đỡ. Tôi vừa nghe thấy điều gì vậy? Diệp Tiểu Thôi là cổ đông của tập đoàn Hòa Phong, có gia tài của Ngưu Thiên Tự cả tỷ đô la, mà vẫn phải khốn khổ như thế này. Trời ơi, cổ phần của Diệp Tiểu Thôi thì nguyên tới 80 tỷ đấy. Ai có thể tưởng tượng được, căn nhà trên 30 vạn một mét vuông ở một số thành phố. Thực sự là tài sản của Diệp Tiểu Thôi à? Anh cũng mau đi đi. Được rồi anh. Anh Diệp, tại sao anh không nói sớm về danh tính của mình? Cách đây vài ngày gia đình tôi đã mua căn nhà phong cách Tây. Hòa Phong thật là không cho bất kỳ ưu đãi nào. Có chuyện đó. Người mua tên gì? Ba tôi mua, tên là Hoàng Trùng Hoàng. Haha, tên ba bạn thật độc đáo. Mê mơ. Tôi sẽ gọi điện. Tôi là Diệp Tiểu Thôi. Gần đây tôi là chủ nhân của căn hộ tầng lầu tại dự án Hoa Phong. Có một người tên là Hoàng Trùng Hoàng không? Có chuyện gì với ông Diệp? Khách hàng này mua căn hộ tại khu nhà ở dành cho sinh viên đại học. Anh ấy là người lớn tuổi của bạn tôi, cho họ ưu đãi lớn nhất trực tiếp. Bạn nghĩ tôi sẽ tin sao? Ông Hoàng bị sao vậy? Có người giả mạo công ty bất động sản Hoa Phong gọi điện cho anh, nói rằng căn nhà phong cách Tây của chúng ta có thể được giảm em giá. Nói đi, hiện nay khu vực này đang trở nên hài hước như thế nào? Đúng vậy. Tại sao không tìm hiểu về danh tiếng của dự án bất động sản Hoa Phong? Những căn nhà của Hoa Phong luôn có người mua, thậm chí là cung cấp không đủ cầu. Làm sao có thể giảm giá mà không có lý do gì? Xin chào ông Hoàng, tôi thực sự là nhân viên của công ty bất động sản Hoa Phong. Số nhân viên của tôi là 565. Được ủy thác bởi tổng giám đốc đưa cho ông ưu đãi tối đa 7%. Chúng tôi đã hoàn trả cho quý vị số tiền phát sinh thêm. Xin quý vị kiểm tra kỹ. Lại đây nữa. Có chuyện gì vậy? Thực sự đã vào tài khoản rồi. Làm sao anh liên lạc được với anh Diệp? Tấm cấp của tôi. Làm sao có thể quen biết được ông chủ của tập đoàn Hòa Phong? Tôi nghe trên tin tức, anh Diệp là một chàng trai rất trẻ. Anh nên gọi điện hỏi con trai chúng ta. Làm sao mà thằng nhóc đó có thể quen biết được? Anh Diệp, anh quá khiêm tốn rồi. Tài sản 80 tỷ đô la đấy, thực sự là điều khiến người ta ngưỡng mộ. Tất cả đều là tài sản gia đình, không đáng kể. Không cần phải ghen tị với tôi. Hoa Hoan. Ê, ba ơi, có chuyện gì vậy không? Con trai, con có biết ông Diệp không? Ông Diệp nào thế? Chính là ông Diệp của tập đoàn Hoa Phong đó. Ngay xong, người của tập đoàn Hoa Phong vừa gọi cho ba. Nhà mua trực tiếp cho gia đình chúng ta giảm giá 30%. Trả lại hơn 5 triệu cho bố. Bố ơi, bố nói về anh Diệp Tổng, đúng không? Sau này bố sẽ báo đền vàng cho ông. Con đừng quên cảm ơn ông chủ Diệp. Ông không nói gì nữa. Anh thực sự là anh em đúng nghĩa. Đúng là bạn thân, một cuộc điện thoại là giải quyết xong. Tiết kiệm được 5 triệu, chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó. Khi nào tôi có đủ sức mạnh, tôi cũng sẽ mua một căn nhà của Hoa Phong. Sau này nhớ giảm giá cho tôi nhé. Ông nội, cháu không nói gì nữa. Bây giờ cháu còn kịp để thừa nhận ông là cháu ruột không? Ồ, đi đi đi. Thế này nhé, ông già. Chẳng có cái gì ông cũng thấy gái. Sau khi kỷ luật quân sự kết thúc, tôi mời các bạn đến nhà hàng lớn nhất ở Thượng Hải. Tôi trả tiền, không quan trọng. Được, tôi đồng ý. Phải đến nhà tôi trước 10 giờ. Hãy đi xem cửa hàng đó. Lượng khách hàng ở phố Hà Tây gần đây rất lớn, nên đi kiểm tra một chút. Trên đường đến 10 cửa hàng đó, Tiểu Thôi phát hiện một vụ tai nạn phía trước. Đường đông nghịt không chỗ chen. Nhìn thấy mờ mờ phía giữa đám đông, có một cặp đôi đang cãi nhau. Đó không phải là cô chị đã đưa tôi đi làm bằng lái xe hôm đó sao? Bạn có tin không?
chị lớn hiền lành đáng yêu bị ai đó lừa dối. Tôi sẽ ngay lập tức tức giận suốt đêm, cả sân khấu đều không dám thở phào. Trên đường đến 10 cửa hàng đó, Tiểu Thôi phát hiện có tai nạn giao thông phía trước. Đường đông nghẹt không chỗ chen. Nhìn từ xa, thấy có cặp đôi đang cãi nhau giữa đám đông. Có cặp nam nữ đang xảy ra một cuộc tranh cãi. Không phải cô chị đã đưa tôi đi làm bằng lái xe hôm ấy sao? Tôi cũng không muốn làm khó bạn. Cô phải bồi thường theo giá. Không phải do tôi tông đâu. Sao lại bắt tôi bồi thường? Đùa à, phía sau đâm chịu toàn bộ trách nhiệm. Bồi thường cho tôi là điều hợp lý. Khi đó tôi không cẩn thận đã đặt xe vào chế độ lùi và va chạm. May mà tôi đã hổ lộ được hệ thống giám sát ở đây rồi. Dễ như ăn cháo. Cậu chỉ cần chịu trách nhiệm đi. Em xinh đẹp, toàn bộ lỗi thuộc về em. Cô phải bồi thường thôi. Đúng vậy, nhìn cô xinh đẹp như vậy, làm sao mà còn trở nên trơ trẽn được? Làm sao đây? Không được thì cứ chấp nhận số phận đi. Chị Mạt. Có chuyện gì vậy? Anh Bia Burger, anh giải oan cho em. Khi Dương Mạt nhìn thấy là người quen, anh Tiểu Thôi. Cô ấy khóc lên mạnh hơn. Khóc và rên rỉ. Nói cho Tiểu Thôi biết về sự việc. Cả hai đều cho rằng mình đúng. Mặc dù Tiểu Thôi không biết về sự việc, nhưng anh tin vào Dương Mạt. Bây giờ gọi bảo vệ lấy camera an ninh. Anh là ai mà nói lấy camera an ninh là lấy? Lúc này bảo vệ của khách sạn cũng kịp đến. Chịu trách nhiệm đón anh đến. Lấy camera an ninh ngay lúc này. Tôi muốn xem qua sự việc diễn ra như thế nào. Chu Hùng Hàng đã nháy mắt với bảo vệ. Bảo vệ ngay lập tức quay đầu đi. Xin lỗi, camera trong gara xe của chúng tôi đã hỏng. Ô, anh Diệp tính cả tôi nợ một vụ. Làm hỏng tôi phải đền bù đấy. Thiết bị giám sát tốt đẹp sao lại hỏng được. Đừng vòng vo với tôi ở đây. Chứng minh là ông Chu là thành viên cao cấp của khách sạn chúng tôi. Là tồn tại thứ hai chỉ sau hội viên Kim Cương. Làm sao tôi có thể không bảo vệ ông Chu? Giám sát, thiết bị giám sát bị hỏng rồi. Đừng có gian trá với tôi. Xin chào, ít nhất cũng là một khách sạn nổi tiếng. Làm sao có thể phạm phải lỗi cấp thấp như vậy? Nhanh chóng đưa camera giám sát đến đây. Xin lỗi, ngay cả khi camera giám sát không hỏng. Theo quy định của công ty chúng tôi, anh không có tư cách và quyền lợi để xem camera giám sát. Haha, tôi là thành viên bà của khách sạn Ly Sưng. Anh có cái gì mà so sánh với tôi? Dương Mạt đã thừa nhận thất vọng rồi. Anh, chúng ta hãy di chuyển xe đi. Chấp nhận rồi chấp nhận. Không sao, tất cả có tôi đây. Nói vậy thôi, ở khách sạn của anh có thẻ Bạch Kim thì có đặc quyền phải không? Đúng vậy. Cần nạp bao nhiêu để trở thành hội viên Bạch Kim? Trên 1 triệu. Ha ha ha, cậu cũng muốn làm hội viên Kim Cương à? Một thằng nghèo như cậu sợ là không có cả 50.000 đúng không? Thành viên Kim Cương thì cần 10 triệu. Anh nghĩ anh có thể vươn tới không? Hello, giám đốc EGZ Bank à? Tôi là Diệp Tiểu Thôi. Tôi đang ở gần khách sạn Lục Sinh. Gửi cho tôi 1 tỷ đồng tiền mặt ngay gần đây. Nhanh lên, tôi cần gấp đấy, ở Thượng Hải đấy. Ngân hàng đã cất giữ hơn 100 tỷ đồng tiền mặt. Anh hùng không thể phạm phải sự coi thường. Dù cho tôi có một chút thế lực ở Thần Đô, nếu xúc phạm anh hùng này, chính vị trí của chính mình cũng khó giữ được đâu. Anh yên tâm, thiếu Diệp, tôi sẽ gửi người đi ngay. Tôi vừa nghe thấy điều gì vậy? 1 tỷ tiền mặt. Chắc chàng trai này đầu óc bị nước rồi. Nói rồi cũng phải có mức độ chứ. Ha ha, chàng trai trẻ à, bạn có hiểu lầm về đơn vị này không? Ngọc Hoa cũng phải thực sự đấy. Lần đầu tiên thấy cô gái cứng nhắc như vậy. Đừng để anh ta lừa dối em nhé. Nghe anh ta nói là thấy không tin được. Đúng vậy, cô gái nhỏ, những chàng trai thích khoác lác và nói lời to tiếng như thế. Một cái nhìn là biết không thể tin được, không liên quan đến các bạn. Chuyện bánh bao còn 1 tỷ, cậu cũng không sợ bị vắng lưới à? Nhanh lên, nhìn phía sau cậu đi. Không phải chứ, có lẽ là... Không thể, liệu đó có thực sự là người con trai mà người ta gửi đến không? Không thể, không thể chăng, tuyệt đối không thể. Anh ấy còn quá trẻ, không thể có 1 tỷ. Bạn dám tưởng tượng thế giới của những người giàu có không? Một chị gái dịu dàng và hiểu biết đang yêu thích tôi. Tôi tung ra 1 tỷ tiền mặt chỉ để làm cho nữ thần cười. Mọi người nhìn phía sau nhanh lên. Không thể, liệu rằng... Liệu rằng đó thực sự là cậu bé mà người ta gửi đến không? Không thể, không thể. Chắc chắn không thể. Anh ta quá trẻ không thể có 1 tỷ đồng. Đúng, nhóm người này chắc chắn chỉ là người đi ngang qua. Anh là anh Diệp đúng không? Đúng vậy, không ngờ người lấy được 1 tỷ đồng mặt tiền là người trẻ tuổi như vậy. Quả thực là người không thể trông đợi được. Anh Diệp, số tiền mà anh rút ra là 1 tỷ đang dần đến đây. Anh làm việc vất vả. Nhìn cách anh mở chiếc la phơ này, tôi biết anh có khả năng như vậy. Thật là làm tôi ngạc nhiên đến trọng bờ môi. Ai mà dám tin được, một chàng trai trẻ như vậy. Làm sao mà có thể rút ra 1 tỷ đồng tiền mặt như chơi. Mới nãy thì tôi còn chế nhạo anh ấy. Người hề thật sự là chính tôi. Anh hùng thật sự đáng sợ như vậy. Tôi muốn xem.
Ngày hôm nay, người sở hữu thẻ bạc của tên họ Chu kia sẽ kết thúc như thế nào? Tình hình ra sao? Chàng trai trẻ này thực sự đã mang ra 1 tỷ tiền mặt. Tôi đã làm tổn thương kẻ giàu có như vậy. Làm sao để kết thúc mọi chuyện đây? Ô, Tiểu Diệp, tôi đã chuyển số sai và đâm vào chiếc xe của cô gái này. Tất cả là lỗi do tôi nảy sinh ý định xấu. Bây giờ tôi biết tôi đã sai, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ mong anh Diệp không nhớ lỗi của người nhỏ, tha cho tôi một lần. Sai rồi, anh nói một câu sai rồi là xong à? Ý của anh Diệp là chuyện xe đã xong. Bây giờ đến lượt chúng ta đến lúc tính toán. Ông Diệp có 100 tỷ đồng ở ngân hàng của chúng tôi, thu nhập lãi khoảng 82.000 mỗi ngày. Làm việc trong vòng 3 năm với lãi suất khoảng 4%. Hiện tại, lãi suất của 100 tỷ đã lên đến 109 tỷ. Nghĩa là ông ấy không cần làm gì cả mà vẫn có 1 triệu mỗi ngày. Tôi nghe thấy gì đó, một ngày chỉ từ lãi suất cũng đủ mua một chiếc xe sang trị giá hơn 1 triệu đồng. Chỉ cần nghĩ đến con số này, da đầu tôi cũng tê dại. Ôi trời ơi, đây có phải là sức mạnh thực sự của người hào phóng không? Cho đến nay, anh đã làm tôi mất khoảng 30 phút. Làm tròn, anh phải bồi thường cho tôi nửa ngày lãi suất. Nửa ngày chỉ cần 500.000. Anh Diệp có lẽ quá đáng rồi. Công mặt đối phó với loại người như vậy sẽ phải đáp trả bằng cách của chúng nó. Sau cơn bão, nhân dân tự nhiên cũng tan rã. Hệ thống cũng tăng thưởng theo đó. Chúc mừng người chơi mở khóa danh hiệu mới. Phần thưởng độc đáo đến lực sinh đến khách sạn 5 sao. Phần thưởng giá trị 300 tỷ đồng tại Thượng Hải Ma Đô tổ chức. Anh Diệp thiếu không có ý xúc phạm, xin anh đừng để lòng vào đó. Nếu biết sớm, anh Diệp mới thực sự là người giàu có. Ai dám bảo vệ người có họ Chu? Hừ, hôm nay tôi sẽ xem xét xem ai. Tinh thần tấn công yếu kém của khách sạn này là ai đã mang đến? Nghe nói chủ mới của khách sạn sẽ đến hôm nay. Tại sao vẫn chưa đến? Quản lý, tắc đường trước cửa khách sạn đã được xử lý xong. Không giải quyết được chuyện nhỏ nhoi đó. Nhưng an ninh đó ăn đứa gì vậy? Ở Lực Sinh Hotel đã có sự thay đổi chủ quản. Xem thông tin về chủ mới. Khách sạn sang trọng 5 sao, trị giá 50 tỷ, đã đổi chủ tới đâu rồi cũng đổi chủ. Người mua lại quá hống hách. Cái gì? Cái này, người đó không phải là người gây rối trước cửa khách sạn sao? Gì vậy? Cô nói gì vậy? Cô chắc chắn chứ? Ngày đầu tiên của việc mua lại khách sạn, làm ra vẻ mạnh mẽ trước sếp ngay tức thì, không thể gây tổn thương cho sếp như vậy. Phải tìm cách cứu vãn tình hình. Hãy thông báo cho tất cả các quản lý để cùng đến đón anh Diệp ở cổng. Chào mừng anh Diệp. Hừ, ông chủ đến rồi. Ông nói, tôi mới đến. Tôi cũng không biết không có ai lúc đầu đón ông. Xin lỗi vì không đón ông đúng lúc. Tình hình thế nào? Tất cả các quản lý của khách sạn sang trọng 5 sao này đều ra đón tiếp. Chú ơi, anh chàng này thật sự là chủ nhân của khách sạn. Quá đỉnh rồi. Anh em lái còn là chủ nhà hàng Lực Sinh à? Thật không thể tin được. Quá kinh khủng. Cô cũng vậy. Mấy người bảo vệ và giám đốc điều hành đã bị sa thải. Tư tưởng không đúng. Ghét người nghèo, yêu người giàu. Người dẫn đầu không có tác dụng lãnh đạo tốt. Tạo ra đặc quyền một cách bừa bãi. Phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Bạn chọn ai? Tiểu thư dịu dàng hay mỹ nhân lạnh lùng học đường? Câu trả lời của Diệp Tiểu Thôi là tôi muốn cả hai. Anh Diệp, bạn thực sự đã mua khách sạn Lực Sinh. Tôi rất tiếc khi thấy chị tôi bị đối xử sai trái. Tất nhiên là tôi không thể chịu được việc làm em trai. Đơn giản chỉ cần mua khách sạn trực tiếp. Hãy để họ học được một bài học. Những gì tôi đã nghe. Để sa thải những nhân viên bảo vệ đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi mua lại khách sạn Lực Sinh. Quá bùng nổ. Tôi không thể tưởng tượng được thế giới thần hào. Chú ơi, đây là chỗ thật. Mua lại khách sạn 5 sao. Dễ như đi chợ mua bắp cải. Ai dám tưởng tượng cuộc sống như thế này. Mê mơ. Tại sao bạn luôn nhìn chằm chằm vào tôi? Tất nhiên là vì bạn xinh đẹp. Ai không thích phụ nữ đẹp? Nhìn hai lần. Anh Diệp, anh ngày càng trở nên lấp lánh. Được rồi. Kế hoạch ghé thăm cửa hàng hôm nay của tôi đã thất bại. Tôi phải về ký túc xá nhanh thôi. Nếu không, bạn sẽ không thể quay lại nếu đóng cửa lại. Chúng ta có thể liên lạc với anh Diệp nhiều hơn trong tương lai không? Tại sao bạn không thể để tôi đi? Một chút. Ôi xin hãy quay lại nhanh đi. Được rồi, tôi về trước. Lần sau tôi sẽ đãi bạn bữa tối. Nhìn kìa, đó không phải là Trần Vũ Tuyết sao? Trần Vũ Tuyết từ 4 người đẹp của trường đại học. Tại sao bạn lại xuống tầng dưới trong ký túc xá nam? Trần Vũ Tuyết đến đây để giao trái cây cho một cậu bé nào đó phải không? Dù sao thì tôi cũng không tin điều đó. Nữ thần sẽ chủ động trao hoa quả cho các chàng trai. Em ơi, em có mệt không? Em sẽ đi đâu vậy?
tôi sẽ giúp em mang đi. Không cần, tôi đợi người đây. Thế này, người yêu trắng của tôi đợi người à? Không phải là Diệp Tiểu Thôi, phải không? Làm sao có thể được, toàn bộ Đại học Thượng Hải, ai mà không biết rằng Diệp Tiểu Thôi đã có Vân Vi Vi và Diên Nhiên, chị gái Trần Vũ Tuyết. Không thể trở thành một tên liếm chân ai đó. Tôi đồng ý. Trần Vũ Tuyết chắc chắn không phải đến tìm Diệp Tiểu Thôi. Không biết ai lại may mắn như vậy. À, anh đổi điện thoại mới rồi. Vâng, đó là tôi. Từ. Này, chắc bạn bị lừa rồi. Tôi hoàn toàn không nhận được quảng cáo. Bạn thấy đấy, không phải vậy đâu. Đó có phải là Diệp Tiểu Thôi không? Không thể, hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ Trần Vũ Tuyết đang tìm Diệp Tiểu Thôi sao? Vũ Tuyết, em đang tìm anh à? Đúng rồi, đây là trái cây em mang cho anh. Trái cây ở trường không tươi. Tôi đặc biệt hái trái cây tươi cho bạn ngoài trường. Diệp Tiểu Thôi chạm vào trái cây. Có lẽ nó mới được mua ở cửa hàng hoa của cách đây không lâu. Vẫn còn chút mát mẻ. Chắc em đã tốn rất nhiều công sức. Chỉ để cho tôi một ít trái cây. Tại sao bạn vẫn không muốn ăn nó? Hamum, làm sao có thể được. Cô gái của trường đã đưa nó cho tôi và tôi thực sự muốn nó. Tại sao bạn không muốn ăn nó? Diệp Tiểu Thôi, kẻ đê tiện này. Anh ấy thực sự đã trò chuyện một mình với hai người đẹp học đường. Tôi rất tức giận. Tôi thực sự muốn trở thành giáo viên của anh ấy. Kỹ năng học tập, đến bây giờ tôi vẫn độc thân. Học như thế nào? Diệp Tiểu Thôi là một người đàn ông giàu có và đẹp trai. Nếu bạn có điều kiện của anh ấy thì bạn cũng có thể làm được. Chết tiệt, không phải là anh ấy trông đẹp trai hơn sao? Cao lớn hơn, giàu có hơn và trong hình dạng tốt hơn. Da trắng hơn. Bên cạnh đó, Diệp Tiểu Thôi tốt hơn tôi như thế nào? Bạn có thể kéo anh ta xuống, có thể sánh ngang với Diệp Tiểu Thôi. Chỉ có tổ tiên cầu nguyện thắp sáng trái tim nhỏ màu đỏ của họ trước màn hình. Bạn thậm chí không quan tâm. Thực sự rất ghen tị với Diệp Tiểu Thôi. Vũ Tuyết, mê mơn. Chào học trưởng Vương. Anh ấy là bạn trai của em. Bây giờ chưa phải. Vương Hồng Lượng đột nhiên trở nên cảnh giác. Nhìn Diệp Tiểu Thôi từ trên xuống dưới. Vương Hồng Lượng là sinh viên năm thứ hai. Anh ta luôn phải lòng Trần Vũ Tuyết. Bây giờ anh ta thấy Diệp Tiểu Thôi, cho rằng mình phải xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng. Vũ Tuyết, đừng để anh ta lừa dối em nhé. Ở bên cạnh anh Tiểu Thôi có không ít cô gái. Cảm ơn anh quan tâm. Tôi sẽ về ký túc xá trước. Tôi cũng đã quay lại. Ngày càng già đi. Không nghe được tiếng chó sủa. Ôi hô. Cứ chờ xem đi. Danh hiệu Diệu Thần Dương. Tôi sẽ phơi bày bản chất của anh chàng lừa đảo như anh. Để Trần Vũ Tuyết nhìn thấy bản chất thực sự của anh. Ông già, ông và Trần Vũ Tuyết có mối liên hệ gì vậy? Chỉ là những người bạn bình thường. Tôi không tin ông là người không trung thực. Bạn bình thường. Ai sẽ cho bạn trái cây vào một ngày nóng nực như vậy? Ồ, đi thôi. Lão Hoàng không phải muốn đãi chúng ta bữa tối sao? Đã nói với bố tôi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Các bạn có thể chọn bất cứ thứ gì các bạn muốn ăn tối nay. Sau đó đến nhà hàng Lực Sinh. Dù sao thì đó cũng là nhà hàng của tôi. Sạch sẽ và vệ sinh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao xe của tôi không thể đậu ở đây? Xin lỗi sếp. Không được phép đậu xe trước nhà hàng của chúng tôi. Hãy rời đi càng sớm càng tốt. Tôi đến đây để tiêu tiền. Bạn thậm chí không thể dừng lại ở đây. Xin lỗi, đây là chính sách của công ty chúng tôi. Suy cho cùng, tôi lái chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Thậm chí không được phép dừng lại ở cửa. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu truyền bá nó. 3.000 tôi sẽ dừng lại ở đây một đêm. Xin lỗi sếp. 5.000 xin lỗi. Thưa ngài, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là chính sách của công ty. Có tiền cũng không biết cách kiếm tiền. Bạn xứng đáng được ở đây canh cửa. Ô. Xin lỗi sếp. Không được phép đỗ xe trước cửa nhà chúng tôi. Không ai có thể làm được điều đó. Xin lỗi, công ty có. Đây không phải là chủ mới của nhà hàng sao, anh Diệp? Tôi là chủ nhà hàng. Cô bán hàng xinh đẹp rất tin tưởng tôi. Nhưng thế hệ thứ hai giàu có lại coi thường thân phận chủ nhà hàng của tôi. Muốn nhân cơ hội trấn áp tôi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ danh tính thực sự của tôi khiến tất cả khán giả phải há hốc mồm. Xin lỗi sếp. Không được phép đỗ xe trước cửa nhà hàng chúng tôi. Không ai có thể làm được điều đó. Xin lỗi, công ty có. Chết tiệt. Đây không phải là chủ mới của nhà hàng sao, anh Diệp? Tất nhiên anh Diệp có thể dừng lại. Tại sao anh ta có thể đỗ xe ở đây? Có phải do công ty bạn quy định không? Nhân viên bảo vệ của bạn có nhắm vào tôi không? Đây là ông chủ của chúng tôi, ông Diệp. Cho dù anh ấy có lái xe vào trong thì tôi cũng không thể điều khiển được. Ha ha ha. Đỗ xe cho tôi. Anh sẽ nhận được tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ từ bộ phận tài chính trong cuộc họp. Cứ nói là tôi đã nói rồi. Họ là Diệp phải không?
làm tôi xấu hổ hôm nay, tôi sẽ đảm bảo bạn sẽ trả lại số tiền này gấp đôi. Hạ ông Diệp. Được rồi, chủ nhân khá ấn tượng. Bạn xứng đáng là nhà hàng Tây nổi tiếng và sang trọng nhất. Có rất nhiều người, nhưng chắc không có chỗ cho nhiều người như vậy phải không? Khịt mũi. Anh Diệp, phòng riêng của anh đã được đặt trước rồi. Bạn đã sắp xếp nó. Làm ơn đi theo tôi. Một nhà hàng sang trọng như vậy, thực sự có phòng riêng. Đi nào. Đó có phải là anh Diệp không? Trông trẻ quá. Chắc chắn rồi. Anh Diệp đã dọn dẹp nhà hàng ngay khi anh đến. Anh Diệp cũng đã tăng lương cho những nhân viên kỳ cựu của mình lên 50%. Ông Giang Giang thực sự cảm động. Không ngờ sếp lại đẹp trai đến vậy. Rất giàu. Anh ấy rất đẹp trai. Có vẻ như anh ấy vẫn còn đi học. Này, bạn nói anh Diệp vẫn còn độc thân. Đừng nghĩ về nó. Lần cuối cùng, anh Diệp dẫn một cô gái rất xinh đẹp đi ăn tối. Tôi trông không tệ hơn bạn chút nào. Chỉ cần làm tốt công việc bán thời gian của bạn. Hừ, tôi không tin điều đó. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ý bạn là phòng riêng đã đầy rồi sao? Tôi chưa bao giờ ngồi ngoài khi đến đây ăn tối. Tôi rất tiếc cho quý ông này. Tất cả các phòng riêng của chúng tôi thực sự đã đầy. Đừng nói với tôi rằng phòng riêng đã đầy. Hôm nay tôi đến đây ăn để thể diện nhà hàng của bạn. Hãy ra ngoài và hỏi về nó. Ai không biết tên quỹ của tôi? Xin lỗi sếp. Nhà hàng của chúng tôi đối xử bình đẳng với mọi người. Mọi người cần phải xếp hàng. Tại sao bạn không đi đến một nhà hàng khác? Một người bồi bàn. Ai cho anh cái đặc quyền nói chuyện với tôi như thế này? Tôi cần phải cố gắng đến đây để ăn cơm. Do bạn muốn tôi rời khỏi đây à? Xin lỗi ông. Nếu ông cố gắng gây rối, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ôi, người đó có phải chủ cửa hàng không? Cửa hàng này toàn người tính khí xấu à? Tôi, Vương Hồng Lượng, có cần mặt không? Hôm nay tôi phải lấy lại mặt ở đây. Nếu không người ngoài còn cách nào nhìn tôi? Làm sao mà các bạn còn muốn đánh nhau nữa? Ô. Nhà hàng nhỏ mà còn có cô phục vụ xinh đẹp như vậy. Thôi, tôi cũng không muốn làm khó nhà hàng của các bạn. Nhà tôi cũng có nhà hàng. Bạn để cô bé này làm việc trong nhà hàng của chúng tôi. Ngay cả khi vấn đề này thất bại. Tại sao tôi phải đi nếu bạn yêu cầu tôi đi? Chỉ vì gia đình tôi có tiền. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ tiêu nó ngay hôm nay. Tôi muốn xem gia đình bạn giàu đến mức nào. Đây không phải là ông chủ của nhà hàng Lực Sinh sao? Chẳng phải vừa rồi bạn đậu xe bên ngoài rất kiêu ngạo sao? Bây giờ bạn cũng rất kiêu ngạo. Bạn đang gây rắc rối trong nhà hàng của tôi. Và họ săn trộm tôi ở nơi công cộng. Tôi, Diệp, hôm nay sẽ thay mặt thiên đường giáo dục tôi. Ha ha ha, bạn có xứng đáng không? Để tôi nói cho bạn biết, cô gái này sẽ không đi cùng tôi hôm nay. Đó là nhà hàng của bạn đã đóng cửa. Anh Diệp, hãy để tôi đi. Đừng để vì tôi mà gây náo loạn trong nhà hàng. Cô cứ ở lại đây. Tôi đảm bảo người này ngày hôm nay, bạn không thể đưa cô ấy đi. Bạn rất kiêu ngạo. Nếu bạn nói bạn không thể mang nó theo bên mình thì bạn không thể mang nó theo bên mình. Dù bạn có tin hay không thì tôi đã gọi điện thoại cho anh cả của mình. Nhà hàng của bạn sẽ đóng cửa trong một phút nữa. Được rồi, tôi sẽ cho bạn cơ hội gọi điện. Tốt nhất nên gọi người anh em quyền lực nhất của bạn tới đây. Thời gian của tôi có hạn. Tất cả phụ thuộc vào khả năng mở miệng của bạn. Sau này tôi có thể nhìn thấy bạn cười được không? Xin chào anh trai, em đang ở nhà hàng Lực Sinh. Có. Anh trai, đợi đã. Anh cả của tôi tên là Ngưu sẽ đến ngay. Nếu bây giờ bạn quỳ xuống và xin lỗi tôi, bạn vẫn có thời gian. Xin lỗi bạn. Ta sợ ngươi uống nhiều quá vẫn chưa tỉnh lại. Ai dám ức hiếp em trai ta, Ngưu Thiên Tư? Tôi chỉ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đã lọt vào tầm mắt của Diệp Tiểu Thôi và những người khác. Đi ra ngoài. Diệp Thiếu. Người đàn ông trước mặt không chỉ để mắt tới cô nhân viên bán hàng xinh đẹp của tôi, và anh ấy đã nói những lời không hay với tôi. Họ không hề biết rằng tôi sắp mua lại toàn bộ tập đoàn Hòa Phong, khiến toàn bộ khán giả choáng váng. Anh cả của tôi tên là Tư sẽ đến ngay. Bây giờ cậu có thể quỳ xuống và xin lỗi tôi được không? Ngươi vẫn còn thời gian để xin lỗi tôi. Ta sợ ngươi uống nhiều quá vẫn chưa tỉnh lại. Ai dám ức hiếp em trai ta vậy? Tôi chỉ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đã lọt vào tầm mắt của Diệp Tiểu Thôi và những người khác. Đi ra ngoài. Diệp Thiếu. Anh Ngư, cuối cùng anh cũng ở đây. Anh chàng này là người muốn đuổi tôi ra ngoài. Vẫn chưa cho tôi ăn. Nhanh lên dạy cho hắn một bài học đi. Tôi muốn xem anh ấy dạy tôi một bài học như thế nào. Vâng, bạn vẫn có thể cười. Anh Ngư của tôi là người nổi tiếng bên cạnh anh Lưu Dương Vị.
chiếc xe thể thao bạn lái đắt hơn ngôi nhà của bạn. Anh Diệp, em đâu dám dạy bảo anh đâu ạ. Là con nhỏ này nó cứ bắt em tới đây thôi. Nếu biết là anh, em cũng không dám đâu. Cho em mượn thêm cả trăm trái tim, em cũng không dám đâu ạ. Anh Ngư, anh định làm gì vậy? Điều này có vẻ không giống tính khí của bạn. Được rồi, tôi đã gọi cho anh Lưu rồi. Sao mày dám gọi anh Lưu tới? Bạn có biết Diệp Thiếu là ai không? Sư phụ, xin đừng bắt nạt bạn. Để tôi kể cho anh nghe, anh Lưu. Người này là ai? Thật là một cái kệ lớn. Anh ơi, anh thật ngu ngốc. Đây là anh Ngư của tập đoàn Hòa Phong. Dường như, hôm nay chủ nhà hàng Lực Sinh gặp phải một số rắc rối. Tô Dương Dương hiện tại rất lo lắng. Sợ Diệp Tiểu thôi, bởi vì cô đã xúc phạm đến những ông lớn của tập đoàn Hòa Phong. Đây là cách làm, ông chủ sẽ gặp rắc rối. Ông chủ hay không? Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Ua! Cảm giác, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Lúc này, Lưu Dương Vĩ vô cùng khó chịu. Này em trai! Tại sao bạn lại quỳ? Anh Lưu, anh cuối cùng cũng đến rồi. Đúng là thằng bé này muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hàng. Còn không cho tôi ăn cơm, nhanh chóng giáo dục nó thay em đi. Ồ, thế à, thái độ lớn lao thế đấy. Ai còn dám đuổi em đi à? Đây có phải là tôi Lưu Dương Vĩ bị đánh không? Là thằng nhóc nào không biết xác định bậc thang của mình? Làm sao mà anh cũng muốn trừng phạt tôi? Ê, anh Diệp Thiếu. Tôi bảo bạn, tôi là anh Lưu, nhưng cổ đông lớn nắm giữ 5% tập đoàn Hòa Phong và gia đình Vương của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Hòa Phong. Tôi sợ bây giờ tôi biết. Thật tiếc là đã quá muộn. Gây rối với tôi là sai lầm lớn nhất bạn từng mắc phải trong đời. Ha ha ha, im đi. Tôi có biết bạn không? Anh Diệp là nhân vật mà bố tôi nói theo. Sao anh dám nói về người anh tốt của tôi ở nơi công cộng? Những lời nói xấu của anh Diệp. Anh Lưu, anh nói thật à? Tài sản của gia đình anh Lưu cũng nhiều như của gia đình tôi. Gấp 10 con số mà ngay cả anh Lưu cũng phải ngưỡng mộ. Tôi thực sự đã bị xúc phạm. Làm sao tôi dám giáo dục anh Diệp Diệp. Lưu Dương Vĩ, người mạnh mẽ như vậy, đã quỳ xuống ngay khi xuất hiện trên sân khấu. Đầu óc mọi người đập như búa bổ. Gia đình ông Lưu này có tài sản hàng tỷ đồng. Cậu bé này là ai? Để khiến anh thật ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại mà ngay cả ông Lưu cũng muốn nịnh nọt. Bạn có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào. Ông chủ làm tôi ngạc nhiên đó. Ông chủ cũng không sợ ông Lưu đang đi ngang. Thật độc đoán. Không khí trong tòa nhà hàng vô cùng căng thẳng. Mọi người đều không dám thở một hơi. Đêm nay là đỉnh điểm của sự sợ hãi. Tự làm phiền một người làng không thể tin được. Chúc mừng chủ nhân mở khóa quyền lực. Phần thưởng 90% cổ phần tập đoàn Hòa Phong. Hãy cho tôi thêm 90% cổ phần của tập đoàn Hòa Phong. Tổng giá trị của chúng là khoảng 90 tỷ đồng. Cộng với 10% cổ phần trước đó của tôi. Bây giờ tập đoàn Hoa Phim. Nó thực sự thuộc về tôi, Diệp Tiểu thôi, như tài sản cá nhân của tôi. Cũng quá tuyệt phải không? Nghe nói gia đình Kim và tập đoàn Hoa Phong có hợp tác phải không? Đúng vậy. Tôi là Diệp Tiểu thôi. Từ hôm nay, tập đoàn sẽ chấm dứt hợp tác với gia đình Vương và gia đình Ngư. Và đưa họ vào danh sách đen trực tiếp, sẽ không bao giờ hợp tác với họ nữa. Dù cổ phần của Diệp Thiếu thực sự không ít, nhưng không đến lượt ông lên tiếng về vấn đề này. Hợp tác trong lĩnh vực này, không có cái gật đầu từ bố tôi. Những người dưới quyền của tôi đơn giản là không dám hành động hấp tấp. Cha bố, tại sao bố không còn là cổ đông của tập đoàn Hoa Phong? Được mua lại bởi một công ty. Tối nay con có gây rắc rối gì ở ngoài không? Vừa rồi, tập đoàn Hoa Phong đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh của chúng ta. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là nịnh nọt anh Lưu rồi. Bây giờ hãy nhanh chóng xin lỗi anh Lưu. Cùng lúc đó, Ngư Thiên Tử cũng gọi tới. Nói về cùng một câu hỏi. Chẳng lẽ chính anh Diệp là người mua cổ phần? Có thật là anh Diệp không? Anh Diệp, cứ coi tôi như một thứ rác rưởi. Thôi đi, anh Diệp, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi. Xin vui lòng để lại cách hợp tác một lần nữa. Haha, hãy trân trọng kiếp sống cuối cùng của cậu khi còn là thiếu gia. Bạn sẽ bỏ lỡ nó trong tương lai. Người đẹp học đường xa cách Trần Vũ Tuyết và Linh Linh Anh đầy nhiệt huyết. Cuộc chiến bắt đầu. Lời nhắc ta cả tờ phía trước. Điều này đã là vì lợi ích của cha bạn rồi. Chỉ là một hình phạt nhỏ, không đáng kể. Sẽ có lần sau. Ngày mai bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Giọng nói của Diệp Tiểu Thôi giống như cửu thiên thần lôi. Ba người họ tê liệt vì sợ hãi. Nhưng thế hệ thứ hai giàu có kiêu ngạo này cuối cùng đã bị trừng phạt. Vâng, đây là những chàng trai trẻ giàu có nổi tiếng. Hàng ngày tôi trông cậy vào tiền của gia đình. Đi ngang trong thành phố kỳ diệu. Ngày nay, tôi thực sự sợ hãi trước một chàng trai trẻ. Tề Gia Quần. Có phải tôi đang mơ? Những chàng trai trẻ có tài sản hàng tỷ đồng thực sự quỳ xuống đây để cầu xin sự thương xót.
danh tính thực sự của ông chủ mạnh mẽ đến mức nào. Thế hệ thứ hai giàu có này là ai? Ông chủ là người mà tập đoàn Hoa Phong không dám dây vào. Mọi người có mặt, mọi người đều có cảm giác kính sợ Diệp Tiểu Thôi. Tiểu Vĩ, anh Diệp, mệnh lệnh của anh là gì? Nó làm cho nhà hàng của tôi ngày hôm nay khá khó chịu. Anh Diệp, chẳng phải chỉ là mong tôi để trần và không có mắt thôi sao? Anh nghĩ những gì tôi có thể làm có thể xoa dịu cơn giận của anh không, anh Diệp? Được rồi, tới quầy lễ tân và nói gì đó. Tối nay tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. Ngoại trừ điều này. Vậy tôi sẽ rời đi trước. Ông nội, vâng. Cô bé của ông nội vẫn đang đợi bạn. Đừng để mọi người phải chờ đợi vội vàng. Ừ, đi, đi, đi. Chào buổi tối, sếp. Vừa rồi cậu có sợ không? Không, sếp, bạn ở đây. Làm sao tôi có thể sợ hãi được? Anh chủ đẹp trai quá. Quá độc đoán. Tôi rất muốn làm vợ bé của ông chủ. Em tên là Tô Dương Dương phải không? Đúng rồi, ông chủ. Trông xinh đẹp thế này, làm người phục vụ thật đáng tiếc. Nếu có thể đi làm trợ lý cho tôi thì tốt biết mấy. Thật sao, sếp? Tôi không phải trả bất kỳ mức lương nào nếu tôi muốn. Tôi đang đùa đấy. Muộn thế này, bạn quay lại trước. Lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng gặp lại bạn. Được rồi sếp. Cô bé này là... Không phải đầu tôi thiếu một sợi dây. Bạn cũng không sợ bị tôi bắt cóc. Hãy đến lúc 8 giờ sáng. Từng cái một không có âm thanh. Tất cả đều vào đại học. Vẫn không thể thoát khỏi số phận 8 sớm. Tôi buồn ngủ quá, tôi sẽ chợp mắt một lát. Cô gái trẻ này thật xinh đẹp. Đây là mỹ nhân của trường với danh hiệu tân sinh viên xinh đẹp nhất. Trần Vũ Tuyết, đương nhiên là xinh đẹp rồi. Tôi nhớ rằng người đẹp trường học Trần không học kinh tế. Làm sao mà đến được đây? Không phải vì Diệp Tiểu Thôi mà đến chứ? Hoa khôi trong mộng của tôi, làm sao có thể đến lớp chỉ vì một chàng trai? Mọi người nhìn về phía Vũ Tuyết, Trần Vũ Tuyết đi thẳng về phía Diệp Tiểu Thôi. Mọi người đều đau lòng. Thật thú vị nha, bạn phải nắm bắt cơ hội. Tại sao bạn ở đây? Đến gặp bạn. Diệp Tiểu Thôi, tôi luôn cảm thấy Trần Vũ Tuyết mang đến cho mọi người một cảm giác lạnh lùng, như một tảng băng trôi. Mỗi người đều có một cái mũi và hai mắt. Điều gì thu hút ánh mắt của bạn? Tôi nghĩ bạn trông ổn và tôi muốn gặp bạn. Điều đó không công bằng. Tôi cũng muốn gặp bạn. Mê mơ. Ai có thể hiểu được lòng tôi lúc này? Nữ thần trong giấc mơ thực sự đỏ mặt với người khác. Tôi đang đi xuống tầng dưới để mua thứ gì đó. Đừng đi cầu thang bộ hoặc thang máy. Nó trông có đẹp không? Nhìn đẹp đấy, chiếc váy này rất hợp với bạn. Vậy lần sau tôi sẽ mặc nó. Có còn là nữ thần lạnh lùng khi đến đây không? Tại sao bạn cảm thấy rất sống động trước mặt tôi? Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Sau khi hai người chia tay sau giờ học, Diệp Tiểu Thôi đang định lao tới tập đoàn Hòa Phong. Đi họp cấp cao. Diệp Tiểu Thôi, đã lâu không gặp. Bạn có muốn đi mua sắm cùng nhau vào buổi chiều không? Tất cả bạn gái tôi đều mang theo bạn trai. Chỉ có mình tôi cô đơn. Bạn có thể đi cùng tôi không? Vừa mới âu yếm với cô Hoa Khôi Trần, lại đây một người nữa, tôi không thể ngăn được sự quyến rũ của mình. Được rồi, bạn có thể gửi cho tôi vị trí. Tôi sẽ trực tiếp đến đón bạn. Được rồi, gặp bạn ở đó lúc 3 giờ chiều. Cuộc họp cấp cao của tập đoàn Hoa Phong diễn ra lúc 5 giờ, cũng không trùng khớp. Trước khi họp thì thư giãn cũng không tồi. Cuối cùng cũng gặp lại anh. Gặp anh một lần thật không dễ dàng, Tiểu Thôi. Lâu rồi không gặp. Cô Linh, tại sao anh phải nói chuyện với tôi một cách lịch sự như vậy? Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau trước đây sao? Dù sao thì chúng ta cũng không gặp nhau nhiều lắm, nên vẫn nên giữ khoảng cách một chút mới đúng. Tôi không cần bạn giữ khoảng cách với tôi. Càng gần càng tốt. Được rồi, tôi biết tôi hấp dẫn. Không phải cậu nói cậu vẫn còn bạn sao? Điều này sẽ không đến. Hai người này, ngay cả những người con trai giàu có nổi tiếng Trịnh Cát Hồng và Diêm Doãn. Trịnh Cát Hồng chào hỏi lịch sự. Ngược lại, Diêm Doãn vượt trội hơn. Thậm chí không nhìn Diệp Tiểu Thôi. Điều đó không tốt. Dù sao thì Diệp Tiểu Thôi cũng là bạn của Linh Linh anh. Bạn không thể thổ lỗ như vậy, phải không? Hamung, anh ta có xứng đáng không? Thật nhìn, anh ấy trông giống kiểu người dựa vào khuôn mặt của mình để kiếm sống. Tôi, Diêm Doãn, thậm chí không thèm để ý đến nó. Bạn trai của bạn thân Linh Linh anh cười nhạo tôi vì tôi đẹp trai. Như mọi người đều biết, tôi là giám đốc mới của tập đoàn Hoa Phong sắp nhậm chức. Trong một cuộc họp, tôi ra mắt với hình ảnh mới. Mọi người há hốc mồm vì sốc. Diệp Tiểu Thôi và Linh Linh anh đã đến thăm nhiều nơi. Niềm đam mê cháy bỏng của Linh Linh anh, Diệp Tiểu Thôi thực sự khó có thể chống cự. Anh Diệp, công ty trang trí của tôi không thể nói là tốt nhất trong ngành. Nhưng cũng có nơi để nói chuyện. Nếu có điều gì xảy ra trong tương lai, chỉ cần nói điều gì đó.
Ok, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong tương lai. Haha, gia đình Trịnh Cát Hồng phụ trách các dự án lớn. Bạn có hợp tác với người khác không? Bạn đang cần người sửa chữa gạch lát sàn tại nhà. Han, đi thôi, hôm nay tôi ra ngoài không mang theo đồng hồ. Vừa đúng lúc để mua một cái. Bạn đang giả vờ là loại sói đuôi lớn nào vậy? Và anh ấy muốn Linh Linh anh mua cho anh ấy một chiếc đồng hồ xa xỉ. Nó làm tôi cảm thấy phát ốm. Được rồi, đừng nói về chuyện đó nữa. Tại sao bạn không để tôi nói? Tôi không sai. Không phải anh ta chỉ là một kẻ ăn bám thôi sao? Rất kinh tởm. Giọng anh ấy to. Mọi người trong toàn bộ cửa hàng đồng hồ đều nhìn Diệp Tiểu Thôi. Đó không phải là anh Diệp đã mua đồng hồ trước đây sao? Xin chào anh Diệp. Đồng thời, bộ ba buồn bã trốn trong góc. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại bạn ở đây. Diệp Tiểu Thôi Tiểu Lưu. Bạn đã trở lại. Anh Diệp ơi, anh cũng đến chọn đồng hồ nhé. Mê mơ. Đây không phải là cựu chủ tịch tập đoàn Hòa Phong. Con gái của Linh Hồng Thiên. Tôi không mong đợi điều này. Thiếu gia Diệp thậm chí có thể bắt được con gái của Linh Hồng Thiên. Đúng như mong đợi của anh Diệp. Tôi có nghe thấy đúng không? Chàng trai trẻ giàu có nổi tiếng Lưu Dương Vĩ. Anh ấy thực sự đã gọi cậu bé xinh đẹp này là anh Diệp. Làm sao có thể được? Lưu Thiếu, người luôn tàn nhẫn và tàn nhẫn, sẽ tìm cách trả thù. Thực sự đang quỳ gối trước chàng trai xinh đẹp này. Hãy ngoan ngoãn nhất có thể. Trái tim Diêm Doãn bỗng nhiên chìm xuống đáy. Họ của người này là Diệp. Bạn không thể biết từ đâu rằng anh ấy là một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có. Tại sao ông Lưu lại có thể được kính trọng như vậy? Anh cũng kính cẩn gọi anh là anh Diệp. Tại sao bạn không giới thiệu đồng hồ cho chúng tôi? Trước tiên hãy chọn một chiếc đồng hồ cho cô ấy. Giá cả không quan trọng, chỉ cần cô ấy thích là được. Được rồi, Diệp Thiếu. Giá cả không quan trọng, chỉ cần cô ấy thích là được. Câu nói này cũng quá hùng hổ đúng không? Quá đẹp trai. Cuối cùng Linh Linh Anh đã chọn một chiếc đồng hồ trị giá 60.000. Rất đẹp, tôi rất thích. Tim Linh Linh Anh vui vẻ. Không phải vì giá của chiếc đồng hồ, chỉ vì chiếc đồng hồ này là quà tặng của Diệp Tiểu Thôi. Sau đó, Diệp Tiểu Thôi cũng chọn ngẫu nhiên một chiếc đồng hồ trị giá 6 triệu. Vội vàng quẹt thẻ. Bíp, quẹt thẻ thành công. Thẻ đã quẹt thành công. Tổng cộng hơn 7 triệu. Chỉ để mua 2 chiếc đồng hồ. 2 chiếc đồng hồ này còn đắt hơn cả chiếc xe thể thao của tôi. Điều này quá phản cảm. Khoảnh khắc này, Diêm Doãn vô cùng xấu hổ. Tôi tưởng mình đang lái một chiếc xe thể thao. Bạn có thể coi thường Diệp Tiểu Thôi này. Anh ta cũng công khai chế nhạo Diệp Tiểu Thôi là kẻ ăn bám. Thật bất ngờ, Diệp Tiểu Thôi. Anh ấy giống như Lưu Dương Vĩ, người sẽ kính sợ ngay cả khi anh ấy bẻ còi. Tôi chỉ là một chú hề. Sau khi mua đồng hồ, Diệp Tiểu Thôi và những người khác bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Vừa rồi con bạn đang nói về chuyện gì vậy? Dám xúc phạm anh trai tôi, anh Diệp ở nơi công cộng. Bạn thực sự không biết bầu trời cao bao nhiêu và cao bao nhiêu. Hãy tôn trọng anh Diệp. Nếu không kết cục của bạn sẽ khốn khổ. Lúc này Diêm Doãn. Đến lúc đó tôi mới hiểu Diệp Tiểu Thôi. Không có sự tồn tại nào mà anh ta có đủ khả năng để xúc phạm. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Không thể tưởng tượng danh tính thực sự của chàng trai trẻ trước mặt đáng sợ đến mức nào. Tôi rất vui vì tôi đã không nói điều tương tự. Hậm hĩnh. Bạn phải làm hài lòng chàng trai trẻ trước mặt bạn. Anh Diệp phải cùng nhau thảo luận khi có thời gian. Không có vấn đề gì cả. Hai chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ. Linh Anh, chiều nay tôi có cuộc họp ở công ty. Hãy hẹn gặp khi bạn có thời gian. Anh ấy vừa gọi tôi là gì nhỉ? Linh Anh là một cái tên thân mật. Hey hey hey. Cô ấy đang cười khúc khích cái gì vậy? Nó có thể là say nắng. Vậy tôi sẽ rời đi trước. Diệp Tiệu Thôi lái xe đến lối vào của nhóm. Tòa nhà văn phòng tập đoàn Hòa Phong. Nó trông giống như một cây đàn piano đứng bên bờ sông. Hùng vĩ. Phong cách đặc biệt. Vừa tới cổng tập đoàn Hòa Phong, tôi nghe thấy một cuộc cãi vã. Sao anh, một nhân viên bảo vệ, dám ngăn cản tôi? Bạn có biết tôi là ai? Xin lỗi người ngoài. Miễn là tôi không nhận được thông báo từ cấp trên. Không ai được phép vào. Hướng dẫn cấp cao hơn. Bạn có biết anh ấy là ai không? Tôi bảo bạn. Anh ấy là con trai cả của phó thống đốc nhóm bạn. Nhân viên bảo vệ có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Không phải từ công ty. Không có thẻ từ công ty. Bạn hoàn toàn không được phép vào tòa nhà công ty. Tôi không nhận được thông báo nào cả. Nhưng người bên kia lại là con trai cả của phó chủ tịch. Đúng là trình độ quan liêu đè chết người ta. Chưa kể, phó chủ tịch tiến sĩ Du cao hơn tôi rất nhiều. Một câu nói có thể quyết định việc tôi ở lại hay đi. Nhân viên bảo vệ cuối cùng không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Thấy nhân viên bảo vệ thả anh ta đi, Hướng Mỹ hung hăng nói, anh đúng là một gã mù quáng. Thật xứng đáng khi đến đây để xem cổng. Dù bạn có tin hay không, một lời nói của tôi có thể khiến bạn mất việc. Hướng Mỹ này là bạn gái của con trai lớn Du Di. Đến đây, chỉ để khoe với bạn bè sau lưng cô ta, dẫn họ vào thực tập tại tập đoàn Hòa Phong. Nhưng kết quả lại bị bảo vệ ở đây ngăn lại, làm cô ta cảm thấy xấu hổ. Cho cô ta cảm giác rất mất mặt.
Hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ để bạn thu dọn đồ đạc và rời đi ngay. Xin chào Chủ tịch Diệp Diệp. Đừng nản lòng. Bạn đã làm đúng. Đừng lo lắng, sẽ không có ai dám sa thải bạn. Tôi, Diệp Tiểu Thôi, đã nói rồi. Cảm ơn ông Diệp. Xin chào anh Diệp. Xin chào Chủ tịch Diệp. Đưa tôi đến phòng họp. Được rồi anh Diệp. Chủ tịch Diệp thực sự còn rất trẻ. Và anh ấy thật đẹp trai. Chúa ơi. Lạnh quá. Anh ta giống hệt vị tổng thống hồng hách trong tiểu thuyết. Anh Diệp, anh đang mặc gì vậy? Tôi em rằng nó không thích hợp lắm cho cuộc họp hôm nay. Có ý nghĩa. Đưa tôi đi đổi quần áo nhé. Anh yên tâm, Tổng Diệp. Công ty chúng tôi có đội ngũ làm tóc chuyên nghiệp. Đưa tôi đi một chuyến nhé. Trong lúc còn có chút thời gian. Chúc mừng, người chơi đã kích hoạt sát thương cờ dít. Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. Ngoại hình và nhan sắc của người chơi được nâng cao. Đạt đến đỉnh cao. Lúc này, hầu hết các lãnh đạo cấp cao cũng đã biết được. Chủ tịch Diệp đã đến công ty, sự tham gia của các phó chủ tịch cấp cao, những người quản lý và những người khác đã đợi sẵn trong hội trường. Không ngờ tập đoàn Hoa Phong lại đổi chủ nhanh đến vậy. Tôi vẫn chưa biết anh ta trông như thế nào. Tôi nghe nói người chủ mới trước đây là giám đốc công ty. Sở hữu 10% cổ phần. Vâng, tôi đã nghe. Mọi thứ thuộc về chủ mới thường bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc. Chưa bao giờ tham gia quản lý công ty. Nhưng ngay khi ra tay, ông đã mua lại hoàn toàn tập đoàn Hoa Phong. Bây giờ chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã cảm thấy khủng khiếp. Thật tuyệt vời. Tập đoàn bất động sản trị giá hơn 90 tỷ đồng. Cứ bảo mua là mua. Chủ tịch Diệp có bao nhiêu năng lượng? Đơn giản là hiển nhiên. Đây có phải là anh Diệp không? Cách ăn mặc để trở nên đẹp trai hơn. Vâng, Chủ tịch Diệp vừa đến, mặc dù anh ấy rất đẹp trai. Nhưng tại sao nó lại trở nên rực rỡ như vậy trong thời gian ngắn như vậy? Chủ tịch Diệp Diệp. Chào buổi chiều, Chủ tịch Diệp. Tôi là trợ lý giám đốc mới của bạn. Tôi tên là Lý Giai Huệ. Đợi anh đã lâu rồi. Lý Giai Huệ nhìn theo kiểu mắt đào đào một lúc rồi lại nhìn Diệp Tiểu Thôi. Gần đây trong tập đoàn luôn lan truyền lời đồn về Tổng Giám đốc Diệp. Cô luôn rất mong chờ cuộc gặp gỡ với Diệp Tiểu Thôi. Tất cả các thành viên hội đồng quản trị đã có mặt chưa? Ngoại trừ một số ít, phần còn lại đều ở đây. Chủ tịch mới thực sự chỉ mới 18 tuổi. Năm 18 tuổi, anh thực sự đã mua lại toàn bộ tập đoàn Hòa Phong. Và anh ấy trông cũng rất đẹp trai. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tất cả các quản lý của tất cả các bộ phận của công ty đã đến đầy đủ. Mọi người đều kín đáo không dám thở một tiếng. Tất cả mọi người đều yên lặng đợi sự kiểm tra từ chủ tịch mới. Cảnh cáo những người vắng mặt trong buổi điểm danh đầu tiên. Thường xuyên sa thải. Quá nghiêm khắc rồi. Giám đốc bán hàng Kiệt vẫn đang giám sát. Bởi vì quá bận rộn. Trừ những người đã gọi điện trước xin nghỉ phép. Ngay cả những việc đơn giản như tổ chức họp cũng không thể thực hiện được. Công việc phức tạp hơn trên nhóm đó. Sức mạnh thực thi có thể cao đến mức nào? Phòng họp. Mọi người nhìn nhau. Không ai dám phản đối. Không thể tin được, thật là một anh Diệp trẻ trung. Làm sao anh ta có thể có khí chất mạnh mẽ như vậy? Bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Mục đích chính của cuộc họp này là với tư cách là giám đốc mới. Cần phải gặp mọi người một lần. Thứ hai là, về Mắc Mơ bị bắt giữ bởi 30 tỷ trước đây. Kế hoạch chi tiết phát triển lô đất. Mê mơ. Người đàn ông này là Duy, phó chủ tịch công ty. Dựa vào tư cách là một cựu chiến binh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đến muộn. Chủ yếu là ngày đầu tiên sếp mới kiểm tra. Sao bạn dám đến muộn? Nó hoàn toàn không mang lại mặt mũi nào cho Diệp Tiểu Thôi. Anh Du đúng là người mù. Trễ cả tiếng đồng hồ. Anh Diệp, tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ đang sắp xếp công việc cho người mới. Vậy là muộn rồi. Diệp Tiểu Thôi biết điều đó mà không cần suy nghĩ. Nó đã được sắp xếp cho những thực tập sinh vừa sử dụng cửa sau. Không cần phải giải thích. Bạn là phó chủ tịch của một tập đoàn. Tôi cần bạn sắp xếp công việc cho người mới đến. Sau đó chỉ cần gọi trực tiếp cho nhân sự. Các khoa đã bị thu hồi. Sau này giao toàn bộ công việc phỏng vấn cho anh Du thì sao? Anh Diệp, nhóm chúng em đã ngừng tuyển người rồi.
Anh Du xin giải thích cho em với. Con người mới mà bạn nói đến từ đâu? Họ suy nghĩ một lúc rồi nói anh Diệp. Những thực tập sinh đó được Phó Chủ tịch Du đưa đến. Những người này chưa được chúng tôi giao việc trực tiếp. Anh Diệp, anh cũng biết. Các quan thứ nhất đè chết người. Tôi không thể làm gì về chuyện này. Qua nhiều người, dù sao thì anh ấy cũng là giám đốc mới. Ngày đầu tiên ở văn phòng, tốt nhất là làm mềm nó trước. Tôi sẽ giải quyết anh ta sau nếu có cơ hội. Một cậu bé. Anh dám cưỡi lên đầu tôi à? Anh Diệp thực sự xin lỗi. Gia đình tôi thực sự không thể tìm được việc làm. Tôi chỉ muốn thực hiện một số sắp xếp. Không cần phải giải thích. Về sự sắp xếp, người thân hoặc bạn bè có thể gia nhập công ty. Tôi, Diệp Tiểu Thôi, không phải là người vô ơn. Nhưng bạn phải vượt qua cuộc phỏng vấn nhân sự. Ít nhất cũng phải có năng lực mới được. Nhớ kỹ, tiền của tôi không dành cho kẻ vô dụng. Luôn như vậy. Chiếc xe đua ở cổng tập đoàn chắc là của nhóm người đó đậu phải không? Con dùng tên phó tổng của ông để áp đặt lên bảo vệ. Anh thật sự có vị trí lớn đấy. Tổng Diệp, anh hãy lắng nghe lời giải thích của tôi, không cần giải thích gì cả. Tôi mở cuộc họp anh đến muộn được à? Không thể làm được thì đi, nhóm của tôi không thiếu tài năng. Là một người cựu chiến binh của tập đoàn Hòa Phong, Duy rất bối rối. Anh ấy biết rằng Diệp Tiểu Thôi đang giết cả toàn thảo. Tạo dựng uy tín, tại thời điểm này, anh biết mình không thể ở lại tập đoàn Hòa Phong được nữa. Xoay người và bước ra khỏi hội trường. Hướng Mỹ và công việc của họ, không phải bố đã nói là xong rồi sao? Xong gì mà xong? Bố ơi, bố là phó chủ tịch của một công ty. Bố không có quyền sắp xếp nhiều người. Ai có nhiều khả năng để làm rối tung vấn đề này? Tôi. Người đàn ông nhận thấy Diệp Tiểu Thôi không ra lắm. Không biết. Bạn có xứng đáng không? Bạn có biết bố tôi là ai không? Tôi biết. Bắt đầu từ hôm nay, bố bạn không còn là phó chủ tịch tập đoàn nữa. Bạn đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Có vẻ như bạn không muốn tiếp tục làm việc tại Hoa Phong phải không? Bố tôi là phó chủ tịch. Ai có quyền sa thải anh ta? Bạn còn quá trẻ và thiếu hiểu biết. Bố không có việc làm cho họ. Cầm miệng. Vị trí phó chủ tịch của tôi đã bị bạn phá hủy. Bạn vẫn còn đủ can đảm để đề cập đến công việc của họ. Mọi người có mặt đều nhìn với vẻ khó tin. Đó phải là bạn. Bạn đã báo cáo chuyện đó với sếp của mình phải không? Có phải thêm nhiên liệu vào giấm? Đã nói dối rất nhiều. Vâng, đó phải là bạn. Quỷ quyệt. Vô lý. Tạo ra một số khoản phí ngẫu nhiên. Nổ tung tất cả chúng ra. Tốt lắm chủ tịch ơi. Chủ tịch là ai? Anh chàng nhỏ bé này thực sự là chủ tịch hội đồng quản trị. Thế ai đã chiếm được trái tim của nàng thần tượng vậy? Không thể nào. Em nhé. Người yêu của em là để lấy cớ từ chối tôi phải không? Không sao, có người yêu cũng không sao đâu. Tôi chắc chắn giàu hơn cậu ấy. Miễn em hứa với tôi đi, tôi mua túi sách mới cho em nhé. Đối tượng này quấy rối quá đấy. Hơn nữa, cũng nên tránh xa hơn cho an toàn. Nếu bạn tôi thấy sẽ hiểu lầm đấy. Xe này của thật rất iPhone nhỉ? Đây có phải là chiếc Fuzzy là Fuzzy đồn đại không? Nhìn thật hơn nghe nhiều. Xe của tôi không thể so sánh được với nó đâu. Nếu tôi có xe này, chắc chắn Diên Nhiên sẽ bị tôi chiếm được rồi. Ha ha ha. Lên xe đi nhé, Diên Nhiên. Người lái xe một mét nghe thấy câu nói đó như sét đánh ngang tai. Sốc mà hồn vía lìa khỏi xác. Mê mơ. Thế là nàng thần tượng đi mất rồi. Em gái xinh quá. Không may đã có người yêu rồi. Em trai ơi, vài ngày không gặp mà thay đổi quá đấy. Giờ đẹp trai như ngôi sao vậy. Thành thật mà nói, thời gian dài như vậy, em có làm quen với cô gái nào không nhỉ? Không thể nào đâu. Gần đây tôi luôn bận với công việc của tập đoàn Hòa Phong mà. Làm sao có thời gian đi làm quen cô gái được. Em đừng coi thường Diệp Tiểu Thôi nhé. Tốt nhất vậy. Bây giờ em đẹp trai như vậy ngoài kia rất nguy hiểm đấy. Mặt em còn long lanh nữa kìa. Có em bên cạnh thì cũng nguy hiểm lắm đấy. Em nói lẹn thế càng ngày càng giỏi rồi. Vâng, em gái, em bận lắm. Thường xuyên phải về trễ, chúng ta cùng đi chọn căn hộ nhé. Ông chủ ơi, sắp tới buổi tiệc chào mừng rồi đấy. Chúng ta phải biểu diễn một tiết mục, rồi tổ chức bầu chọn. Người tài năng như anh lên sân khấu diễn. Ồ đúng rồi, mai phải diễn tập mà quên mất. Diễn tập thôi, mai tôi không rảnh đâu. Được rồi tôi sẽ lo ngay. Ngoài kia phải tự bảo vệ mình đấy chàng trai à, đi đi. Tôi vẫn còn bận lắm đây. Chuyện tiệc tùng gì quan trọng bằng tôi Diệp Tiểu Thôi. Lên sân khấu cũng không trách được. Lúc này, nhóm phụ trách chương trình đang ghi chép. Trong đó có Hoàng Hồng Lượng từng theo đuổi Trần Vũ Tuyết. Chương trình gì vậy? Còn chưa có tên bài hát nữa. Vậy thì bỏ đi, yêu cầu ghi lại. Ai mà biết. Nghe nói đây là tiết mục của Diệp Tiểu Thôi khoa kinh tế. Tôi còn muốn chụp hình nữa đấy. Hoàng Hồng Lượng mắt sáng lên.
Đúng rồi đó. Đúng rồi đó thằng bé. Trời ơi, đừng chơi mà không đi. Lần này rơi vào tay tôi rồi đấy. Từ lần trước, Trần Vũ tuyết tặng của cho Diệp Tiểu Thôi. Hoàng Hồng Lượng luôn hận thù Diệp Tiểu Thôi. Diệp Tiểu Thôi dựa vào có chút tiền bạc. Đã làm mê hoặc thần tượng của tôi. Bài hát của hắn không có tên phải không? Nhạc nền cũng không cần. Rất phù hợp với kế hoạch của tôi. Lần này tôi sẽ khiến hắn phải ôm hận trước toàn trường. Vậy mà anh muốn cho Diệp Tiểu Thôi lên sân khấu diễn. Thì Diệp Tiểu Thôi sẽ không cần tập luyện. Trực tiếp vào vòng chung kết đi. Chờ hắn lên sân khấu diễn đấy. Hi hi, Diệp Tiểu Thôi, lần này tôi sẽ làm cho cậu đau khổ một chút. Cùng lúc, Diệp Tiểu Thôi đến Thiên Dục 1. Thiên Dục 1 cũng thuộc sở hữu của Hoa Phong Địa Ốc. Nằm trong khu phố sầm uất, toàn khu chia thành hai khu vực. Một là khu nhà phố, bên kia là khu biệt thự cấp cao. Chúng ta đến nơi rồi. Trước đây Vương Diên Nhiên từng nghe phòng giá nhà ở đây. Cô ấy do dự. Em trai à, sao chúng ta không đợi giá nhà rẻ rồi mới mua? Chuyện giá nhà xuống hay không để sau. Nhưng bây giờ mình đã đến rồi, vậy nên vào xem đã. Hai người thẳng tiến đến phòng kinh doanh, nơi đây khách xem nhà không đông lắm. Quý khách đẹp trai đẹp gái quá. Áo của người đàn ông kia. Một nhìn tôi đoán không phải dạng đơn giản. Khách hàng trọng điểm mà. Tôi xem biệt thự đã. Ồ, tốt quá. Ở đây biệt thự giá trị thấp nhất là 9,6 tỷ. Nếu giao dịch thành công, phần hoa hồng của tôi sẽ không nhỏ đâu. Quý khách cần kiểu nhà gì vậy? Em giới thiệu cho anh nghe đã. Hiện tại em đang đại diện bán biệt thự riêng lẻ. Có các cỡ 1060m², 860m², 660m² ạ. Vậy lớn nhất đi. Nói nhiều không bằng xem thực tế. Dẫn anh đi xem được không? Lên ngay loại lớn nhất à. Giá chung của biệt thự Thiên Dục 1 khiến biết bao người phải dừng lại. Từ khi mở bán đến giờ, sản phẩm 1060m² từ trước đến giờ chỉ bán được 2 căn. Quý khách, nếu muốn xem biệt thự ở Thiên Dục 1, em xin hỏi quý khách. Đây cũng là lần đầu tôi mua nhà, nhưng theo quy định của tập đoàn Hòa Phong, đối với biệt thự cấp cao như vậy, cần kiểm tra tài sản trước khi xem nhà. Sau khi Diệp Tiểu Thôi làm xong giấy tờ, nhân viên bán hàng nhìn thấy liền, không còn bình tĩnh, quý khách. Bước tiếp theo kiểm tra tài sản quý khách không cần làm, em sẽ dẫn quý khách đi xem ngay. Vậy đi thôi. Trời ơi, tiền mặt đã vài trăm tỷ, tổng tài sản không biết bao nhiêu rồi. Thế nào nhỉ, chưa xác minh danh tính, đã thẳng đi xem nhà rồi. Căn lắm nhỉ, chắc do báo cáo tài chính, trực tiếp qua được cấp quốc gia rồi. Quý khách, hiện tại Thiên Dục 1 chỉ có 10 căn biệt thự 1,06m², đã bán được 2 căn, còn 8 căn đang giao bán. Em thấy sao nhỉ học chị? To quá, có đắt không nhỉ, em cũng sợ sẽ đắt lắm đấy anh trai, không sao miễn vui là được. Em giới thiệu thêm được không? Quý khách, khu anh là khu biệt thự siêu sang. Đã trang bị đầy đủ, có thể ở ngay, mỗi căn đều có vườn riêng. Vương Duy Nhiên nhìn cảnh tượng xa hoa này, rất bị thuyết phục. Khu anh trang bị bể bơi, phòng tập và rạp chiếu phim riêng tư. Không phải chỉ Vương Duy Nhiên bị thuyết phục, nhân viên bán hàng cũng lần đầu vào khu anh, cũng không tránh khỏi xúc động. Căn này bao nhiêu tiền? Sao cứ hỏi giá ngay vậy? Không xem kỹ trước sao? Quý khách, khu anh là vua của các biệt thự, nên giá sẽ đắt hơn so với những nơi khác. Theo giá thị trường, 30 triệu chia em 2, tổng giá 3,18 tỷ. Nhưng nếu quý khách thấy giá không hợp lý, chúng tôi còn khu B nữa. Vậy thì chọn căn này đi. Không nghe nhầm chứ? 3,18 tỷ đó là tỷ đồng mà. Sao em lại bình tĩnh thế? Quý khách không muốn xem xét một số biệt thự khác sao à? Mọi biệt thự ở đây đều là vua mà. Nhưng căn còn lại chỉ là phụ thôi. Tôi Diệp Tiểu Thôi mua nhà phải là tốt nhất. Chỉ mất 10 phút đã quyết định mua rồi à? Dù biết anh giàu có, nhưng cũng nên chuẩn bị tâm lý chút đấy. Nhìn hai mắt rồi liền mua một căn biệt thự. Chưa từng có tiền lệ đâu. Đúng là thế giới của những người giàu có. Em bảo chỉ xem mà thôi mà. Sao lại mua biệt thự 3 tỷ ngay vậy? Mua thoải mái thôi. Được rồi, mua về ở cũng được mà. Mua loại nhỏ hơn cũng được mà sao lại loại lớn vậy? 3,18 tỷ quá đắt rồi. Em thích thì được rồi, giá không quan trọng. Học chị có thích không? Cũng, thích đấy. Vậy thôi rồi mà, giá thì thế thôi. Mua được rồi là tốt rồi. Lại đánh em nữa là đánh đấy. Không dám, sợ em cắn. Ờ khoan đã. Giám đốc tôi vừa ký kết hợp đồng mua bán. Sắp ký hợp đồng mua nhà rồi. Ồ vậy à? Vâng, tôi xem xét. Đây không phải giám đốc điều hành của tập đoàn Hoa Phong sao? Sao cũng không báo trước vậy cô Diệp? Tôi thấy được gì vậy? Người làm rung động cả giới bất động sản. Diệp Tiểu Thôi lại đến Thiên Dục một mua nhà. Giám đốc Hạ không ngồi yên nổi, liền chạy tới chào Diệp Tiểu Thôi. Xin lỗi nếu gây khó cho anh Diệp. Mong anh Diệp thông cảm. Em là... Vâng, tôi là giám đốc Thiên Dục. Gọi tôi là Tiểu Hạ, anh Diệp, vâng. Cấp trên của Hạ từng nhắc đến Diệp Tiểu Thôi. Trưởng phòng muốn kết nối với Diệp Tiểu Thôi của Hoa Phong. Hạ cũng không dám hướng dẫn chuyện rẻ tiền. Trực tiếp cho biệt thự của Diệp giảm 30%. Không có việc gì mà lạ lợi hoặc lừa gạt. Sếp của chúng tôi ngưỡng mộ Diệp Tiểu Thôi từ lâu. Ưu đãi này coi như giao du với anh Diệp. Giao du được.
nhưng với tôi Diệp tiểu thôi, vài tỷ cũng không thiếu. Yên tâm anh Diệp, chỉ là giao du thôi. Sếp tôi cũng không có ý khác. Vậy cảm ơn sếp của các cô. Diệp tiểu thôi ký xong hợp đồng, cùng Vương Diên Nhiên rời Thiên Dục một. Lúc này trên mặt Vương Diên Nhiên vẫn còn đỏ, bởi vì giấy tên trên hợp đồng là của cô ấy. Em trai ơi, em xin lỗi nhé, anh đã bỏ ra vài tỷ để mua biệt thự cho em. Em trai coi trọng em quá, em vui lắm. Yêu em trai quá. Cảm xúc của chị dành cho anh đã vượt ngưỡng 100%. Chúc mừng anh giải khóa danh hiệu tình yêu chân thành, nhận phần thưởng 50 tỷ tiền mặt, cổ phần 60% công ty Mộng Giao Vu Nghiệp. Anh xem qua, công ty Mộng Đao, hơi thất vọng đấy. Chỉ là công ty nuôi dưỡng Sitozimer nhỏ và giải trí, giá trị 8 tỷ, 60% cổ phần là 4,8 tỷ. Còn ít hơn tiền mặt 50 tỷ từ hệ thống, anh sẽ báo với giám đốc, thư ký Lý Gia Huệ mua lại toàn bộ cổ phần của họ. Chỉ 8 tỷ thôi mà, anh cũng không thiếu tiền đâu, anh nhớ hệ thống từng thưởng. 10 bài hát song song, sẽ còn thưởng nữa đó. Đúng rồi, anh có thể xây dựng công ty này từ một công ty nuôi Sitozimer nhỏ thành tập đoàn giải trí hàng đầu. Nghĩ tới anh cảm thấy vui vẻ. Sau chuyện ấy, đến ngày hôm sau buổi chiều, anh trở về sau, cũng đến lúc tiệc chào mừng sinh viên mới. Chỉ riêng tại phòng thể dục đã có hơn 2.000 người, toàn bộ hội trường đông nghịt người. Một màn qua màn, tiết mục qua đi, sắp đến lượt Diệp Tiểu Thôi lên sân khấu. Ông chủ có tự tin không? Tới lượt anh rồi đấy. Ừ, em biết mà, tiết mục của anh còn không có nhạc nữa. Đừng lo, tiếng hát của tôi vẫn hơn hết thảy. Tiếp theo là Diệp Tiểu Thôi khoa kinh tế trình bày bài đêm hợp. Diệp Tiểu Thôi hát à? Em tò mò quá. Phải rồi, chưa biết Diệp Tiểu Thôi có biết hát không. Người này quá hoàn hảo rồi. Cuối cùng đến em trai rồi, chưa từng nghe em hát bài nào cả. Đến lượt anh rồi đấy. Hi hi, Diệp Tiểu Thôi, tôi đã xóa hết nhạc nền phía sau rồi đấy. Chỉ còn chờ mày thảm họa trên sân khấu thôi. Hoàng Hồng Lượng biết tiếng tăm của Diệp Tiểu Thôi nên không dám đối đầu trực tiếp, chỉ dám làm một vài trò nhỏ phía sau hậu trường. Anh bạn xin lỗi. Âm thanh của anh có vấn đề, phía sau đang cố gắng khắc phục. Vậy không cần âm thanh rồi. Ở đó có cây đàn piano không? Tôi dùng cái đó. Bạn ơi, cây đàn kia dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp đây. Anh biết sử dụng không? Nghe nói cây đàn đó giá trị lắm đấy. Đừng làm hỏng đàn khi biểu diễn, làm ảnh hưởng giá trị của nó. Tôi biết sử dụng được, chắc chắn rồi đây. Cùng tài năng âm nhạc, phải dùng tới đây. Hôm nay là dịp tốt để phù diễn. Theo hướng dẫn của hệ thống, bài đêm hợp rất nổi tiếng song song. Một tia sáng chiếu vào Diệp Tiểu Thôi. Ngón tay thanh mảnh của Diệp bắt đầu vuốt ve trên những phím đàn. Âm thanh tiền họa khởi đầu, tất cả mọi người đều phát ra tiếng ngạc nhiên. Âm nhạc mê hoặc truyền khỏi cây đàn. Nét mặt Hoàng Hồng Lượng tê liệt. Cậu ta còn biết chơi đàn nữa à? Nhạc gì vậy? Lần đầu nghe thấy. Thật tuyệt vời, nhạc này tôi cảm thấy xứng đáng đi đoạt giải rồi. Diệp Tiểu Thôi thể hiện bài hát một cách sâu lắng, giọng hát trầm ấm khiến lòng người lâng lâng. Trong ánh đèn, nét mặt góc cạnh của Diệp Tiểu Thôi, nhiều cô gái dưới sân khấu mê mại nhìn. Cùng với những lời cuối của bài hát, toàn thể khán giả reo vang và vỗ tay inh ỏi. Thật tuyệt vời phải không? Diệp Tiểu Thôi quá tài năng rồi. Đúng, bài hát quá cuốn hút. Toàn thể khán giả hóng máu rồi. Chỉ có Hoàng Hồng Lượng không vui. Ô, Hoàng Hồng Lượng nhìn thấy thần tượng của mình lên sân khấu dâng hoa cho Diệp Tiểu Thôi, lòng tan nát khôn tả. Ban đầu muốn làm Diệp nhục, nhưng không ngờ Diệp biểu diễn hay quá. Tiểu Thôi anh hát hay quá đấy. Em dâng hoa này cho anh. Mọi người xem nào, sinh viên xinh đẹp Trần Vũ Tuyết lên tặng hoa. Sao ánh mắt con gái em buồn thế? Thương em quá, trái tim em tan nát rồi. Không ngờ cô ấy lại dâng hoa cho người đàn ông trước mặt mọi người. Trần nữ sinh trường ta cũng dám. Tôi biểu diễn mà còn có người dâng hoa. Cảm ơn nàng tiên nhỏ đã tặng hoa. Miệng em nói vậy thôi, em tặng vì anh hát hay thôi. Em không tặng người khác đâu. Trần Vũ Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ công khai dâng hoa cho đàn ông. Vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Vậy tôi cảm ơn hoa của cô gái nhỏ này. Dưới khán giả không phải chỉ có Hoàng Hồng Lượng mà cả Vương Diên Nhiên cũng đang đen mặt. Ơ, ôi, vậy tôi cảm ơn hoa của cô gái nhỏ này. Dưới khán giả không chỉ Hoàng Hồng Lượng mà cả Vương Diên Nhiên đang cầm theo hoa lên sân khấu. Ô,
Ơi. Ôi. Em trai anh hát hay quá đấy. Em cũng lên tặng hoa cho anh này. Lúc này, Vương Diên Nhiên nhìn về phía Trần Vũ Tuyết với ánh mắt thù địch. Những tia nhìn ghen tuông lan khắp sân khấu. Hoa em đẹp hơn. Diệp Tiểu Thư cầm hoa của em đi. Hoa em mới mua tươi hơn kìa. Hoa của cô ấy đã héo rồi đó. Diệp Tiểu Thư ngồi chân não trong hai tia nhìn nóng bỏng. Sao vậy nhỉ? Sao Trần Vũ Tuyết cũng lên sân khấu dâng hoa vậy? Từ trước tôi nghe là đồn mà thôi. Không ngờ lại là thật. Trời ơi! Cả hai mỹ nhân cùng lên dâng hoa cho Diệp Tiểu thôi. Bảy giết tôi cũng. Cảm giác hôm nay không ổn đâu. Mùi thuốc súng quá nặng. Diệp Tiểu thôi có vẻ lúng túng lắm. Gấp gáp xử lý tình huống. Hậu si của các cô quả là thơm hiền nhỉ. Hoa của em gái cũng thơm phức lắm đấy. Trẻ con mới chọn một bên. Tôi muốn cả hai đó. Chỉ thấy Diệp Tiểu thôi cầm hai bó hoa chạy lên sân khấu nhanh thần tốc. Diệp Tiểu Thôi mới ra khỏi hội trường, đã thấy Niêu Thiên Tự và Kim Diệp hai người, trông có vẻ như là thủ lĩnh đang chờ đợi bên ngoài. Hai người thấy Diệp Tiểu Thôi, lập tức phóng tới chạy nhanh. Diệp Tiểu Thôi, đây là quà xin lỗi của gia đình tôi và nhà Kim Diệp. Việc làm ăn của nhà thế nào rồi? Kể từ khi rời khỏi Hoa Phong, hầu như không có nhiều đơn hàng. Kể từ khi Hoa Phong công khai cắt đứt hợp tác với hai gia đình, các tập đoàn khác cũng đồng loạt chấm dứt hợp đồng. Ai cũng sợ Hoa Phong phản ứng mà. Vụ việc tại buổi tiệc tùng hôm nay anh có biết chứ? Tiểu đệ nghe đồn rồi. Vâng, em cũng nghe đồn, có lẽ là do người tên Hoàng Hồng Lượng làm trò ấy. Giám tác oai bạo quyền với Diệp Tiểu Thôi, thật khó coi quá đi. Đừng lo anh Diệp Tiểu Thôi, giao việc này cho hai em. Diệp Tiểu Thôi là người cả Lưu Ca phải ngưỡng mộ. Hoàng Hồng Lượng dám chọc giận Diệp Tiểu Thôi, quả là hồ đồ quá rồi. Nếu xử lý được sự việc, có thể được Diệp Tiểu Thôi trân trọng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Thiên Tự lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Diệp Tiểu Thôi trở về ký túc xá, định xem video của Chu Tiểu Điền thì nhận được cuộc gọi của Vương Diên Nhiên. Sao em? Em trai, anh chạy nhanh quá đấy. Học chị đừng giận, lúc đó bụng anh đau lắm. Phải đi vệ sinh gấp. Không tin anh nhìn em để làm gì? Anh thích cô bé Trần Vũ Tuyết phải không? Không đâu em à, Vũ Tuyết về sau em sẽ làm vợ chính đấy. À thật hà thì em cũng đu, em sắp có sinh nhật rồi đấy. Tối nay mọi người đi ăn uống, em bạn cũng dẫn bạn trai đến hết rồi. Anh cũng để nhé. Vâng, anh em đi trước đã. Anh sẽ đến muộn hơn. Vậy xác định rồi nhé. Chớp mắt thời gian đã đến giờ tiệc sinh nhật, Vương Diên Nhiên cùng bạn cùng phòng quyết định đến tiệc tại khách sạn Lực Sinh. Em Diên Nhiên, Diệp Tiểu Thôi sẽ đến chứ? Ừ, anh ấy cũng sẽ tham dự mà, nhưng có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Văn Tiên cũng hơi rung động với Diệp Tiểu Thôi, từ lúc sự cố đầu năm kia mà hắn lừa bạc em ấy, nhưng chỉ dám âm thầm thôi, không đủ can đảm mà tỏ tình. Này, bạn trai các em cũng sắp tới rồi đấy. Diên Nhi em đến rồi, chờ đã lâu chưa? Chúc mừng sinh nhật em Diên Nhiên. Bất ngờ Diên Nhiên thấy không mong muốn, gương mặt liền đổi sắc. Sao anh lại tới? Em tưởng em không mời anh đâu. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Bạn bè qua sinh nhật mà không đến sao được. Mọi người khởi đi vào trong đi. Tôi muốn lắng nghe giới thiệu về tiệc tùng này nè. Văn Thiên cũng có hơi rung động Diệp Tiểu thôi, nhưng chỉ dám âm thầm mà thôi, không dám chủ động tỏ tình. Bạn trai các em cũng sắp đến rồi. Tối nay phải tìm cách thu phục được Vương Diên Nhiên. Nhân viên, tôi có thẻ bạch kim của khách sạn Lực Sinh đây. Nhớ đúng không? Thẻ bạch kim Lực Sinh. Mỗi năm có 3 lần quyền lợi rượu vang trị giá 50.000. Hôm nay bạn tôi sinh nhật, tôi dùng một lần nhé. Cha tôi phải bỏ ra 100.000 mới làm được thẻ bạch kim của khách sạn này. Quyền lợi này không thể bỏ phí được. 100.000 để làm thẻ này cũng quá tốn kém rồi đấy. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, ngoại trừ Vương Diên Nhiên. Bởi vì thẻ bạch kim trước mắt kia quá kém so với thẻ kim cương của Diệp Tiểu Thôi, sự chênh lệch quá lớn. Lục Côn chỉ mong mỏi sự ngưỡng mộ, nhưng không ai thèm để ý đến hắn. Tại sao họ không ngạc nhiên chứ? Đám sinh viên này không phải chưa thấy thế giới sao? Kịch bản không theo chiều hướng này đâu. Không phải đó Nhiễm Ngọc sao? Em nghe nói nhà cậu ấy đang sửa biệt thự phải không? Vâng, đã sửa được một nửa rồi. Ồ, lúc này em cũng thấy xa công ty tí, ở đó có chút bất tiện, cho nên em cũng mua nhà ở Hoa Phong Địa Ốc rồi. Tập đoàn Hoa Phong Địa Ốc, sao cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ? Không phải gia đình em trai có cổ phần ở tập đoàn Hoa Phong sao? Ở trường nhiều người đều biết đấy. Lúc con cảm nhận được sự quan tâm của Vương Diên Nhiên và mọi người, trong lòng hưng phấn không ngừng. Nhưng biệt thự em mua khác với các bạn đấy. Nhà cửa em mua là do gia đình tặng, dùng làm nhà cưới. Biệt thự của Hoa Phong Địa Ốc giá không hề rẻ đâu. Chỉ có thể mua biệt thự liền kề thôi. Không ngờ Lục Côn lặng lẽ mua được biệt thự riêng biệt ở Hoa Phong Địa Ốc. Biệt thự riêng của Hoa Phong Địa Ốc phải rất đắt tiền nhỉ? Không quá 100 triệu đâu. Dù sao cũng chưa trả nợ xong đâu. Mỗi tháng vài chục triệu vẫn ít, đối với tôi không đáng kể đâu. Cổ đông của tập đoàn Hoa Phong, chúng ta cũng quen một người. Quý khách, rượu của anh. Mọi người, đây là đặc quyền chỉ dành cho thẻ bạch kim của khách sạn do Lục Sinh tặng, trị giá 58.888 đồng. Lúc Lục còn nói chuyện, chợt thấy có người khen ngợi trên màn hình. Ngoại hình điển trai giống anh chàng trong game. Và trong. Chào mừng, dám dám vậy.
Người này là ai vậy? Đây là bạn trai em, Diệp Tiểu Thôi. Gì mà Diên Nhiên lại có bạn trai rồi? Mà tôi đuổi em bao nhiêu năm, vẫn bị thằng bé này đánh bại. Giờ tôi muốn xem năng lực của thằng bé này. Anh bạn, gia đình anh làm gì? Lý Kiếm nghe không thích Lục Quân khoa trương, nên lên tiếng trước. Bạn trai em là cổ đông của tập đoàn Hòa Phong. Bạn trai em, căn nhà cậu ấy mua cũng là tài sản của gia đình em, chứ không phải của cậu đâu. Cổ đông của tập đoàn Hòa Phong, đấy là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất thành phố. Nếu tôi nhớ không lầm, giá trị tập đoàn Hòa Phong hàng nghìn tỷ. Tập đoàn Hòa Phong có thể nói là một trong những ông lớn bất động sản của thành phố. Không ngờ chàng trai trước mắt nhà mình lại là cổ đông của tập đoàn Hòa Phong. Quá hung hồn rồi đấy. Nhiều người đàn ông đều bị sửng sốt. Diệp Tiểu Thôi cũng chưa tiết lộ mình là chủ tịch ý chết của Hòa Phong. Sợ thật ra bọn họ quá kinh hoàng. Vậy mọi người ăn đi, đã tới giờ rồi. Lục Con hiện rất xấu hổ. Nãy giờ còn khoe khoang trước Diên Nhiên mình mua được biệt thự ở Hòa Phong. Nào ngờ bạn trai của Diên Nhiên lại là cổ đông Hòa Phong. So sánh với Diệp Tiểu Thôi, khiến Lục Con thấy mình thua xa quá. Rượu của anh Diệp có thể khai thác ngay chứ? Rượu này giá mấy chục ngàn, nhãn hiệu rượu này không phải khó tìm lắm sao? Cha tôi từng muốn mua một chai, nhưng bị từ chối, nói không bán ra bên ngoài. Mà bây giờ lại lôi ra ba chai liền. Rượu của tôi 5 vạn một chai, so với ba chai này quá nhỏ bé rồi. Sức mạnh thật sự của chàng trai này còn rất đáng sợ. Mọi người yên tâm, đừng khách sáo, tận hưởng bữa tiệc đi. Em trai phí phạm quá đấy. Em thích là được rồi. Toàn bộ khách sạn Lực Sinh đã được gom phòng hết. Mọi người vui vẻ là được. Đừng lo em sẽ tiêu pha quá đáng đâu. Em vui anh là vui rồi. Đối với anh những thứ này không đáng kể đâu. Tôi cũng nghe tiếng Diệp Tiểu Thôi trước đây. Nhìn thấy hôm nay, quá ngoài sức tưởng tượng hơn cả tin đồn. Nếu là em ngồi cạnh Diệp Tiểu Thôi thì tuyệt biết mấy. Bây giờ bên cạnh Diệp Tiểu Thôi đã có Diên Nhiên rồi. Em nghĩ anh ấy không thèm để ý đến em đâu. Tôi nhớ không lầm, phòng này chắc là phòng VIP 95 của Lực Sinh. Hà Nhuận nhận rộng. Biết phòng VIP 95 của khách sạn Lực Sinh chỉ dành cho thẻ kim cương. Nếu em nhớ không lầm, phòng VIP 95 không cho thuê bên ngoài đâu. Theo tin đồn, phòng VIP 95 chỉ dành cho chủ khách sạn thôi. Thì ra là chàng trai trước mặt là chủ khách sạn Lực Sinh sao? Bạn cùng phòng của Diên Nhiên lại tìm được người bạn trai mạnh mẽ như vậy. Lúc này Hà Nhuận thấy sáng mắt ra. Trước giờ em cứ nghĩ Diên Nhiên không biết phân biệt. Gia đình Lục Con giàu có như vậy mà còn coi thường cậu ta. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng cười. Hệ thống chúc mừng anh giải khóa cụm từ gây sốc người đọc, nhận phần thưởng một công ty bảo vệ. Phần thưởng lần này cũng hay nhỉ. Dù có tiền đến đâu mà không có người bảo vệ cũng bất tiện đấy. Xem giải thưởng. Công ty bảo vệ Hòa Phong có 150 nhân viên bảo vệ. Tất cả đều là cựu quân nhân đặc nhiệm. Ngoài ra toàn bộ nhân viên đều trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Hệ thống đã đưa công ty bảo vệ vào tập đoàn Hòa Phong rồi. Lại là lực lượng đặc nhiệm nữa, hệ thống quá tốt. Đúng là quá mạnh rồi. Hệ thống quá tuyệt vời. Sau bữa tiệc sinh nhật hôm qua, sáng hôm sau Diệp Tiểu Thôi nhận được điện thoại. Anh Diệp, công ty bảo vệ Hòa Phong đã phái 7 vệ sĩ hàng đầu, luôn sẵn sàng, bảo vệ anh nhanh chóng, xin anh chỉ thị. Âm thanh trong điện thoại rắn giỏi quá, khiến Diệp Tiểu Thôi cảm thấy người này có sức mạnh. Làm tốt đấy, bảo họ bí mật bảo vệ tôi. Tôi sẽ ghé thăm công ty bảo vệ. Nhận được, toàn bộ nhân viên công ty bảo vệ sẵn sàng phục vụ anh, chờ anh ghé thăm. Thái độ làm việc của giám đốc công ty bảo vệ Trung Quân rất tốt. Vâng. Sao rồi anh nhỉ? Hôm nay đi xem phim với em được không? Em mặc đồ đẹp lắm đó. Được chứ, tất nhiên rồi. Giờ anh cũng rảnh, anh qua trường học đón em nhé. Vâng, ok đấy, anh đến trước đón em nhé. Sao tôi hôm nay vẫn chăm sự sung túc vậy ta? Cái gì thế nhỉ, Dương Dương mặc đẹp thế này đi đâu vậy? Tôi tất nhiên là đi làm mà. Không thì còn làm gì nữa. Sao em làm thêm mà lại mặc đẹp thế? Thành thật kể coi, có phải đi gặp ông chủ kia không? Tôi không quan tâm gì đâu. Tôi chỉ tò mò ông ấy trông như thế nào thôi. Có đẹp trai như em nói không? Đi đi đừng ở đây làm tỏi ó đấy. Ôi em còn biết ngượng nữa á. Em xem em bây giờ thành ra sao rồi. Em cũng là bông hoa mà. Sao giờ lại đi bám người ta vậy? Tôi là bạn thân của Dương Dương. Thật không muốn thấy Dương Dương bị cuốn quá sâu. Nhưng gã giàu có nhà giàu kia chỉ thích ngoại hình của Dương Dương thôi mà. Dương Dương à, em phải cẩn thận đấy. Đừng hết lòng với ông chủ kia chứ. Sợ chi? Đây có phải là ông chủ của Dương Dương không? Trời ơi! Ngoại hình đẹp như từ truyện tranh ra vậy. Đẹp quá phát xanh đấy. Không lạ gì Dương Dương say mê. Tôi cũng muốn thôi mà.
ông chủ chúng ta xem phim ở đâu vậy? Đi dạo quốc tế đi. Vớ dạp đó cũng do ông chủ sở hữu à? Em không muốn xem phim sao? Anh đã mua hết. Ồ, thật không? Ông chủ thật tử tế, em xích tin luôn đấy. Em mặc đẹp thế này làm sao vậy? Mặc cho đẹp khi gặp ông chủ mà. Em không sợ anh lừa dối tình cảm em sao? Đừng nghe bạn ở chung nói xấu, nó cũng lo cho em thôi. Dù sao thì em cũng buồn nếu ông chủ lừa em đấy. Thôi được rồi, anh không lừa dối tình cảm em đâu. Trước mặt rồi. Lúc này dạp quốc tế đang rất đông đúc, lượng khách hàng rất đông, bên trong dạp đã ồn ào náo nhiệt. Chào ông Diệp. Phòng VIP còn không? Còn ông Diệp ạ. Để tôi sắp xếp cho anh một buổi chiếu phim. Sau khi xem phim xong, Diệp Tiểu Thôi và Tô Dương Dương vừa bước ra khỏi dạp thì nghe thấy tiếng cãi vã. Tôi thấy cô không muốn phục vụ thêm nữa đâu. Thưa ngài, dạp chiếu phim của chúng tôi thực sự không có thông tin gì về phòng VIP nào thuộc về ngài cả. Đừng nói với tôi những chuyện vô nghĩa đó. Tin hay không, tôi chỉ cần nói một câu là có thể bắt cô thu dọn đồ đạc ra khỏi đây. Chủ của cô còn nói với cô đâu. Khuôn mặt của tôi, Diên Hướng Bân, chính là thông hành chứng nhận. Ở đây luôn có một phòng VIP dành riêng cho tôi. Gã Diên Hướng Bân này là khách quý của cựu chủ dạp, gia đình anh ta có tài sản hàng trăm tỷ, thường xuyên cùng một nhóm phú hộ con nhà giàu đến đây thuê cả phòng VIP để xem phim. Ai cho anh can đảm đến đây gây sự vậy? Mày tính là cái khỉ gì mà dám nói chuyện với tao như thế? Tin không, tao cho mày đẹp mặt. Thấy Diên Hướng Bân sắp lao tới, thì chợt trong nháy mắt có vài gã đàn ông mặc VC xuất hiện, vài tay cơ bắp với ánh mắt sắc sảo khiến Diên Hướng Bân và những người khác không dám lại gần. Tất cả cút hết cho tao. Này, mày có tư cách gì bảo chúng tao đi ra ngoài? Tao là hội viên cao cấp ở đây. Số dư trong thẻ của tao còn hơn 100 triệu nữa đó. Mày tính là cái thá gì mà dám đuổi tao ra ngoài? Tao nói cho mày biết đó, tao với chủ của dạp này quen biết. Tin không, tao chỉ cần nói một câu là có thể đuổi hết bọn mày ra ngoài. Thu hồi thẻ của hắn đi, rồi trả lại cho hắn 20 triệu và chúng nó không bao giờ được bước chân vào cánh cửa này nữa. Tại sao? Mày có tư cách gì? Tại sao ư? Tại vì tao là chủ nhân. Tao ở không đây. Có tư cách à? Tao có tư cách lắm chứ. Tao có tư cách rồi, nhiều lắm luôn. Đưa chúng nó vào danh sách đen, tất cả các dạp chiếu phim liên hoàn đều cấm chúng nó vào. Diên Hướng Bân cảm thấy bản thân bị sỉ nhục lớn, muốn tìm cái hố để chui xuống. Mấy gã phú hộ con nhà giàu phía sau cũng bị vệ sĩ của Diệp Tiểu Thôi dọa cho không dám lên tiếng. Diên Hướng Bân nhìn chàng trai xuất chúng trước mặt, cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cảm thấy bản thân lại hành xử thiếu suy nghĩ. Thu hồi thẻ của tôi đi. Nhưng cậu đã làm tôi mất mặt ở đây. Vậy cậu muốn thế nào? Được rồi, hoàn trả lại thẻ cho tôi đi. Nhưng cậu đã làm tôi mất mặt ở đây. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi diễn hài không thiếu tiền. Cậu phải xin lỗi tôi đi, rồi chúng ta quên chuyện này đi. Hôm nay tôi sẽ đợi cậu đấy. Ta sẽ xem cậu có thực lực buộc tôi phải xin lỗi hay không. Các anh cứ xuống trước đi. Chúng ta ra ngoài giải quyết, đừng ảnh hưởng tâm trạng khách hàng của tôi. Nhóm người nhanh chóng ra khỏi rạp chiếu phim, ra đến phố đi bộ. Xem chàng trai trẻ đó là ông chủ mới của rạp. Và có cả vệ sĩ bảo vệ, chắc chắn không đơn giản. Tôi không nghĩ vậy. Ông chủ mới này có lẽ sẽ gặp rắc rối đấy. Phải đấy, mấy đại gia kia là thành viên của câu lạc bộ siêu xe LCCC cơ mà. Gia đình có tài sản hàng tỷ đô. Nghe Diện Tương Bân là thành viên LCCC. Mọi người im lặng. ACCC là câu lạc bộ siêu xe ở Ma Đô, thành viên đều giàu có hoặc quyền lực, đơn gia nhập ít nhất phải sở hữu một siêu xe triệu đô. Cậu có biết không, cậu đã gây sự với ACCC rồi, sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Anh, em nghe nói về câu lạc bộ đó rồi. Rất nổi tiếng mà. Yên tâm đi, có anh ở đây mà. ACCC thì có sao, dám làm gì tôi. Tôi nói cho cậu biết, giá trị của tôi cả đời cậu cũng không đủ để chạm tới. Câu lạc bộ của chúng tôi kinh doanh giải trí, bất động sản, tài chính và nhiều lĩnh vực khác, chứ không phải một ông chủ dạp nhỏ như cậu mà có thể đe dọa tôi được. À, xin lỗi tổng giám đốc, tất cả là lỗi của tôi. Ha 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 ha, xin lỗi là xong à. Bắt tên Diệp này, phải lập tức xin lỗi tôi ngay bây giờ. Là một ông chủ, tôi nhất định sẽ bênh vực nhân viên của mình. Ô, từ điển của tôi, Diệp Tiểu Thôi, không có từ sợ. Diện Tương Bân cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, toàn thân muốn nổ tung vì tức giận. Đợi đấy, tôi đã gọi anh họ rồi. Rồi xem lúc đó cậu còn hỗn láo nữa không. Hừ, tôi sẽ đợi ở đây. Ai dám khi dễ thành viên ACCC của chúng tôi? Còn có thể là ai nữa? Chắc chắn là tôi rồi. Cậu thật là ngông cuồng, còn dám ngồi đây ngạo mạn. Có vẻ như cậu không phải dạng vừa đâu. Cậu là ai? Tôi là ai à? Tôi là người mà cậu không nên chọc giận đấy. Thật ngông cuồng và bá đạo, nhưng sự liều lĩnh cũng cần có thực lực chứ. Chỉ với cậu. Đột nhiên Vương Hạo, mười mấy thành viên ACCC tiến lên. Họ muốn xem ai dám khiêu khích câu lạc bộ ACCC. Cậu không nhìn nhầm đâu. Trong số mười mấy người đó có cả nhóm đáng ghét kia. Diệp Tiểu Thôi cũng rất ngạc nhiên, sao cứ gặp phải họ ở đâu? Diệp thiếu gia, tôi nghe không nhầm chứ? Lưu Dương Vĩ khinh thường mọi thứ này, lại gọi chàng trai trẻ này là Diệp thiếu gia. Diện tiên sinh, anh không chịu à? Diệp thiếu gia không thể là người mà anh chọc giận được đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chàng trai này lại có thể khiến Lưu thiếu gia bỏ luôn tư cách thành viên ACCC, thậm chí còn chống lại ACCC. Các thành viên ACCC đều sửng sốt.
danh hiệu thành viên ACCC rất đáng tự hào mà. Nhóm người này lại từ bỏ tư cách thành viên, đứng về phía chàng trai trẻ kia, hay là chàng trai này thật sự là người tôi không thể chọc giận? Bạn à, không biết cậu là ai? Hay là cậu cứ xin lỗi cho xong chuyện đi? Vương Hạo nói cũng không cứng rắn nữa, nhưng vì mặt mũi vẫn nói ra. Vương Anh đừng hy vọng nữa. Diệp thiếu gia không phải là người ACCC có thể chọc giận. Diệp thiếu gia là ai vậy? Một mình nắm giữ tài sản hàng trăm tỷ của tập đoàn Hòa Phong, 300 tỷ để mua khách sạn hoàng đế đó. Trong một đêm thâu tóm hoàn toàn, tập đoàn Hòa Phong, một thực thể đáng sợ như vậy, làm sao chúng tôi có thể sánh bằng? Diệp thiếu gia thật sự là rồng gặp nước mạnh lên. Tôi, Vương Hạo, không biết danh tính của Diệp thiếu gia, đã vô tình xúc phạm, mong Diệp thiếu gia tha thứ. Vậy các anh còn bao che cho Diện Tương Bân nữa không? Chúng tôi làm sao dám đối đầu với Diệp thiếu gia? Từ giây phút này, Diện Tương Bân không còn là thành viên của câu lạc bộ ACCC. Sau này tự biết điều đi. Nếu Diệp thiếu gia không còn gì, chúng tôi xin cáo từ trước. Cút khỏi tầm mắt tôi đi. Vâng, Diệp thiếu gia, sau khi biết thân phận thật của Diệp tiểu thôi. Diện Tương Bân đã sụp đổ hoàn toàn. Diệp thiếu gia, tôi sai rồi. Tôi mù quáng không nhận ra ngài. Còn cần tôi phải xin lỗi ngài không? Diệp thiếu gia, ngài nói gì vậy? Tôi phải đền bù và xin lỗi ngài còn không kịp nữa là. Hãy nhớ, ngoài kia vẫn còn người giỏi hơn mình. Ngoài kia vẫn còn núi cao hơn núi. Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Diệp thiếu gia, sau này tôi nhất định sẽ sống thấp bờ dầu phan. Đi thôi, cảm ơn Diệp thiếu gia. À, ra là anh là chủ tịch ý chết Hoa Phong à. Trước đây em có nghe nói về Hoa Phong. Đó là ông lớn trong ngành bất động sản mà. Không ngờ anh giỏi thế, thật bất ngờ quá. Người này là ai vậy? Bố của Diệp thiếu gia là chủ tịch ý chết Côn Dương Địa Ốc, khá nổi tiếng trong ngành bất động sản. Nhưng với Diệp thiếu gia, việc thâu tóm Côn Dương Địa Ốc thật dễ dàng. Côn Dương Địa Ốc cũng là ngành bất động sản. Họ chắc chắn biết thực lực của tôi. Có thể ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng hẳn là đã có động tác ngầm rồi. Cuối cùng, chủ tịch ấy chết Hoa Phong thay đổi, ảnh hưởng đến ngành bất động sản là không nhỏ. Hoa Phong Địa Ốc đã bị nhiều người để mắt tới rồi. Ai có tài sản hàng trăm tỷ, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Dài hơi lâu chủ trương. Trước hết sai công ty bảo vệ thăm dò xem thực lực của đối phương đã. Diệp thiếu gia, anh vẫn chưa đi à? Em vẫn chờ Diệp thiếu gia ở đây mà. Chuyện gì? Là thế này, Diệp thiếu gia, chủ tịch hội đồng quản trị ACCC Trịnh muốn mời anh tới dự tiệc tối. Chủ tịch của các anh chắc chắn tôi sẽ đi à? Chủ tịch chúng tôi nói, chỉ cần nhắc anh ấy là chủ tịch Thiên Du tập đoàn, anh ấy nhất định sẽ tới dự tiệc. Chủ tịch ý chết Thiên Du tập đoàn là ông chủ mua biệt thự ấy, người giảm giá 70% biệt thự cho tôi đó. Biệt thự giảm giá 70% tiết kiệm cho tôi hơn 90 tỷ, chỉ 90 tỷ mà thôi. Mà muốn tôi, Diệp tiểu thôi, nghe lời ông ta à, là coi thường tôi, Diệp tiểu thôi, hay là chủ tịch Thiên Du cho rằng mình có mặt dày? Tuy rằng giá trị thị trường của Thiên Du cao hơn Hoa Phong, nhưng thế thì sao? Cứ trực tiếp nói với ông ta, bảo ông ta đến Hoa Phong mua nhà. Tôi, Diệp tiểu thôi, sẽ giảm giá 50% cho ông ta luôn. Cậu ấy nói vậy á? Đúng là có khí chất thật. Rất mạnh mẽ, không lạ cậu ấy lại có thể nắm quyền tập đoàn Hoa Phong ngay từ khi còn trẻ. Chủ tịch ý chết Thiên Du không hề có hiềm khích vì chuyện này. Trái lại, còn quan tâm Diệp tiểu thôi nhiều hơn. Nếu như có thể đưa cậu ấy vào câu lạc bộ ACCC, chắc chắn sẽ càng thêm thú vị. Anh Lô, Giai Huệ này, anh đang ở giáp quốc tế, qua đón anh đi công ty nhé. Em đang bận công việc quá. Nghe điện thoại, Lý Giai Huệ hơi mỉm cười. Dù rằng chính bản thân em, công việc của tôi đều bận rộn không xuể. Ông chủ tịch Diệp, sao mọi việc giao cho tôi làm hết thế? Ông Diệp, đó không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Hừ hừ, từ hôm nay, cô được thăng chức. Không chỉ là trợ lý chủ tịch tập đoàn Hòa Phong, còn là thư ký riêng của tôi. Lương tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô ngay. À, vâng, ông Diệp. Ông Diệp thật là tùy hứng. Trợ lý chủ tịch cũng thuộc cấp cao của tập đoàn mà. Lương không thấp đâu, nói tăng gấp đôi là tăng ngay. Lý Giai Huệ nhận lời ông Diệp tiểu thôi, lập tức lái xe tới cổng tập đoàn Hòa Phong. Hai người vừa xuống xe, chưa kịp đi tới cổng, đã thấy một người đàn ông âu phục, ôm một bó hoa tươi lớn. Gia Huệ, cuối cùng anh cũng đợi được em. Buổi chiều làm việc dễ buồn ngủ, anh đặc biệt mua cà phê tặng em để tỉnh táo, còn tặng em một bó hoa tươi. Cảm ơn anh, Đàm Nghệ, em không thích hoa, cũng không buồn ngủ, cảm ơn sự quan tâm của anh. Anh cầm về đi. À không sao, anh vẫn để ở cổng vậy. Em muốn uống thì lấy đi. Đàm Nghệ vẫn không biết xấu hổ, dù bị từ chối nhiều lần. À, anh là ai? Sao anh có thể uống cà phê của tôi? Bạn à, cà phê của cậu còn kém xa đấy. Lần sau nhớ mua nước có ga nhé. Đã gặp người vô lễ, nhưng chưa thấy ai vô lễ đến thế này. Uống cà phê của tôi cũng được, nhưng còn dám chê bai. Cà phê của tôi kém cỏi à? Này, anh là ai? Ai cho phép anh uống cà phê của tôi? Cà phê này tôi mua tặng Gia Huệ mà. Đàm Nghệ tức giận đến phát điên. Bản thân đang theo đuổi mỹ nhân, kết quả lại bị một tên ám kim chen ngang. À, tôi là em trai của Lý Gia Huệ, tiểu thôi đây. Gì cơ? Chàng trai vô lễ trước mặt. Hóa ra lại là em rể tương lai của tôi. À ra là tiểu thôi.
đã lớn thế này rồi à? Còn nhớ hồi nhỏ anh còn bồng ấm cậu không? Anh xem, anh không nhận ra cậu. Gia đình họ Lý thật may mắn về gen. Toàn là trai tài gái sắc. Muốn uống nước có ga. À phải rồi, anh đi mua ngay đây. Định tán gái nhưng tán nhầm anh rồi. Đến tập đoàn Hòa Phong còn đuổi theo anh nữa. Mà không cho thằng nhóc đó một bài học sao được chứ? Sau này không cho phép nó tiếp cận tập đoàn Hòa Phong. Thấy nó, đuổi ngay. Vâng, ông Diệp. Ông Diệp, ông chủ tịch Diệp. Chàng trai này ấy phong quá. Nhưng trông đẹp trai thật đấy. Chắc là con trai của ông chủ tịch. Đừng nói bậy, cậu mới vào không biết đâu. Ông chủ tịch Diệp. Chàng trai này ấy phong quá. Nhưng trông đẹp trai thật đấy. Chắc là con trai của ông chủ tịch. Đừng nói bậy, cậu mới vào không biết đâu. Người vừa rồi chính là ông Diệp, chủ tịch mới của tập đoàn Hòa Phong. Nghe nhân viên cũ nói. Nhân viên mới trợn mắt kinh ngạc. Tôi nghe không lầm chứ? Chàng trai trẻ tuổi ấy là chủ tịch của tập đoàn Hòa Phong à? Điều này thật khó tin. Tôi luôn nghĩ với tập đoàn lớn như Hòa Phong, dù chủ tịch trẻ tuổi giỏi giang nhất cũng phải 40, 50 tuổi. Không ngờ lại trẻ đến thế. Trông còn nhỏ hơn tôi nữa. Đừng đánh giá ông Diệp theo tuổi tác. Phong cách làm việc của ông ấy rất mạnh mẽ, quyết đoán. Tóm lại ông ấy rất giỏi. Sau lời của nhân viên cũ, các nhân viên đều trở thành fan của Tiểu Thôi. Ông Diệp hoàn toàn giống đại gia đình truyện tranh ấy. Tiểu Thôi ngồi trên ghế của ông chủ, ngắm nhìn phòng làm việc sang trọng dành riêng cho mình. Thiết kế phòng làm việc độc đáo, vừa xa hoa vừa không rườm rà, cổ điển nhưng lại phóng khoáng. Tiểu Thôi nghe xong báo cáo công việc của Lý Gia Huệ, rút ra một kết luận. Trợ lý của tôi thật là xinh đẹp. Làm sếp cũng chưa tặng quà cho cô. Coi như bó hoa này là quà chào mừng nhé. Tiểu Thôi mượn hoa tặng Phật. Cầm bó hoa vừa lấy được từ Đàm Nhất. Cảm ơn sếp nhé. Nhận lời tôi đi, cô là người của tôi mà. À, Lý Gia Huệ không dám. Tin những gì mình vừa nghe. Ý tôi là cô là thư ký riêng của tôi. Sau này xin nghỉ cần báo tôi. Cuối cùng tôi cần cô ngày 24 tháng 7 mà. Nhớ là chỉ về công việc thôi nhé. Đương nhiên rồi. Hay cô nghĩ tôi muốn ăn cháo mà không có bát à? Đừng nói lung tung. Anh là sếp mà. Gia Huệ à. Cảm giác ông Diệp có vẻ đào hoa lắm. Dù ông Diệp thật sự rất trẻ tuổi và tài giỏi, nhưng Gia Huệ biết mình không xứng đôi với ông ấy. Điều đó cô rất rõ. Thôi đủ rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Tôi còn việc. Đã sắp xếp nhân sự xong, ông Diệp ạ. Mỗi cô gái được bố trí 7 vệ sĩ. Họ sẽ bảo vệ âm thầm, không tiết lộ danh tính. Rất tốt, cảm ơn các anh. Mỗi người thưởng 100 triệu tiền công. Cảm ơn ông Diệp. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Sau khi cúp máy, Tiểu Thôi bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhìn quanh nhưng không thấy gì bất thường. Có chuyện gì không? Sao tôi cứ có cảm giác bị theo dõi nhỉ? Hay tôi nghĩ nhiều quá? Từ khi hệ thống tăng cường, thể chất và giác quan của tôi, thính giác và thị giác đều được nâng cao rõ rệt. Tín hiệu nguy hiểm như thế chắc chắn không thể nhầm. Hay tôi đang bị ai đó theo dõi? Có vẻ cần điều tra điền dương địa ốc. Tiểu Thôi đang lái xe đến trường thì nhận được điện thoại của Lâm Lăng Linh. Tiểu Thôi, nghỉ lễ mình cùng đi chơi nhé. Mình cùng đi xem ca sĩ nổi tiếng Dương Nguyễn Minh nhé. À, tớ à, tớ về nhà nghỉ lễ không có thời gian đâu. Vậy gặp nhau vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nhé. Lúc đó chắc chắn cậu đã quay lại rồi đúng không? À được. Vậy đồng ý nhé. Không được để tớ chờ đấy. Ca sĩ Dương Nguyễn Minh, tớ có nghe nói qua. Chính là cô ấy, được mệnh danh là nữ hoàng tân thời hay gì đó. Vừa quay lại ký túc xá, Tiểu Thôi đã nghe bạn cùng phòng đang bàn tán sôi nổi. Mày có nghe nói không? Lịch trình của Dương Nguyễn Minh bị lộ rồi. Cô ấy sắp đến thành phố ma thuật này rồi. Chẳng phải chính là Dương Nguyễn Minh mê hoặc vạn chàng trai trẻ đó sao? Đúng rồi, quá tuyệt vời. Xinh đẹp không tưởng. Chỉ sợ nhan sắc hạng nhất này có thể nổi tiếng chỉ nhờ khuôn mặt, chưa kể đến tài năng. Đúng vậy, Dương Nguyễn Minh sắp trở thành nữ hoàng của làng giải trí đấy. Vừa bước vào, Tiểu Thôi đã nghe trộm được cuộc trò chuyện. Vậy Dương Nguyễn Minh mà các cậu nói có tác phẩm nổi bật nào không? Ba người đột nhiên bối rối nhìn nhau, bỗng không biết trả lời thế nào, cũng không nghĩ ra tác phẩm nổi bật nào. Thì à, tóm lại Dương Nguyễn Minh hơn hẳn các nữ ca sĩ đồng trang lứa rất nhiều. Này, tớ thấy nhan sắc Trần Tiêu Hoa cũng không kém Dương Nguyễn Minh mà. Đúng vậy, chỉ có thể nói phong cách khác nhau thôi. Nói về phong cách, tớ vẫn thích phong cách lãnh đạm của Trần Ngọc Tuyết. Cái cảm giác xa cách người lạ, dù sao cũng đều rất xinh đẹp thôi. Không phải bất cứ ai cũng có thể chinh phục được đâu. Sau màn tranh luận nhỏ, Tiểu Thôi chuẩn bị phát triển vân mộng hộ ngư. Người đầu tiên anh nghĩ tới là Dư Thừa An An từng live stream. Anh Lộc, An An, anh có công ty giải trí, em có muốn gia nhập không? À, Dư Thừa An An rất vui khi biết anh chỉ hỏi chuyện công việc, cô hơi buồn. Anh Diệp à, em vừa ký hợp đồng với một công ty cách đây vài ngày. À vậy không sao đâu. Vậy cố gắng phát triển nhé. Anh Diệp, anh không có chuyện gì khác muốn nói với em sao? À có vẻ cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh Diệp à, hôm nay em trang điểm đẹp lắm đó.
Ồ, từ lần cuối gặp anh đã không liên lạc với em. Anh không quên em chứ? Anh Diệp à, hôm nay em trang điểm đẹp lắm đó. Ồ, từ lần cuối gặp anh đã không liên lạc với em. Anh không quên em chứ? À, làm sao anh có thể quên em chứ? Mình cùng đi ăn tối nhé. Vậy đồng ý nhé. Anh Diệp, chúng ta đi. Quán lẩu mới nổi tiếng gặp nhau nhé. Anh cũng không muốn thế này. Nhưng cô ấy gọi anh là anh cơ mà. Hoa Hoan. An An, cậu cũng đi ăn lẩu à? Mình cùng đi nhé. Người này theo đuổi An An từ thời trung học. Cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ. Không cần đâu, tớ đang chờ người. Vạn Lịch tức giận trong lòng. Bởi vì hôm nay trưa anh ta mới hẹn An An đi ăn lẩu. Nhưng An An không muốn ra ngoài nên từ chối. Vậy mà giờ lại gặp nhau ở cửa quán lẩu. Vạn Lịch tức giận vô cùng. Vì lịch sự, anh ta đành vào quán một mình. Anh Diệp, anh đến rồi à? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Ồ, mấy ngày không gặp, sao anh đẹp trai thế? Em còn nhận không ra anh luôn. Không đâu, mình vào trong nhé. Cảm giác anh Diệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực lắm. Em chưa hỏi anh Diệp. Anh chủ yếu kinh doanh lĩnh vực gì vậy? Trước đây dư thừa An An biết anh Diệp là chủ nhà hàng Tây Đức Bản Tây. Hôm nay lại mới hay anh có công ty giải trí, nên rất tò mò. Chỉ là một công ty bất động sản không đáng kể. À, công ty không đáng kể à? Dư thừa An An rõ ràng không tin. Đồng hồ mua cũng hàng chục triệu, xe thì siêu xe hàng chục tỷ. Chỉ nghĩ thôi cũng kinh hoàng rồi. Anh Diệp là người kín tiếng mà. Là công ty gì vậy? Tập đoàn Hòa Phong. Em có nghe nói không? À, không nghe nói tới. Nhưng chắc là rất giỏi. Nịnh nọt. Em còn chưa nghe tới sao biết là giỏi. Dù sao em cũng cảm thấy anh rất giỏi. Vậy sau này em mua nhà, anh giảm 7/10 cho. Thật không? Thật đấy, cho không cũng được mà. Em mới không tin đó. Sao vậy, mọi người vui vẻ ăn uống mà. Sao anh cao có thế? Vạn Lịch cũng không giấu giếm gì, kể hết ra. Gì cơ, anh Vạn Lịch cũng thất bại à? Người tài giỏi như anh cũng thất bại à? Đừng vì thất bại nhất thời mà từ bỏ. Anh xem, tối nay anh ở đây, chưa bao giờ thất bại cả. Có câu nói hay, chỉ cần cầm quốc tốt, không có góc tường nào đào không sập. Vậy anh bảo tôi phải làm gì? Anh Kim à, dẫn tôi đi xem thử. Tôi phải xem, cô gái anh thích đẹp đến mức nào. Trời ơi, anh bạn à, không lạ gì anh lại thất bại. Với nhan sắc này, chắc chắn không thể chinh phục chỉ trong một sớm một chiều đâu. Vậy phải làm sao? Anh Kim tất nhiên phải vượt qua thử thách rồi. Đi gặp gỡ anh ta một chút. Khi Kim tiến lại gần và nhìn thấy hình dáng đàn ông đó, anh ta lập tức dừng bước, không dám tiến lên. Chỉ có Vạn Lịch ngốc nghếch lao tới. An An, cậu nói không tiện ra ngoài mà. Vậy sao cậu cũng ở đây ăn lẩu? Trời ơi, tôi thấy cái gì thế này? Người đàn ông đi cùng An An chính là Tiểu Thôi. Đây không phải là nhổ răng hổ sao? À, Tiểu Thôi à, thật may mắn gặp anh ở đây. Anh cũng đang ăn tối à? Hừ, sao? Tàn gái tàn đến tôi à? Tôi nhớ, lần trước anh đã quấy rối nhân viên của tôi phải không? Tiểu Thôi à, xin anh nghe tôi giải thích, là bạn tôi thích cô ấy. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ là người đi đường thôi mà. Có chuyện gì vậy? Thậm chí ngay cả những kẻ thường ngày chờ chén, hôm nay cũng phải cười tình cầu hòa. Có thể thấy địa vị của anh ta cao đến mức nào. Giờ thì đá đúng hòn đá tảng rồi. Vạn Lịch à, tôi không có tình cảm với cậu. Tôi đã có người mình thích rồi. Xin cậu đừng quấy rầy tôi nữa. Hoa Hoan. Nhìn bóng lưng buồn bã của Vạn Lịch khi rời đi, Tiểu Thôi bỗng nghĩ đến câu nói, trên đời có vạn bệnh, chỉ trừ bệnh tình cảm là khó chữa nhất. Tiểu Thôi à, tôi chỉ đi ngang qua. Xin lỗi đã làm phiền. Xin lỗi, xin lỗi. À, anh Diệp à, chàng trai vừa rồi là bạn cấp 3 của em. Gần đây cứ rủ em đi ăn, nhưng em đều từ chối hết. Không cần giải thích với anh đâu, anh tin em mà. Tiểu Thôi cũng hiểu cho An An, bản thân cô ấy đã rất xinh đẹp, có người theo đuổi là bình thường. Sau đó Tiểu Thôi cũng trong ánh mắt day dứt của An An, chúc mừng chủ nhân mở khóa danh hiệu cao thủ tình trường. Đã chuyển khoản 50 tỷ, nhận kỹ năng xem độ thích. Có thể xem độ thích của bất kỳ người khác giới nào dành cho chủ nhân, cũng như thái độ thù địch. Khi độ thích đạt 100%, sẽ nhận thêm phần thưởng, nhận đồ vật thẻ lộc sơ cấp. Lần này hệ thống rộng lượng thật đấy, lại cho tôi nhiều phần thưởng như vậy. Giờ tôi còn có thể xem độ thích nữa. Nhưng tôi muốn làm đàn ông lỗi lạc mà. Cuối cùng hệ thống cũng cho quá nhiều rồi. Tiểu Thôi à, đã xem qua thẻ chưa từng thấy trước đây.
Hệ thống, xem thẻ lộc sơ cấp. Khi thái độ thù địch của kẻ địch đạt 60%, sử dụng thẻ này có thể cướp đoạt tài sản không quá 100 tỷ của đối phương. Cướp đoạt có nghĩa là mua với giá rẻ. À, đây là thứ tốt đấy. Thẻ này chẳng phải là dành riêng cho Điền Dương Địa Ốc à? Yên Quân, cha của Yên Hướng Bần chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhân vật này rất nguy hiểm, có lẽ đã chuẩn bị ra tay với tôi rồi. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hệ thống, sử dụng thẻ lộc để ràng buộc Yên Quân. Độ thù địch của đối phương với chủ nhân chưa đạt 60%. Thẻ không thể sử dụng ngay lập tức. Có muốn tiếp tục ràng buộc không? Ràng buộc. Ràng buộc thành công. Còn thiếu 5% à? Ừ. Ông Diệp, ngày mai ông rảnh không? Ông Lâm à? Lâm Hồng Thiên là chủ tịch cũ của tập đoàn Hòa Phong, đồng thời cũng là cha của Lâm Doanh Doanh. Giờ Hòa Phong đã là tài sản cá nhân của tôi. Không biết ông Lâm tìm tôi có việc gì? Tiểu Thôi à, tôi đã tổ chức một buổi gặp gỡ giới siêu giàu thành phố Ma Thuật. Nếu rảnh, hãy đến ngồi chơi nhé. Ô, đang lo không biết đi đâu để tăng 5% thù địch kia mà. Không ngờ cơ hội tự đến tận cửa. Yên Quân của Điền Dương Địa Ốc có ở đó không? Đừng lo, đây là do tôi sắp đặt. Tôi đã nghe chuyện của các anh rồi. Con cả nhà họ Yên có lỗi trước. Tôi đảm bảo Yên Quân sẽ không xuất hiện đâu. Thế thì không được đâu. Ông buộc phải mời ông ấy. Tại sao? Tiểu Thôi đã nói sơ qua kế hoạch của mình với Lăng Không Thiên. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp máy, trong lòng Lâm Hồng Thiên mồ hôi lạnh đầm đìa, không khỏi nể phục Tiểu Thôi. Tiểu Thôi không có vẻ tự phụ, ngạo mạn của người trẻ. Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Ai có thể tưởng tượng, cậu ấy mới chỉ 18 tuổi. Chắc mạnh hơn Lưu Dương Vĩ, con trai Lưu Quốc Cường, rất nhiều lần. Hà Hân. Mê mơ. Ông Yên vừa nhận được lời mời từ Lâm Hồng Thiên. Ông thấy nên đi không? Tất nhiên là phải đi rồi. Đây là buổi gặp gỡ của giới siêu giàu thành phố Ma Thuật mà. Là Yên Quân, tôi nhất định phải đi. Lần này họ mời riêng tôi, tôi nhất định phải nâng cao uy tín. Trước giờ các buổi gặp gỡ giới siêu giàu này không hề mời Yên Quân. Không phải vì đẳng cấp của Yên Quân không đủ, mà vì danh tiếng của ông ấy quá tệ. Lần này nhận lời mời khiến Yên Quân rất vui. Hà Hân. Chết tiệt. Sao thế, ông Yên? Lâm Hồng Thiên quá đáng quá. Thậm chí còn cảnh cáo tôi phải cư xử tử tế với Tiểu Thôi. Đây không phải là đánh vào mặt tôi sao? Tiểu Thôi à? Chính là chàng trai trẻ đã bắt con trai ông Yên. Phải quỳ xuống xin lỗi cách đây vài ngày. Thật không thể tin được. Tới nhà, không đợi Yên Quân nói chuyện, điện thoại của anh ta lại reo lên. Là chủ tịch tập đoàn Thiên Du. Cái gì? Tập đoàn Thiên Du là tồn tại mà ngay cả Nghiêm Tổng cũng phải ngưỡng mộ. Trước đây để nịnh hót chủ tịch tập đoàn Thiên Du, Nghiêm Tổng đặc biệt cho con trai Nghiêm Công Tử gia nhập CCC. Lâm Tổng, chào anh. Ừ. Lại thế nào? Lại là tới cảnh cáo tôi phải lịch sự với Diệp Tiểu Thôi à? Cúp máy. Diện mạo Yên Quân vô cùng khó coi, tâm trạng trong lòng càng khó tả. Rất tốt. Diệp Tiểu Thôi phải không? Chúng ta cứ chờ xem. Lại thế nào Yên Tổng? Lại là tới cảnh cáo tôi phải lịch sự với Diệp Tiểu Thôi. Cúp máy. Diện mạo Yên Quân vô cùng khó coi, tâm trạng trong lòng càng khó tả. Rất tốt Diệp Tiểu Thôi. Phải không? Chúng ta cứ chờ xem. Yên Tổng, có nên tìm người để xử lý Diệp Tiểu Thôi của tập đoàn Hoa Phong không? Không cần vội vã. Trước khi dò xét rõ bối cảnh của Diệp Tiểu Thôi, không thể liều lĩnh. Yên Quân vốn nổi tiếng là tàn nhẫn, nhưng cũng không ngu. Nếu không làm sao có thể có tài sản hàng trăm tỷ? Sự nóng vội chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Vì không tìm ra được bối cảnh của Diệp Tiểu Thôi, vậy thì hãy nhắm vào những người xung quanh anh ta, điều tra tiếp đi. Vâng Diệp Tổng. Yên Quân thì không sợ, ông chỉ em ngại chủ tịch tập đoàn Thiên Du. Cảnh báo, thù ghét ban đầu đã gắn kết với đối tượng. Sự thù địch của Yên Quân với chủ nhân đã tăng lên 59%. Tình huống gì vậy? Sao sự thù địch của Yên Quân tăng nhanh thế? Chỉ còn thiếu 1% là có thể kích hoạt thẻ trả thù. Diệp Tiểu Thôi cũng không dám chần chừ, lập tức lái xe tới biệt thự Ngọc Cảnh Trang của Lâm Hồng Thiên. Doanh Doanh sắp tới có một bữa tiệc thú vị. Muốn đi không? Bố tự đi đi, con không đi đâu. Ba. Đây là mẹ muốn giới thiệu con cho người mua lại tập đoàn Hoa Phong à? Con còn trẻ, không dễ bị lừa đâu ba. Lòng con đã thuộc về Diệp Tiểu Thôi rồi. Con không đi đâu. Lâm Doanh Doanh không theo dõi tin tức, vào lúc này vẫn chưa biết người mua lại Hoa Phong chính là Diệp Tiểu Thôi. Thưa ngài, đây là nơi tụ tập riêng tư. Xin vui lòng xuất trình thiệp mời hoặc thẻ thành viên. Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Phong, Diệp Tiểu Thôi. Lâm Tổng mời tôi qua điện thoại. Ô,
Vậy ra là Tiểu Thôi tổng. Lúc này tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, đã làm mất thời gian quý báu của anh, mời anh vào trong. Ô. Không hưởng là Ngọc Cảnh Trang. Phong cách trang trí thật độc đáo. Đứa nhóc này là con nhà ai? Sao lại chạy vào đây? Nhân viên phục vụ cũng quá lơ là. Phía ngoài mới là nơi tụ tập của đám nhà giàu thứ hai. Đây toàn là các ông trùm địa ốc cả. Đứa nhóc này là con nhà ai? Sao lại không biết luật lệ thế? Đừng tức giận Lý Tổng. Có lẽ nhân viên dẫn nhầm đường. Dẫn nhầm đường thì cậu ta phải nhìn thấy hoàn cảnh. Là biết không phải chỗ cậu ta nên ở. Tôi thấy cậu nhóc này cũng không biết điều. Đi nhầm đường cũng được. Nhưng còn ở lại đây nán lại nữa. Mê mơ Diệp Tiểu Thôi làm như không nghe thấy gì. Tìm chỗ ngồi xuống. Lâm Tổng. Sao Chủ tịch Tập đoàn Thiên Du Lâm Nhược Thanh lại tới? Trước đây cô ta chưa bao giờ tham gia loại tiệc này cả. Đúng vậy, sau khi cha Lâm Nhược Thanh rời ghế. Lâm Nhược Thanh kế nhiệm, Tập đoàn Thiên Du đã tăng trưởng vượt bậc. Bối cảnh hiện tại, chúng ta không thể so sánh được. Nên nói hay không Lâm nói? Lâm Tổng thật xinh đẹp. Như tiên nữ giáng trần vậy. Anh dám có ý nghĩ bậy bạ với Lâm Tổng à? Tôi thì không dám nghĩ tới. Lâm Tổng, mời vào. Ô, thật xứng danh Lâm Tổng, khí chất phi phàm thật. Với sự xuất hiện của Lâm Nhược Thanh, không khí trong hội trường lập tức náo nhiệt lên. Đó có phải là Diệp Tiểu Thôi mà ba từng nhắc tới không? Trẻ tuổi thế cơ đấy, mà ba còn bảo tôi phải đối xử tốt với cậu ấy nữa. Vẻ mặt Lâm Nhược Thanh rất khó hiểu. Không để ý đám đông, cô tiến thẳng về phía Diệp Tiểu Thôi. Sao Lâm Tổng lại tìm cậu nhóc kia? Chắc chắn là phát hiện có cậu nhóc ở đây. Lâm Tổng sẽ dạy cậu ta về quy tắc. Thế thì cậu nhóc kia đáng thương đấy. Ô. Lâm Nhược Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Du. Mê mơ. Ngữ điệu của Lâm Nhược Thanh lạnh lùng, kiêu ngạo, vẻ cao cao tại thượng không tồi. Cũng là cái tên hay đấy, đây là anh chàng đẹp trai. Phong lưu, anh tuấn như tùng của Tập đoàn Hoa Phong, Diệp Tiểu Thôi. Muốn xin chữ ký của tôi không? Tiểu Thôi Tổng luôn nói đường mật vậy sao? Hừ, Lâm Tổng cũng luôn coi thường người khác như vậy sao? Tiểu Thôi Tổng thật sự rất độc đáo, quá khen. Ít ra tôi không tự cho mình cao quý. Trong lời nói của cả hai đều ẩn chứa sự thù hận. Nếu những người xung quanh nghe thấy, chắc hẳn sẽ sợ phát run. Sự độc đáo của Tiểu Thôi Tổng khiến tôi rất thích. Lâm Nhược Thành đã biết về Diệp Tiểu Thôi từ trước. Và là từ rất lâu rồi. Cô muốn gì? Có chuyện thì nói thẳng. Tôi cần Tiểu Thôi Tổng giúp tôi một việc. Tôi không rảnh. Tôi cần Tiểu Thôi Tổng giúp tôi một việc. Tôi không rảnh. Tôi có thể chờ. Có thể tới kiếp sau tôi mới rảnh. Nani. Nhìn cái dáng đằng cao ngạo của cô. Tưởng vì xinh đẹp, giàu có, cả thế giới phải quay quanh cô ư? Họ đang nói gì vậy, ai biết không? Dù sao thì cậu nhóc này thật sự không có chút quy củ nào cả. Chủ yếu là do Lâm Nhược Thanh quá cao ngạo. Thực ra tôi cảm thấy nếu bỏ qua thân phận, hai người này còn khá xứng đôi. Mê mơ. Đùa à, sao anh ta có thể xứng với Lâm Nhược Thanh chứ? Thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt mà. Chưa kịp đợi Lâm Nhược Thanh nói gì, bên ngoài đã ồn ào lên rồi. Mọi người nhìn kìa, Lâm Tổng tới rồi. Lâm Hồng Thiên cũng không để ý đám đông, tiến thẳng về phía Diệp Tiểu Thôi. Chuyện gì vậy? Sao Lâm Hồng Thiên cũng đi tìm cậu nhóc đó nữa? Đúng vậy, hai ông lớn cùng tới mà không hẹn trước. Có phải cậu nhóc đó chính là Diệp Tiểu Thôi trong tin đồn không? Ý cậu là cậu nhóc? Chỉ mới 18 tuổi đã mua lại toàn bộ Tập đoàn Hoa Phong. Cái gì? Chính là cậu ta, chính là Tiểu Thôi Tổng đó đã gây chấn động cả giới địa ốc thủ đô mà sao? 3 tỷ mua lại Đế Vương, 100 tỷ mua lại Hoa Phong. Ngoài anh ta ra ai làm được chứ? Tiểu Thôi Tổng, cuối cùng cũng gặp được anh. Giọng Lâm Hồng Thiên không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Quả nhiên chàng trai trẻ này, quả nhiên chính là Diệp Tiểu Thôi của Tập đoàn Hòa Phong. Ta còn bảo cậu ấy là tiểu bối, không biết luật lệ. Ta phải chủ động chào hỏi cậu ấy rồi. Thật sự ta đánh giá thấp người khác quá. Người trẻ tuổi có thể khiến Lâm Nhược Thanh chủ động tiếp xúc, làm sao có thể là tiểu bối chứ? Trong lòng mọi người đều cảm thấy hối hận vì trước đó phải nắm lấy cơ hội để chủ động làm quen với Tiểu Thôi Tổng. Diệp Tiểu Thôi là ai? Là nhân vật đỉnh đám đã mua lại hoàn toàn Tập đoàn Hòa Phong. Lúc nãy tôi bảo cậu ấy không xứng với Lâm Nhược Thanh là do tôi nói bừa. Trong số mọi người có mặt, chỉ có Tiểu Thôi Tổng mới xứng đáng so vai với Lâm Nhược Thanh. Tiểu Thôi đệ, tôi giới thiệu với cậu. Đây đều là các ông lớn trong giới địa ốc thủ đô mà. Mọi người cùng hoạt động trong một khu vực. Chơi thân thì có lợi đấy. Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm. Hiện tại thì không cần đâu. Ông biết mục đích tôi tới đây mà. Lâm Phong Thiên biết Diệp Tiểu Thôi tới đây là nhắm vào Yên Quân. Thôi cũng được, thế lực của hai người gần ngang nhau mà. Tiểu Thôi Tổng, lâu nghe danh rồi. Tiểu Thôi Tổng chào anh. Tôi là giám đốc công ty Bắc Đầu Địa Ốc, Tiểu Thôi Tổng. Tôi đã nghe danh tiếng của anh từ lâu. Quả thật tin đồn không bằng tận mắt chứng kiến.
Các ông lớn có tài sản hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đều lên tiếng nịnh hót. Một lúc sau, Diệp Tiểu Thôi bị vây quanh, tiếng nói vang lên không ngừng. Yên Quân vừa bước vào cửa đã bị lãng quên một bên. Một lũ nịnh hót đáng ghét. Chỉ là một thằng nhóc vừa bước ra khỏi nhà mà cứ tỏ ra khiêm nhường với nó như vậy. Yên Quân vẫn nung chiều con trai út Yên Tương Bân. Cho dù Yên Tương Bân làm bao nhiêu chuyện xấu, Yên Quân vẫn bao che cho cậu ta, đối xử cậu ta như bảo bối. Nhưng rồi bị Diệp Tiểu Thôi trừng trị, làm sao không thù hận chứ? Ô, rất tốt, nhân vật chính tới rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tiểu Thôi Tổng và Yên Quân vẫn có mâu thuẫn phải không? Sao lại không tránh xa rắc rối, mà còn tự chủ động tiến lên? Hay là Diệp Tiểu Thôi chuẩn bị cúi đầu? Xin Yên Quân bỏ qua hiềm khích. Tôi đoán Tiểu Thôi Tổng muốn đưa ra một số lợi ích để hai nhà hóa giải thù hận. Không lẽ tên này thật sự nhún nhường à? Có vẻ như tôi nhìn nhầm rồi. Đàn ông yếu đuối như Diệp Tiểu Thôi không ổn, phải tìm người khác mới được. Tiểu Thôi Tổng chắc chắn là qua xin lỗi rồi. Tôi cũng đoán vậy. Mặc dù tài sản Yên Quân không bằng Diệp Tiểu Thôi, nhưng khi tàn nhẫn, Diệp Tiểu Thôi cũng sợ ông ta. Cuối cùng vẫn còn quá trẻ, Yên Quân vốn rất tham lam, Tiểu Thục Tổng chắc phải trả giá rất đắt. Mọi người đều cho rằng Diệp Tiểu Thôi sẽ không khiêu khích Phi Vân tập đoàn nữa. Chắc là qua xin lỗi rồi. Thanh niên luôn phải trả giá cho sự nóng nảy nhất thời. Đã biết sự khủng khiếp của nhà họ Yên rồi đấy. Tiểu gia phải qua xin lỗi rồi nhỉ? Yên Tổng thật là vui vẻ nhỉ? Con trai ông đang khóc lóc ở nhà kia, sao ông không về an ủi cậu ấy đi? Thế mà còn rảnh rỗi tới đây dự tiệc nữa à? Hay là tôi đưa ông về nhà, để ông được ở bên báu vật nhỏ của mình nhiều hơn nhé. Lời nói thản nhiên của Diệp Tiểu Thôi âm lượng không lớn, nhưng tất cả mọi người trong hội trường đều nghe rất rõ. Mọi người trong hội trường đều nín thở. Mình nghe thấy cái gì vậy? Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chúng ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không những Tiểu Thục Tổng không tới xin lỗi, mà còn lên mặt khiêu khích Yên Quân. Khoảnh khắc này, vẻ mặt mọi người đầy kinh ngạc. Điên rồi, thật sự điên rồi, điên rồi, thật sự điên rồi. Chỉ cần hôm nay Yên Quân ra tay, cho dù Diệp Tiểu Thôi có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Rất tốt, rất cứng rắn, rất bá đạo, tôi rất thích. Lúc này, sắc mặt của Yên Quân đã tối sầm lại hoàn toàn. Nhưng Yên Quân cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Diệp Tiểu Thôi càng ngạo mạn, Yên Quân lại càng thận trọng hơn. Tiểu Thôi Tổng có phải quá hung hăng không? Yên Tường Bân đã sai rồi, đã bị trừng phạt rồi. Nhưng tôi, Yên Quân chưa hề xúc phạm anh. Tiểu Thôi Tổng có phải hơi quá đáng không? Yên Quân ơi Yên Quân, ông cũng coi nhà họ Yên quá cao rồi đấy. Chẳng phải nghĩ rằng vì tập đoàn của các ngài lớn có vài trăm tỷ là có thể ra đây cãi lại tôi rồi sao? Trong mắt tôi, Diệp Tiểu Thôi, nhà họ Yên chỉ như kiến thôi. Tôi, Diệp Tiểu Thôi suốt đời đâu từng phải giải thích với ai. Mọi người ngỡ ngàng, lời nói của Diệp Tiểu Thôi vang vọng khắp hội trường. Tất cả các ông lớn dưới địa ốc đều nín thở. Không khí trong hội trường im lặng đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là khí chất của một thiếu niên không? Quá bá đạo rồi. Tôi đã nghe danh Tiểu Thôi Tổng làm việc quyết đoán. Hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Phải có bối cảnh lớn đến mức nào mới dám ngạo mạn như vậy? Đối mặt với Yên Quân, thật sự ngạo mạn đến cực điểm. Ô, rất tuyệt, rất đẹp trai. Yên Quân nghiến răng trong lòng, biết Diệp Tiểu Thôi muốn mình mất bình tĩnh. Thằng nhóc Diệp Tiểu Thôi chắc hẳn thiếu dây thần kinh. Mày đã tự tìm đường chết rồi. Yên Quân đã quyết định bán Phi Vân địa ốc với giá cao, rồi sẽ tính sổ Diệp Tiểu Thôi. Hệ thống này, sao giá trị thù hận không tăng nữa? Có vẻ phải mạnh mồm thêm mới được. Yên Quân, ông tưởng mình là thần tiên sao? Hừ, điều tra tôi đằng sau lưng thì có thể đánh bại tôi à? Thực lực của tôi là cái mà ông không dám mơ tới đâu. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm giống phong cách nhà họ Yên của ông, tận diệt gốc rễ. Không chỉ riêng ông, ngày mai cả nhà họ Yên sẽ biến mất. Yên Quân giờ phải tức điên lên rồi. Mày dám à? Mức độ thù địch của Yên Quân với chủ nhân đã đạt 100%. Thẻ trả thù cấp thấp đã được kích hoạt. Chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ đồ. Bình minh phán xét. Bình minh phán xét có thể phán xét đối phương một cách công bằng. Nếu kết quả phán xét là tội lỗi, đối phương sẽ chịu trừng phạt thực tế. Rất tốt, Yên Quân thật sự có thể. Giá trị thù hận không tăng từ từ, muốn tăng thì tăng luôn lên tới đỉnh. Sử dụng bình minh phán xét. Phán xét hoàn tất, Yên Quân đời này tội lỗi nhiều. Tất cả bằng chứng tội phạm đã gửi cho cảnh sát, sắp phải chịu trừng phạt công lý. Hừ, việc tôi, Diệp Tiểu Thôi chẳng muốn có làm gì là không dám. Chỉ có muốn và không muốn. À, ta lại muốn xem ngươi có cách gì để lật đổ ta. Ta Yên Quân, ta nói cho ngươi biết, khi ta Yên Quân mới khởi nghiệp, ngươi còn đang chơi bùn ở đâu đó. Mê mơ. Yên Tổng, chuyện không hay rồi. Tất cả cổ phần của Phi Vân Tập đoàn đã bị Hoa Phong Tập đoàn thu mua với giá rẻ. Làm sao có thể chứ? Lúc này Yên Quân đã tức giận đến cực điểm. Mày có vài chiêu đấy, nhưng ta Yên Quân cũng chẳng dễ bắt nạt đâu. Chỉ là lại phải từ đầu thôi. Đừng tưởng như vậy là mày thắng rồi đấy. Gần đến giờ rồi nhỉ? Giờ gì cơ? Ngày xét xử của ông.
Yên quân, chúng tôi đã nắm được tất cả bằng chứng tội phạm của ông. Giờ sẽ bắt giữ ông theo pháp luật. Không thể nào. Tôi đã xử lý tốt tất cả mọi việc rồi mà. Làm sao anh làm được chứ? Hừ, công lý có thể chậm, nhưng nhất định sẽ đến. Tới đây, một tay anh chị giang hồ, Yên quân của Phi Vân Địa Ốc đã bị Diệp Tiểu Thôi đánh bại hoàn toàn. Lúc này dù là Lâm Nhược Thanh hay Lâm Hồng Thiên, đều không dám lên tiếng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã lật đổ suy nghĩ của biết bao người. Tiểu Thôi Tổng đã đánh bại Yên quân một cách nhẹ nhàng. Đúng vậy, Yên quân luôn được biết đến là tay giang hồ tàn nhẫn. Nhưng với chàng trai trẻ này, dễ dàng như bóp chết con kiến. Thật sự kinh khủng. Ồ, tình huống nhà tôi. Có lẽ chỉ có Diệp Tiểu Thôi mới có thể giúp tôi. Các vị, lúc này tôi xử lý một số việc riêng với Yên Tổng, đã làm phiền đến các vị. Nói xong Diệp Tiểu Thôi bước ra khỏi hội trường, để lại đám ông lớn địa ốc đang há hốc mồm. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy còn trẻ, liều lĩnh. Nhưng nghĩ lại bây giờ, người chỉ mới 18 tuổi đã mua lại hoàn toàn Hoa Phong. Làm sao có thể phạm sai lầm như vậy? Chắc chắn phải có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đập nước trong chở nhặng. Yên quân tuyệt đối không thể tưởng tượng mình lại gặp phải người hống hách như vậy. Tuyệt đối phải kéo Diệp Tiểu Thôi về phe mình. Chỉ cần cậu ấy theo tôi, cho dù là dòng họ Vương ở thủ đô hay các thiếu gia thủ đô, tôi cũng có sức đối đầu.